siêu cấp bảo an tại đô thị, La Quân. Tập 6. Chương 92, mới ở chung sinh hoạt. La Quân tuy nhiên minh bạch một số, nhưng hắn lại cũng không biết mình đến muốn cái gì. Hắn cũng không biết mình võ đạo là cái gì. Hắn không có loại kia rất mãnh liệt muốn trở nên mạnh hơn tâm. Cũng không có muốn thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ tâm. Hắn luôn luôn gặp sao yên vậy, đối sự tình gì đều nhìn rất nhạt. Cảm giác mỗi ngày cà lơ phất phơ, vui vẻ là được rồi. Chính là La Quân dạng này tâm cảnh, cho nên hắn mới có thể một mực đang hóa kính đỉnh phong dừng lại 3 năm lâu. La Quân là tuyệt đối thiên tài võ học, hắn đấu pháp có thể nói có 1 không 2. Mà lại, lấy 21 tuổi tuổi tác, thì đã đạt tới hóa kính đỉnh phong. Ở độ tuổi này là rất khủng bố. Trầm Mặc Nùng 21 tuổi thời điểm mới vừa gia nhập hóa kính. Còn có cái kia Dương Lăng, 23 tuổi mới tiến vào hóa kính, đây chính là khác nhau. La Quân suy tư sau một lát, vẫn vô pháp nghĩ thấu. Hắn hơi hơi thở dài, cũng liền không lại chấp nhất. Con hàng này ưu điểm lớn nhất cũng là có thể nghĩ thoáng, nhìn thấu, không quá phận chấp nhất. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân nhanh như vậy thì từ trong sương mù đi tới, hơi hơi ngoài ý muốn. Nàng liền còn nói thêm, kim đan chi cảnh, coi trọng là cơ duyên. Cơ duyên một khi đến, cũng chính là nước chảy thành sông. La Quân mỉm cười, nói, Mặc Nùng, đa tạ ngươi chỉ điểm. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, võ đạo là chúng ta Hoa Hạ truyền thừa, bây giờ cái thế giới này, khoa học kỹ thuật phát đạt, hỏa khí thịnh hành. Võ đạo dần dần hội bị đào thải. Chúng ta những này người tập võ tự nhiên không thể giống như trước kia lão võ thuật gia nhóm một dạng, của mình quý. La Quân rất lợi hại đồng ý Trầm Mặc Nùng cái quan điểm này. Hắn đón đến, còn nói thêm, Mặc Nùng, ngươi lần này tới gặp ta, hẳn không phải là đơn thuần muốn cảm tạ ta đi. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói, cùng người thông minh nói chuyện cũng là vui sướng. Nàng cũng một hồi, còn nói thêm, bất quá cũng xác thực muốn cảm tạ ngươi giúp chúng ta bắt Lý Dương. Lý Dương người này, tại trên quốc tế tạo thành ảnh hưởng quá ác liệt. Nếu như không thể đem hắn trói lại, chúng ta hội rất khó coi. Có thể gia hỏa này ẩn tàng thật chặt, chúng ta vẫn luôn không có cách nào tia được. Người bây giờ đem hắn bắt, đây là đưa cho chúng ta lục sử một món lễ lớn. La Quân cười ha ha, nói ra, nói như vậy đứng lên, các ngươi được thật tốt cảm ơn ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, đương nhiên không có vấn đề, người có thể cùng chúng ta đưa yêu cầu. Có thể thỏa mãn, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. La Quân nói ra, nhìn, Mặc Nùng ngươi tại lục sử quyền lực không nhỏ a. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi thì đừng lắm lời, thân phận ta chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không đoán ra được. La Quân nói, ngóa, ngươi thật đúng là lục sử sử trưởng. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói, không giống chứ. La Quân nói, ngươi đây là tuổi còn trẻ, ngồi ở vị trí cao a. Trầm Mặc Nùng nói, lục sử nơi này, nước rất sâu. Lớn tuổi thói quan liêu người là không có cách nào đảm nhiệm. La Quân nói, vậy cũng đúng. Trầm Mặc Nùng lời nói lại quay lại đến, nói, ngươi còn chưa nói ngươi muốn cái gì điều kiện đâu. La Quân giật mình trong lòng, nói, thật sự là yêu cầu gì đều có thể xách. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói, ngươi cũng đừng công phu sư tử ngoạm muốn bao nhiêu tiền, ta cũng không có cái quyền lợi này. Ta chỉ có thể nói. Là ta quyền hạn phạm vi bên trong đồ, vật. La Quân cười ha ha, nói ra, yên tâm đi, ta đối tiền hứng thú không lớn. Như vậy đi, người đưa ta một cái rất bí mật dám thì quay phim khí. Tựa như là 007 bên trong những đặc công đó đạo cụ. Thì cái này, Trầm Mặc Nùng có chút ngoài ý muốn. La Quân nói ra, thì cái này. Trầm Mặc Nùng nói, người muốn làm cái gì chuyện xấu. La Quân lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn, nói ra, ta có thể làm chuyện gì xấu. Bất quá là đối những thứ lặt vặt này rất ngạc nhiên mà thôi. Hắn nghĩa chính ngôn từ, ngay cả nội tâm cũng không chút hoang mang. Đây chính là con hàng này tâm lý tố chất. Trầm Mặc Nùng cũng là không tỉ mỉ cứu, nói ra, cái này không có vấn đề. Bất quá cái này cũng không tính là gì yêu cầu, ta có thể làm là giữa bằng hữu giao tình tặng cho ngươi. Ngươi vẫn là có thể đề cập với ta cái yêu cầu. La Quân không khỏi cảm thấy có chút khó xử, hắn gãi gãi đầu, nói ra, giống như thật không có yêu cầu gì ngươi a. Trầm Mặc Nùng lần thứ nhất nhìn thấy La Quân loại người này, giống như gia hỏa này thật sự là đặc biệt vô dục vô cầu. Đối cái gì đều không đặc biệt khát vọng, thế là nàng cũng liền không miễn cưỡng, liền nói ra, tốt a,
coi như chúng ta Lục Sử thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta cho ngươi lưu cái dãy số, về sau nếu như ngươi thật có cần, thì gọi điện thoại cho ta. La Quân nghe vậy cười một tiếng, nói ra, cái này cũng không tệ. Ngay sau đó, hai người lẫn nhau trao đổi dãy số. Trầm Mặc Nùng bàn giao La Quân, ngàn vạn không thể đem nàng dãy số tiết lộ ra ngoài. La Quân vội vàng cam đoan. Mạt, Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, còn có một chuyện muốn cùng ngươi chứng thực dưới. La Quân hơi hơi run lên, nói, chuyện gì? Trầm Mặc Nùng nói, ta trước đó hỏi qua Thiến Thiến, nhưng Mặc Nùng cũng nói không rõ lắm. Thiên địa sát kiếp, còn có ngươi là thiên mệnh giả sự tình, ngươi có thể nói rõ chi tiết nói sao? La Quân không khỏi ngoài ý muốn, nói, ngươi cũng biết chuyện này. Trầm Mặc Nùng khẽ cười khổ, nói, La Quân, ngươi phải biết Huyền Y môn bất quá là cái tiểu môn phái. Mà quốc gia chúng ta là muốn trưởng khống quốc vận, không có khả năng Huyền Y môn có thể tính ra giải quyết tình, quốc gia chúng ta bộ môn hoàn toàn không biết gì cả. Đây chẳng phải là lộ ra cho chúng ta quá vô năng. La Quân ám đạo cũng thế, hắn liền nói ra, thiên địa sát kiếp đã các ngươi đều tính ra đến, vậy ta đã không còn gì để nói. Còn thiên mệnh giả, ta thật là một cái thiên mệnh giả. Đây là Trình Kiến Hoa cho ta tính ra tới. Ngay sau đó, hắn cũng không chút nào giấu giếm nói tại Huyền Y môn bên trong chuyện phát sinh. Bao quát chính mình đến Huyền Y môn tổ sư gia vô cực kim đan các loại. La Quân sở dĩ không chút nào giấu giếm, là bởi vì hắn đối Trầm Mặc Nùng có hảo cảm. Đổi thành người khác, hắn mới lười nhác nói tỉ mỉ. Quả nhiên là có đại khí vận thiên mệnh giả, Trầm Mặc Nùng nói ra, không có nghĩ đến cái này Trình Kiến Hoa đối người đủ kiểu tính kế, sau cùng nhưng vẫn là thành toàn ngươi. Trình Kiến Hoa người này không đơn giản, chúng ta chín nơi đại sư muốn thông qua huyền thuật đem Lý Dương vị trí suy tính ra. Sau cùng đều bị Trình Kiến Hoa cho che phủ lên. Chín nơi, La Quân hơi hơi hiếu kỳ. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói, chín nơi là thôi toán quốc vận, tương đương với trước kia Khâm Thiên Giám. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Trầm Mặc Nùng lúc này lại lời nói xoay chuyển, nói, La Quân, có chút mạo muội. Thực trước khi đến, ta điều ti a thân phận của ngươi hồ sơ. Ngươi ở nước ngoài làm việc tình ta cũng là biết, hy vọng ngươi đừng nên trách. La Quân hơi sững sờ. Hắn cũng không phải hẹp hòi người, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không có phát tác. Chỉ là cười một tiếng, nói, ti a ta có phải hay không người tốt a? Trầm Mặc Nùng nói ra, bởi vì ta muốn cho ngươi cũng chúng ta Lục Sử, cho nên ta nhất định phải cẩn thận một chút. Đi qua chúng ta các phương diện xác minh, cảm thấy ngươi là một cái rất không tệ người. Cho nên hiện tại, ta muốn trịnh trọng mời ngươi Lục Sử. La Quân cổ quái nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, theo rồi nói ra, cảm ơn ngươi hảo ý. Nhưng ta là Nhàn Vân Giã Hạc, thực sự thụ không bất luận cái gì câu thúc. Đối mặt La Quân từ chối nhã nhặn, Trầm Mặc Nùng không khỏi hơi hơi đau đầu. Nói ra, ngược lại cũng sẽ không làm sao ước thúc ngươi, ngươi Lục Sử, chỉ có tại có nhiệm vụ thời điểm mới sẽ tìm được ngươi. Không có nhiệm vụ thời điểm, ngươi có thể tùy ý làm cái gì đều được. Nhưng là, ngươi có thể hưởng thụ tại Lục Sử đặc quyền. Ta không cần đặc quyền, La Quân không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Trầm Mặc Nùng đối La Quân cái này khó chơi ra hỏa cảm thấy bất đắc dĩ, lại nói, theo ta được biết, người trước mắt còn theo Lao Sơn nội gia quán đệ tử có chút ân oán. Chỉ cần ngươi Lục Sử, chúng ta có thể giúp ngươi hóa giải ân oán. La Quân nhãn tình sáng lên, bất quá hắn ngẫm lại, cảm thấy vẫn là không muốn cùng Lục Sử dính líu quan hệ. Hắn trời sinh không thích đợi tại thể chất bên trong, thế là vẫn là nói, quên đi. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân thái độ này, cũng liền không lại kiên trì. Nàng khẽ cười khổ, nói ra, vốn còn nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ cộng sự khẳng định rất lợi hại vui sướng. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là không có cái này duyên phận a. La Quân trong lòng nhất động, hắn cảm thấy theo Trầm Mặc Nùng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, vậy khẳng định rất lợi hại thoải mái. Riêng là có đôi khi cần giả trang phu thê loại hình. Hắn lập tức bỏ ý niệm này đi, không có lời a. La Quân, nếu như về sau ngươi cải biến ý nghĩ, nhớ kỹ điện thoại cho ta. Lục Sử tùy thời đều hoan nghênh ngươi, Trầm Mặc Nùng nói tiếp. La Quân cũng không có tránh xa người ngàn dặm, liền nói ra, tốt, nhất định. Trầm Mặc Nùng đứng lên, nói ra, đi thôi, chúng ta trở về đi. La Quân cũng đi theo tới. Sau đó, La Quân đưa Trầm Mặc Nùng trở lại quán rượu. Trầm Mặc Nùng tiến quán rượu trước đó nói ra, ngươi muốn đồ, vật, ta lại ở trong vòng 3 ngày khiến người ta cho ngươi đưa đến. La Quân trong lòng mừng thầm.
trên mặt bất động thanh sắc, nói, cái kia liền đa tạ. Gặp lại, Trầm Mặc Nùng khua tay nói đừng, sau đó tiến vào quán rượu. La Quân đưa mắt nhìn nàng bóng lưng, cảm thấy nữ nhân này bóng lưng thật là xinh đẹp. Dáng người thướt tha, mông tuyến hoàn mỹ, khiến người ta không nhịn được muốn qua nhào nặn bên trên một thanh. Đương nhiên, La Quân cũng chỉ có thể tự mình ngẫm lại. Thật đối mặt cao quý lãnh diễm Trầm Mặc Nùng lúc, hắn vẫn là thành thật. Sau đó, La Quân trở lại phòng thuê bên trong. Hắn nói với Đinh Hàm nhà đã tìm được sự tình, có thể mau chóng rời đi qua. La Quân hiện tại đã đối máy theo dõi có rơi, cho nên cảm thấy sớm một chút rời đi qua cũng được. Đinh Hàm nghe xong tất nhiên là hoan hỉ, La Quân cũng không nói là Mộc Tĩnh nhà, miễn cho Đinh Hàm thính giác đến có chút khó chịu. Ngày thứ hai, La Quân tìm công ty dọn nhà giúp Khuân nhà. Cả ngày bận bịu xuống tới, La Quân cùng Đinh Hàm đã vào ở thoải mái dễ chịu phòng ở mới bên trong. Mộc Tĩnh cái này phòng ở mới vốn là rất sạch sẽ, cho nên cũng không cần đại thanh tảo. La Quân cùng Đinh Hàm phòng ngủ thì cách một bức tường. Về sau, hai người cũng coi như dùng chung phòng tắm cùng nhà vệ sinh. Tưởng tượng như vậy, La Quân đều cảm thấy rất hưng phấn. 8 giờ tối thời điểm, Đinh Hàm rốt cục đem một bàn phong phú bữa tối chuẩn bị kỹ càng. Hai người ăn rất lợi hại vui sướng. Sau khi cơm nước xong, Đinh Hàm trước tắm rửa. Nhìn thấy Đinh Hàm qua tắm rửa, La Quân vô ý thức liền muốn qua nhìn lén. Nhưng nghĩ lại mới nghĩ đến đã chuyển nhà, xem ra chính mình còn muốn nhẫn mấy ngày mới được a. Đinh Hàm sau khi tắm xong đi ra, nàng mặc tương đối bảo thủ áo ngủ. Tóc ướt sũng, lộ ra phá lệ vũ mị. Nàng nói với La Quân, đợi chút nữa quần áo người đổi về sau, thì đặt ở trong máy giặt quần áo, ta đến cùng nhau tắm. Cũng không biết làm sao, nàng nói vừa xong, mặt cũng có chút đỏ. La Quân đương nhiên ứng. Hắn đi theo cũng đi trong phòng tắm tắm rửa. Con hàng này lúc tắm rửa rất lợi hại không thuần khiết, tẩy đến một nửa thời điểm đem máy giặt mở ra. Hắn lập tức trông thấy Đinh Hàm đổi lại nội y, tam giác quy upsilon up y lót. Con hàng này lập tức nhiệt huyết sôi trào, không thể kìm được. Thế mà đem Đinh Hàm quy upsilon up y lót nắm bắt tới tay bên trên nghe. Khoan hãy nói, có loại rất đặc thù vị đạo. Chương 93, quán ba khai trương. Sáng ngày thứ hai 6 giờ rưỡi, Đinh Hàm rời giường. Lúc này La Quân vẫn còn ngủ say. Tối hôm qua Đinh Hàm hơi mệt chút, sớm ngủ. Nàng hiện tại là nhớ tới đến trước đem nàng và La Quân y phục tẩy, sau đó làm điểm tâm. Toàn nhà này sửa sang tinh mỹ, ở vào thành phố trong vùng. Buổi sáng rời giường liền có thể tại trên ban công trông thấy lâu đi xuống xe đi, phù hoa mỗi người một vẻ. Cái này khiến Đinh Hàm cảm thấy rất hưởng thụ. Đinh Hàm trước rửa mặt hoàn tất, sau đó liền đến trong phòng tắm. Nàng trông thấy máy giặt bên trên thả La Quân quần áo bẩn. Làm nàng cười một tiếng là, La Quân con hàng này còn có không có ý tứ thời điểm. Bởi vì con hàng này cũng không có đem cá nhân nội khố đặt ở quần áo bẩn bên trong. Đinh Hàm thực đều không để ý như vậy. Sau đó, nàng trước đem La Quân áo sơ mi dùng nước ấm phao. Sau đó lại đem máy giặt mở ra, muốn đem chính mình nội y lấy ra đơn độc tẩy. Nhưng lại tại nàng cầm từ bản thân quy upsilon up y lót lúc. Bỗng nhiên cảm giác phía trên có điểm gì là lạ. Dinh dính. Hơn nữa còn có cỗ tanh mùi tanh nói. Đinh Hàm nhìn kỹ, phía trên kia dấu vết lại là nam nhân. Khuôn mặt nàng lập tức đỏ như lửa đốt. Không cần hỏi, Đinh Hàm cũng biết đây là cái gì tình huống. Nàng là đã kết hôn, có nữ nhi người. Đối với nam nữ điểm này sự tình lại sao có thể không biết. Nàng không nghĩ tới là La Quân thế mà dạng này hoang đường. Đinh Hàm tâm lý nói không nên lời là cảm giác gì, tâm hoảng hoảng, vừa thẹn thùng, có thể cũng không tiện qua chất vấn La Quân. Sau cùng, Đinh Hàm đem đồ lót ngâm mình ở trong nước ấm rửa sạch, cũng chỉ có thể khi làm cái gì đều không phát sinh. Về phần La Quân ngủ đặc biệt thỏa mãn. Hắn là cái tiểu bạch, không biết nữ nhân sẽ đem quy upsilon up y lót đơn độc lấy ra tẩy. Hắn coi là Đinh Hàm buổi sáng sẽ trực tiếp đem những áo đó vật dùng máy giặt tự động thanh tẩy. Cho nên hắn mới không sợ lưu lại chứng cứ gì. Hắn nơi đó biết sẽ có cái này một gốc giả. 3 ngày sau đó, La Quân thu đến Trầm Mặc Nùng sai người gửi đến giam không khí. Đó là một cái rất lợi hại tinh xảo tiểu đông tây, có thể tùy ý thiếp ở trên tường. Tiểu giam không khí nhan sắc lại có thể theo quang hợp biến hóa, khi vách tường là màu trắng thời điểm. Nó có thể cùng màu trắng một thể. Canh giữ cửa ngõ rơi ánh đèn về sau, tiểu giam không khí cũng sẽ không phát ra quang mang.
Nhưng là, nó trong đêm tối video theo dõi cũng rất không tệ. La Quân hưng phấn không thôi, quả nhiên là công nghệ cao a. Hắn mua sổ ghi chép, cùng ngày liền đem cái này công nghệ cao cùng sổ ghi chép liên thông, sau đó đem giam khống khí trong phòng tắm tìm vị trí tốt. Ban đêm Đinh Hàm lúc tắm rửa, hắn mở ra sổ ghi chép mỹ mỹ thưởng thức. Thời gian lại khôi phục lại lúc trước nhanh như vậy vui. Đương nhiên, đây bất quá là vui sướng nhạc đệm. U Linh chủ đề quán ba còn tại hừng hực khí thế kiến thiết bên trong. Kim Đại Hải, cũng chính là Kim Sắc Niên Hoa ban đầu lão bản hối hận muốn chết, 200 vạn bán đi, hắn tuyệt đối là thua thiệt vốn liếng. Con hàng này trằn trọc liên hệ với La Quân, muốn tìm La Quân lại muốn ít tiền. La Quân hoàn toàn có thể cự tuyệt Kim Đại Hải, bất quá hắn làm việc từ trước đến nay sẽ không như thế tuyệt. Thế là đáp ứng Kim Đại Hải, chỉ cần U Linh chủ đề quán ba tương lai có thể kiếm tiền, lại cho hắn 100 vạn. La Quân còn nói thêm, Kim lão ca, việc này người khác nhìn ta hiện tại giống như kiếm lời. Người có thể đi hỏi một chút Lâm đội trưởng, ta cùng hắn vì giải quyết lệ quỷ sự tình, có phải hay không cửu tử nhất sinh. Kim Đại Hải cảm thấy La Quân có thể đáp ứng 100 vạn, đã là trên trời rơi tiền, cũng liền vô cùng cao hứng. Hắn biết La Quân cùng Lâm Thiến Thiến quan hệ không ít, mà Lâm Thiến Thiến quan hệ thông thiên. Nếu như chính mình muốn ồn ào, cũng là náo không lên, hoàn toàn là trứng chọi đá. La Quân làm người phong cách chính là, có thể tận lực không khiến người ta oán hận, vậy liền tận lực làm đến chu đáo. Thực sự không được, cũng chỉ thuận theo ý trời. Chỉ chớp mắt, hai tháng cũng liền đi qua. Chính là trung tuần tháng 9. Hải Tân khí trời vẫn là như thế khốc nhiệt. Ngày nọ buổi chiều 5 điểm, nắng nóng như lửa. Mà U Linh chủ đề quán ba chính thức khai trương. U Linh chủ đề quán ba sửa sang tráng lệ sau khi, lại vô cùng có phong cách. Nơi này, tràn ngập quá nhiều sắc thái thần bí. Bây giờ khai trương, rất nhanh liền hấp dẫn số lớn thanh niên nam nữ đến đây. Quán ba hai bên, đậu đầy thuần một sắc xe sang trọng. Đây đều là Lâm Thiến Thiến cùng Tống Nghiên Nhi, Mộc Tính các nàng hiệu triệu tới bằng hữu. Những người này nhao nhao đưa lên lãng hoa chúc mừng. Ngay cả Hải Tân thành phố thị ủy bí thư cũng tự mình đến đây cắt băng. Còn có công an cục trưởng các loại. Những quan viên này, từng cái so từng cái lợi hại. Bọn họ toàn bộ đều là bán Lâm Thiến Thiến mặt mũi. Đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng tại trong quán ba chờ lâu, kéo xong màu sau cũng liền nhao nhao cáo từ. Bọn họ đến đây cũng chính là nói cho dục dịch một số người, cái này quán rượu phía sau bối cảnh sâu bao nhiêu, đừng tới tìm chán. Cho nên, U Linh chủ đề quán ba tương lai không có đuôi mù tiểu côn đồ đến thu bảo hộ phí. Cũng sẽ không có người bời vì ghen ghét U Linh chủ đề quán ba, từ mà lai xứ một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Đây là một cái rất tốt trấn nhiếp tác dụng. Cắt băng về sau, U Linh chủ đề quán ba bên này còn có tam trọng hoạt động. Thứ nhất, rượu bia ướp lạnh cùng hoa quả miễn phí. Thứ hai, nổi danh nhất dàn nhạc đến đây chú trận biểu diễn. Thứ ba, mỗi chữ danh ca sĩ đến đây cổ động, mở một trận ca hữu hội. Đêm nay, nhất định là U Linh chủ đề quán ba cuồng hoan chi dạ. Tại U Linh chủ đề quán ba lầu 2, La Quân còn chuẩn bị lãnh yên đặc hiệu. Đồng thời quay chụp liên quan tới Bạch Ngâm Xương thêm mỹ ái tình mảng truyện ký. Cái kia cầu nguyện ao càng là làm to lớn hùng vĩ. Phảng phất trong vòng một đêm, Bạch Ngâm Xương cùng Kim Sắc Niên Hoa cố sự khăn che mặt bí ẩn toàn bộ để lộ. Tại trong chuyện xưa, Bạch Ngâm Xương là si tình nữ tử. Nàng bị Trình Kiến Hoa thương tổn, oán hận mấy năm, sau cùng tu luyện công thành, giết Trình Kiến Hoa. Sau đó nàng vẫn tin tưởng ái tình, chỉ cần người nào tại nàng cầu nguyện ao trước thực tình cùng người yêu cùng một chỗ, nàng thì sẽ dành cho các nàng chúc phúc. Một đêm này, U Linh chủ đề quán ba người đông tấp nập. Lâm Thiến Thiến an bài cảnh sát trước đến duy trì trật tự. Đồng thời, U Linh chủ đề quán ba tâm linh quán ba, thần kỳ tâm linh tử, cũng chính là ngọt bùi cay đắng, ái tình, hạnh phúc, thất tình các loại tử phẩm đẩy ra, cũng rất nhanh bắt được thiếu nam thiếu nữ tâm. Tăng thêm này bao xương cao cấp âm hưởng hưởng thụ, cái này khiến U Linh chủ đề quán ba nhân khí cao đến tột đỉnh cấp độ. Tại U Linh chủ đề quán ba giá cả định vị bên trên, La Quân bên này cũng thu lấy so với bình thường quán ba lớp 10 lần giá cả. Dù sao, đi cũng là cao đoan lộ tuyến. Phải giống như một dạng, đi cũng là tinh phẩm lộ tuyến. Muốn để người cảm thấy, có thể qua U Linh chủ đề quán ba cũng là một kiện có mặt nhi sự tình. Một đêm này, U Linh chủ đề quán ba một đêm nước chảy thu nhập đạt tới 150 vạn.
Cái này thu nhập khiến người ta chấn kinh, bởi vì rất nhiều sinh ý hảo tử đi, một tháng nước chảy có thể đạt tới 150 vạn cũng rất không tệ. La Quân cùng Đinh Hàm, còn có Mộc Tĩnh, Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh mấy người đối cái thành tích này cũng không có quá đại hoan hỉ. Cái này rất bình thường. Khó là ngày sau bảo trì. Phải biết hôm nay một ngày này thành vốn cũng là dọa người. Ngày thứ hai, sinh ý tuy nhiên không bằng ngày đầu tiên nóng nảy, nhưng nước chảy thu nhập vẫn là có 100 vạn. Tiếp lấy liên tục một tuần lễ, nước chảy thu nhập đều cố định tại 100 vạn thượng hạ lưu động. U Linh chủ đề quán ba trong lúc vô tình, trở thành Hải Tân thành phố một cái dấu hiệu tín đồ, vật. Tại về sau du lịch trong giới thiệu, U Linh chủ đề quán ba lại là một cái rất tốt đề tài. Một tháng sau, U Linh chủ đề quán ba sinh ý cơ bản ổn định lại. Mỗi ngày đều sẽ có liên tục không ngừng mới du khách. Cái kia cầu nguyện ao cùng tâm linh điều tử nóng này khiến người ta líu lưỡi. Mỗi thiên lưu thủy thu nhập đều cố định tại 120 vạn khoảng chừng. Một tháng qua, Đinh Hàm tính toán dưới trướng. Lông thu nhập là 3.500 vạn, các loại phí dụng chi tiêu, giữ gìn thiết bị đại khái dùng 1.200 vạn. Nói cách khác, một tháng chỉ toàn kiếm lời 23 triệu. Đó là cái con số kinh người, cũng có thể nói là quán ba trong lịch sử kỳ tích. Cái này kỳ tích không có người có thể phục chế. Đương nhiên, La Quân cũng biết, đợi ngày sau U Linh chủ đề quán ba cái này thần bí kình quá khứ, nó sinh ý khẳng định hội kém một chút. Nhưng kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tại tiền lãi sau khi đi ra, La Quân vào lúc ban đêm thì tổ chức hội nghị cổ đông. Hắn đem 1.000 vạn tiền mặt dùng cho quán ba bình thường nước chảy giữ gìn. Mặt khác 13 triệu, La Quân lấy trước ra 900 vạn tới. Cái này 900 vạn phần thành 3 phần, phân biệt trả về cho Mộc Tĩnh, Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi. Ba người các nàng phân biệt đầu tư 700 vạn. Nhưng La Quân cũng không có khả năng một chút toàn bộ còn. Bất quá La Quân rất có lòng tin, lại muốn 2 tháng, liền có thể trả hết nợ. Tam nữ cũng vui vẻ tiếp nhận. Sau đó còn thừa lại 400 vạn, La Quân đem Lâm Thiến Thiến tiền vốn toàn bộ trả về. Sau cùng còn thừa lại 370 vạn. La Quân đem 370 vạn phần thành 6 phần, mỗi người phân hoa hồng 61 vạn. Nhiều 4 vạn, La Quân trung thực không khách khí vui vẻ nhận. Về phần đáp ứng Kim Đại Hải 100 vạn, La Quân tại trong hội nghị cũng nói. Lại ở quán ba tiền tài bên trên đẩy tới, mọi người cũng không ý kiến. Hội nghị sau khi kết thúc, La Quân lại mời mọi người đi ăn cơm. Cả đám trùng trùng điệp điệp lái xe thẳng hướng quán rượu, nhạc vui hòa. Dạng này bầu không khí, để mọi người thế mà đều có một loại người nhà cảm giác. Mà vui vẻ nhất thực là Đinh Hàm, nàng bây giờ trên tay có 61 vạn tiền mặt. Số tiền này là chân chính thuộc về nàng. Nàng biết mình tiền đồ sáng lạn, tương lai có thể thấy được hạnh phúc. Nàng cảm thấy mình lại trở thành cái kia công chúa. Quán rượu sau khi cơm nước xong, Đinh Hàm cùng La Quân lái xe về nhà. La Quân uống không ít rượu, con hàng này tại trên bàn rượu đùa giỡn mỹ nữ, tốt không vui. Về đến nhà lúc, đã là 11 giờ đêm. Đinh Hàm hào hứng rất tốt, nàng tại trên bàn rượu không uống rượu. Bởi vì nàng phải lái xe mang La Quân trở về, nhưng bây giờ đã đến nhà, cho nên nàng phá lệ muốn uống rượu. Thế là, nàng khai ra bên trong một bình rượu vang đỏ, chuẩn bị ly rượu đỏ. Sau đó kéo La Quân uống rượu. La Quân tự nhiên vui lòng phụng bồi, hắn cũng có thể nhìn ra Đinh Hàm vui vẻ. Hắn cảm thấy Đinh Hàm hiện tại tựa như là kiều mỹ thiếu nữ, thời khắc đều tràn ngập tự tin. Nhưng nàng cùng thiếu nữ lại có khác nhau, đó là bởi vì trên người nàng thành thục phong tình. Hai người tại trên ban công tung bay trên cửa ngồi đối diện nhau, nơi này là lầu 18. Có thể trông thấy nhà nhà đốt đèn, có thể nhìn xuống Hải Tân thành phố phồn hoa. Đinh Hàm mặc vàng nhạt tiểu tây phục, tóc co lại, phá lệ già dặn. Nàng theo La Quân đụng một chén, chân tâm thực ý nói, cảm ơn ngươi, La Quân. La Quân mỉm cười, tới chạm cốc. Sau đó, Đinh Hàm tựa ở ban công trên hàng rào, nàng hồng quang đầy mặt, từ đáy lòng nói ra, La Quân, loại cảm giác này thật tốt. Ta hiện tại mỗi ngày đều cảm thấy thiên thật là xanh, nhìn mỗi người đều cảm thấy rất khoái lạc. Ta muốn đi mua cái gì, muốn đi làm gì, đều có thể đi làm. Không cần phải đi cân nhắc tiền có thể hay không đầy đủ. Mà lại, chúng ta chỗ giấy mỗi một phần tiền đều là sạch sẽ, an tâm. Loại cảm giác này, thật rất tốt. Chương 94, Mò Quán 3. La Quân mỉm cười, hắn rất lợi hại vui mừng, cũng rất có thể hiểu được Đinh Hàm giờ phút này tâm tình.
Người sống một đời, không cần vì sinh kế phát sầu. Có thể tùy tâm sở dục hưởng thụ đời sống vật chất, đó là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Nhìn thấy Đinh Hàm khôi phục tự tin, La Quân cảm thấy mình làm ra hết thảy đều là đáng giá. Sau đó, Đinh Hàm bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói, La Quân, người nghĩ kỹ sao? La Quân tâm lý lập tức một cái lộp bộp, hắn hiểu được Đinh Hàm ý tứ. Nhưng vẫn là giả bộ hồ đồ, nói, muốn tốt cái gì? Đinh Hàm khẽ đung đưa trong tay ly rượu đỏ, ánh mắt nhìn ra phía ngoài tinh không, nói tiếp, trước đó ngươi nói ngươi cần thời gian, ta và ngươi ở giữa, ngươi nói ngươi cần thời gian. Nàng đón đến, lại nói, đương nhiên, ta không phải buộc ngươi cái gì. Chỉ là hy vọng có thể có một đáp án, ta có thể đợi ngươi chuẩn bị kỹ càng, 2 năm, 3 năm, 5 năm đều có thể. Lại hoặc làm theo nói, ngươi cũng có thể cự tuyệt, để cho ta không cần đang chờ. Hôm nay là một cái đẹp ngày tốt. Mà tử, có thể lớn mạnh người gan. Đinh Hàm rốt cục lấy hết dũng khí đem lời trong lòng nói ra. Nàng thực là cái rất lợi hại rụt rè nữ nhân, có thể cùng La Quân ở cùng một chỗ, vậy cần rất lợi hại đại dũng khí. Cũng là bởi vì, nàng càng ngày càng thích La Quân. Nhưng là Đinh Hàm cũng cảm thấy mình thủy chung suy nghĩ không thấu La Quân, cái này khiến nàng khuyết thiếu một loại cảm giác an toàn. Nàng không sợ các loại, chỉ là sợ đợi đến cuối cùng là công dã tràng. Cho nên, Đinh Hàm cảm thấy chỉ cần La Quân nói, ngươi chờ ta 3 năm, chờ ta bao lâu, nàng liền cam tâm tình nguyện, khăng khăng một mực chờ lấy. Đối với La Quân yêu, Đinh Hàm đã đem chính mình đặt ở một cái hèn mọn vị trí. Nói xong lời nói này về sau, Đinh Hàm tận lực đem thân thể thả lỏng. Nhưng là nàng móng ngón tay đã bóp tiến lòng bàn tay trong thịt, nàng thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Đây hết thảy đều thuyết minh, nàng vô cùng gấp gáp. La Quân vạn vạn không nghĩ đến Đinh Hàm lại đột nhiên tìm đến mình muốn một đáp án. Hắn trong lúc nhất thời, tâm hoảng ý loạn, nói không nên lời một câu. Trước mắt Đinh Hàm, là như thế kiểu mị thành thục. Chỉ cần mình nói một tiếng nguyện ý, nàng liền có thể tùy ý chính mình hái. Nhưng La Quân tâm lý rõ ràng hơn, Đinh Hàm là cái cần hôn nhân nữ nhân. Mà chính mình hoàn toàn hại sợ sẽ là hôn nhân trói buộc. Mình là trời mệnh giả, tương lai không chừng cần trải qua cái gì biến động. Chính mình theo Đinh Hàm kết hôn, sẽ chỉ hại Đinh Hàm. Mà mấu chốt nhất, trực tiếp nhất lý do, cái kia chính là La Quân không muốn kết hôn. La Quân lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Đinh Hàm còn nói thêm, ta biết ngươi ưa thích tự do tản mạn sinh hoạt. Giả dụ we got married, ngươi một dạng có thể giống ngươi bây giờ một dạng sinh hoạt. Cho dù có hài tử, ngươi không muốn chiếu cố, vậy cũng không quan hệ. Ngươi chỉ cần biết. Ta cùng hài tử mãi mãi cũng hội trong nhà chờ ngươi là được rồi. La Quân có thể cảm nhận được Đinh Hàm khát vọng, cũng rất cảm động nàng không ngừng thỏa hiệp. Lúc này, La Quân cảm thấy mình thực tùy hứng đến có chút quá phận. Nhưng trong lòng của hắn vừa nghĩ tới muốn kết hôn, hắn lập tức liền sinh ra một loại phiền muộn cảm giác. Rõ ràng rất chán ghét loại cuộc sống này, tại sao muốn bước ta tiến vào cái này lồng giam. La Quân không đành lòng thương tổn Đinh Hàm, hắn mấy lần muốn mở miệng. Sau cùng đều nhìn xuống qua. Đinh Hàm quay đầu nhìn về phía La Quân, nàng trong đôi mắt đẹp mang theo sáng rực chờ đợi chi ý. La Quân vẫn là không nói lời nào. Đinh Hàm trong lòng bắt đầu bốc lên ra điểm xấu cảm giác tới. Nhưng nàng vẫn là ôm hy vọng. La Quân rốt cục hít sâu một hơi, hắn khẽ cười khổ, nói ra, Hàm tỷ, giả dụ ta nói, trên cái thế giới này, ta lớn nhất không muốn thương tổn người cũng là ngươi, ngươi tin không? Đinh Hàm gật đầu. Nói ra, ta tin tưởng. La Quân nói ra, ta đã sớm nói, ta thích ngươi. Điểm này, lúc trước không thay đổi, hiện tại cũng không thay đổi. Về sau cũng sẽ không biến. Ta đối với ngươi loại này ưa thích, thậm chí không cần gì hồi báo. Ta cảm thấy chỉ cần ngươi có thể qua tốt, vui vẻ, ta cũng đã đầy đủ. Ngươi đến muốn nói cái gì? Đinh Hàm bỗng nhiên cắt ngang La Quân lời nói, nói. La Quân lại lần nữa hít sâu một hơi. Hôm nay đề tài như là đã giật ra. Hắn cũng liền không che giấu. Trên thực tế, hắn một mực cũng là mâu thuẫn. Ngay sau đó, La Quân nói ra, trước đó, ngươi rất lợi hại nản chí. Ngươi muốn tùy tiện tìm người mập mạp lão bản loại hình gà. Ta rất gấp, ta không muốn nhìn thấy ngươi cam chịu. Cho nên, ta nghĩ đến giúp ngươi mở một quán rượu. Ngươi có thể đi tìm khác nam nhân, nhưng ta hy vọng là ngươi thật ưa thích. Ngươi đã chọn sai một lần từ chí. Ta không hy vọng ngươi lại dẫm lên vết xe đổ. Còn ta, Hàm tỷ, có lẽ ta và ngươi thật không phải một cái thế giới người.
ta thích chân trời góc biển chạy, ta thích qua thần kỳ mộ huyệt thám hiểm, ưa thích tại châu Phi trong rừng, cùng mãnh thú đọ sức. Cùng dã man bộ lạc dã man nhân uống rượu, ta còn ưa thích ngợp trong vàng son, không ngừng du tẩu tại các nơi trên thế giới, uống các loại mỹ tửu, nhận biết các loại mỹ nữ. Đây là ta thích sinh hoạt, nhưng người cần là một phần nhàn hạ sinh hoạt, tiểu tư sinh hoạt, lãng mạn quan tâm trượng phu. Thật xin lỗi, ta cho không ngươi. Đem đây hết thảy sau khi nói xong, La Quân buông lỏng một hơi. Hắn đứng lên, còn nói thêm, Hàm tỷ, nhân sinh chỉ có một lần, cũng là ngươi cuộc đời mình. Chính ngươi muốn trân quý, không muốn vì bất luận kẻ nào mà chấp nhận. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đi ra ngoài. La Quân ra tiểu khu, bên trên chính mình pho xe. Hắn hô một chút, phun ra một cơn giận tới. Quyết định này làm được, phảng phất là đem sở hữu do dự cùng phiền não đều chặt đứt. Hàm tỷ là một cái khiến người ta xa vào ôn nhu hương, là một cái đầm lầy. La Quân giờ khắc này tránh thức rời đi cái này đầm lầy. Trên đường cái, La Quân đem tốc độ xe nổi lên tới. Cái này lúc sau đã là 12 giờ khuya, một đường nhanh như điện chớp, tốt không vui. Rất nhanh, La Quân liền đến quán ba một con đường. Dừng xe ở một quán rượu trước, sau đó La Quân liền tiến vào nhà này gọi là Mo trong quán rượu. Mo trong quán rượu sinh ý cũng không tệ, tuy nhiên bị U Linh chủ đề quán ba đoạt không ít sinh ý. Nhưng là quán ba một con đường lưu lượng khách dù sao có lớn như vậy không phải. Trong sàn nhảy, đèn neon bắn đèn cuồng quét, bên trong nam nam nữ nữ hiện ra một mảnh mê ly trạng thái điên cuồng. Kim loại nặng âm nhạc đinh tai nhức óc, khiến người ta từ trong lòng nghĩ muốn hò hét, nghỉ tư bên trong. Nơi này có thể làm cho kiềm chế người trầm tĩnh lại. La Quân đi vào quầy ba trước ngồi xuống, hắn muốn một chén thêm quả chanh rượu bia ướp lạnh. Mặc dù nhưng đã là tháng 10, nhưng hải tân khí trời vẫn còn có chút nóng bức. La Quân bỗng nhiên uống một miệng lớn rượu bia ướp lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái thấu. Sau đó, ánh mắt của hắn bắt đầu đi tuần tia, a đứng lên, muốn tìm có thể khoái lạc mục tiêu. Hắn trước kia tại quán bar cũng là như thế vượt qua, chỉ bất quá đến hải tân mấy tháng này, bởi vì đinh hàm duyên cớ trung thực xuống tới. La Quân chỉ chốc lát đã nhìn thấy quầy bar bên trái, một tên mỹ thiếu phụ đang uống lấy rượu buồn, tựa hồ rất không thích vui bộ dáng. Cái này mỹ thiếu phụ ăn mặc màu đen bao mông váy, tay nải bao, trên thân châu quang bảo khí, còn mang theo một tia quý phụ khí chất. Xem xét cũng là người có tiền. La Quân cảm thấy cái này mỹ thiếu phụ dáng người cùng đinh hàm có chút giống. Hắn lập tức liền đến hứng thú, thế là thì cầm chén rượu, hướng mỹ thiếu phụ bên kia đi đến. Đi vào mỹ thiếu phụ trước mặt, La Quân ngồi xuống. Hắn hướng cái này mỹ thiếu phụ nhìn một chút, mỹ thiếu phụ lại là phối hợp uống vào một chén Remy Martin. Nàng khuôn mặt đỏ hồng, đã có chút men say. La Quân ánh mắt nhìn đến trước ngực nàng cái kia trắng như tuyết sự nghiệp tuyến, thật đúng là hùng vĩ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình bụng dưới bốc lên ra một cỗ nhiệt khí. Cái này cô nàng, trên giường nhất định rất lợi hại thoải mái. La Quân nghĩ như thế. Hắn mỉm cười, song mỹ thiếu phụ nói, đến quán ba luôn luôn có ba loại người, một loại là chạy theo mô đen thanh niên nam nữ, một loại là trống rỗng tịch mịch nữ lãnh đạo. Còn có một loại là đã lấy chồng, nhưng lão công vượt quá giới hạn, trước đến báo thù, tìm kiếm tình một đêm thiếu phụ. Không biết mỹ nữ ngươi là cái kia một loại. Mỹ thiếu phụ ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, miệng nàng môi bôi rất đỏ son môi, nhìn tựa hồ đang phát tán ra mê người lộng lẫy. Nàng nhìn một chút La Quân, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đại khái là không nghĩ tới bắt chuyện hội là như thế này một sạch sẽ dương quang thanh niên, ngươi cảm thấy ta là cái kia một loại. Mỹ thiếu phụ cũng không có tránh xa người ngàn dặm, nhàn nhạt hỏi. La Quân nói ra, ta gọi La Quân, không biết mỹ nữ ngươi xưng hô như thế nào. Mỹ thiếu phụ nói, từ Nhã Kỳ, nàng ngừng một lát, nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi nói ta là một loại nào. La Quân uống một ngụm rượu bia, sau đó cười một tiếng, nói ra, ngươi một không là chạy theo mô đen. Bởi vì ngươi khí chất cao quý, vĩnh viễn không cần chạy theo mô đen, ngươi là thời thượng tiên phong. Thứ hai, người cũng khẳng định không phải nữ lãnh đạo, mà lại người mang giới chỉ, hiển nhiên là kết hôn. Cho nên, người cảm thấy ta là loại thứ ba. Từ Nhã Kỳ nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. La Quân sờ mũi một cái, khẽ cười khổ, nói ra, ta thực cũng là nói bậy, không vui lý do có thể có rất nhiều loại. Cảm tình bất quá là bên trong một trong, nhưng mặc kệ như thế nào, ta cảm thấy ngươi không nên tại dạng này uống hết. Vì cái gì? Từ Nhã Kỳ hỏi.
La Quân nói ra, bởi vì ngươi rất xinh đẹp, bởi vì cái này quán ba rồng rắn lẫn lộn, cũng có rất nhiều tiểu côn đồ, ma cà bông. Mặc kệ ngươi có không có gì hay muốn tìm người một đêm khoái hoạt. Nhưng nếu như loại người như ngươi bởi vì uống say, bị một cái ma cà bông cho ngủ, cái kia đối với ngươi mà nói, là một loại vũ nhục. Ngươi nói chuyện rất lợi hại có ý tứ. Từ Nhã Kỳ kèn kẹt cười một tiếng. Nàng cười xong sau, trong mắt lại hiện lên vẻ cô đơn, có lẽ, ta chính là muốn tìm một cái ma cà bông đến ngủ ta, sau đó thật buồn nôn ta cái kia cao cao tại thượng lão công. La Quân uống một ngụm rượu bia, hắn tựa hồ có chút minh bạch Từ Nhã Kỳ tại sao lại muốn tới mua say. Cũng bất quá là cái khuôn sáo cũ cố sự. Nhưng đây chính là cái thế tục, ai sinh có thể thoát tục. Đi thôi, theo tỷ tỷ ta đi mướn phòng có được hay không? Từ Nhã Kỳ bỗng nhiên một thanh nắm ở La Quân bả vai. Nàng thân thể dựa đi tới, nhuyễn ngọc ôn hương. Nàng lúc nói chuyện, có một cỗ tử khí bay thẳng La Quân cái mũi. La Quân mỉm cười, nói ra, không tốt. Từ Nhã Kỳ ngẩn ngơ, nàng kỳ quái nói, người đến bắt chuyện ta, không phải liền là muốn đi với ta mướn phòng sao. Làm sao này lại không tốt. La Quân cười ha ha, nói ra, bởi vì ta không phải ma cà bông. Từ Nhã Kỳ tỉnh ngộ lại, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra. Ngươi thật có ý tứ, đi thôi. Đêm nay tỷ tỷ hảo hảo thỏa mãn ngươi. La Quân cảm nhận được đến từ Nhã Kỳ dụ hoặc, nhưng không biết vì cái gì, trong đầu luôn luôn hiện lên Đinh Hàm. Hắn có thể nghĩ đến nàng bây giờ ở nhà một mình bên trong thương tâm. Vừa nghĩ như thế, La Quân cảm thấy mình dục vọng cũng đều biến mất. Bất quá, La Quân không có cự tuyệt Từ Nhã Kỳ. Mà chính là giúp Từ Nhã Kỳ tính tiền, sau đó mang Từ Nhã Kỳ ra mo quán ba. Chương 95, Thích Vĩnh Hổ. Rời đi mo quán ba về sau, Từ Nhã Kỳ men say hun hun, nàng kéo La Quân cánh tay, cái kia sung mãn đại bạch thỏ đè xuống. Mà lại, cái này nữ nhân xinh đẹp còn tại La Quân bên tai nỉ non nói ra, tốt đệ đệ, chúng ta tìm khách sạn cấp sao, phòng phí tỷ tỷ ra. Hôm nay, tỷ tỷ muốn xuất quỹ, phải ngủ cái nam nhân. La Quân có thể nghe ra Từ Nhã Kỳ oán niệm, cái này là đối với nàng lão công mình oán niệm. Nữ nhân này hôm nay uống nhiều, tìm đến nam nhân khẳng định cũng là nhất thời xúc động. Chờ tỉnh lại về sau, nói không chừng thì phải hối hận. La Quân ưa thích tại quán bar tìm nữ nhân, nhưng đều là tìm loại kia có khả năng. Buổi sáng tỉnh lại, có thể vui sướng nói bái bai. Giống Từ Nhã Kỳ dạng này, La Quân coi như trước kia cũng sẽ không đi mướn phòng. Chớ nói chi là hiện tại, hắn cảm thấy mình vẫn là không có cách nào thoải mái đứng lên. Cho nên... La Quân mang theo Từ Nhã Kỳ qua phụ cận mở cái gian phòng. Nhưng mở xong gian phòng về sau, hắn liền rời đi. Về phần cái kia Từ Nhã Kỳ về sau đến như thế nào, La Quân không muốn quản, cũng không muốn biết. Đều cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Ăn trí Từ Nhã Kỳ về sau, La Quân ra quán rượu. Một mình hắn đi tại trên đường cái, con ngựa kia đường rất là rộng lớn, đèn đường sáng ngời. Ngẫu nhiên có xe sang trọng biểu qua, theo một trận gió một dạng. Một trận gió đêm thổi tới, thế mà còn có chút hàn ý. La Quân tuy nhiên không sợ lạnh, nhưng là trên thân vẫn là dậy một lớp da gà. Hắn không khỏi có chút nhớ nhung muốn cười khổ. Chính mình lúc nào biến rông dài như vậy, không thoải mái. Mặc dù có chút thống hận chính mình, có thể La Quân tâm tình vẫn là không có cách nào vui mừng mau dậy đi. Hắn không nguyện ý cùng Đinh Hàm kết hôn, nhưng bây giờ rời đi Đinh Hàm, hắn đồng dạng cảm thấy không thoải mái. Mâu thuẫn. Hoàn toàn như trước đây mâu thuẫn, La Quân cảm thấy mình tâm tình đều nhanh là tam lưu ngôn tình nhân vật chính. Lúc này, La Quân chợt nhớ tới Mộc Tĩnh. Con hàng này là cái cho tới bây giờ cũng sẽ không khách khí với Mộc Tĩnh người, cho nên lập tức liền cho Mộc Tĩnh gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông, La Quân cười hắc hắc, nói, Tĩnh tỷ, ngủ sao? Mộc Tĩnh giọng nói nhàn nhạt, nói ra, nói nhảm, cái giờ này còn chưa ngủ. Sẽ không quá quấy rầy ngươi đi. La Quân giả mù sa mưa nói ra. Mộc Tĩnh nói ra, sẽ. La Quân cười ha hả, nói ra, đêm nay ta không nhà để về, người có thể hay không thu lưu ta. Mộc Tĩnh cười nhạt một tiếng, nói ra, người không phải theo Đinh Hàm ở cùng một chỗ à. Người nên không phải muốn say rượu mất lý trí, sau cùng bị nàng đuổi ra à. La Quân cười ha ha, nói, chúng ta gặp mặt lại nói. Mộc Tĩnh thực cũng là giải La Quân tính tình. Thế là cũng không nhiều lời, nhân tiện nói, tốt ha, ngươi qua đây đi. Mộc Tĩnh nơi ở La Quân là biết, cảnh biển phòng,
mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở loại kia. La Quân được mệnh lệnh, rất nhanh liền vui sướng lái xe đi Mộc Tĩnh trong nhà. Biệt thự cạnh biển khu, La Quân xe tại khu biệt thự trước dừng lại lúc, Mộc Tĩnh đã đi ra nghênh tiếp. Nàng mặc áo khoác màu đen, mang kính râm, lộ ra phá lệ có phạm. La Quân nhìn thấy Mộc Tĩnh đã cảm thấy thân thiết, an tâm vô cùng. Đây là trong lúc vô hình, hai người quan hệ rút ngắn. La Quân hôm nay một người thời điểm, bởi vì do dự, bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút bàng hoàng, bất lực. Nhưng bây giờ, hắn không có loại cảm giác này. Hắc hắc, La Quân xoa xoa tay, ngốc cười một tiếng. Mộc Tĩnh mỉm cười, nói ra, đi thôi, đi vào đi. Nói xong liền quay người dẫn đường. Mộc Tĩnh hải cảnh biệt thự tráng lệ, toàn bộ sửa sang phong cách là hiện ra địa trung hải. Tại lầu 2 có thể nhìn thấy bên kia bãi cát, hải dương. Ban đêm ngủ còn có thể nghe được hải triều thanh âm. Cái kia phòng khách xa hoa thủy tinh đăng, quả thực muốn hiện ra La Quân mắt chó. Hắn tại mềm mại trên ghế salon nằm xuống, sau đó dễ chịu mở rộng dưới hai tay. Nói ra, Tĩnh tỷ, người cái này ghế sofa thật là thoải mái, đêm nay ta thì ngủ nơi này. Mộc Tĩnh cười một tiếng, nói ra, người thật đúng là không cùng ta giảng khách khí a. Nàng vừa về đến nhà, liền đem áo khoác cởi xuống, bên trong lại là tử sắc áo ngủ. Nàng nói chuyện lỗ hổng, xoay người đi trong tủ rượu lấy rượu vang đỏ. La Quân nhìn lấy nàng thướt tha bóng lưng, chỉ cảm thấy vậy thì thật là thon thả ngạo nghễ ưỡn lên a. Rất nhanh Mộc Tĩnh ngược lại hai ly rượu đỏ, nàng đi tới, đưa cho La Quân một chén. Lại tại La Quân bên trái sofa ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy, nói đi, chuyện gì phát sinh? La Quân uống một ngụm rượu vang đỏ, tinh tế phẩm vị một phen, nói ra, là nước Pháp tửu trang 98 năm Chivas. Mộc Tĩnh nói ra, ngươi nếu không nói, ta liền lên đi ngủ. La Quân vội vàng không trang bức, nhấc tay đầu hàng. Hắn cười hắc hắc, theo rồi nói ra, hôm nay Đinh Hàm đột nhiên hỏi ta đã nghĩ tốt chưa, trước đó ta có nói qua, kết hôn chuyện này, ta không có chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại nàng cũng không có buộc ta muốn kết hôn, thì là muốn có cái minh xác trả lời chắc chắn. Mộc Tĩnh cười một tiếng, nói, yêu cầu này không quá phận a. La Quân nói ra, xác thực không quá phận, nhưng là Tĩnh tỷ, không nói trước ta vẫn là cái thiên mệnh giả thân phận. Không biết có bao nhiêu biến động đang chờ ta, coi như không phải, ta cũng không muốn kết hôn. Vừa nghĩ tới hội trông coi vợ con, ta đã cảm thấy loại cuộc sống này khiến người ta không rét mà run. Mộc Tĩnh nói ra, cho nên ngươi cự tuyệt Đinh Hàm. La Quân gật đầu. Mộc Tĩnh nói ra, vậy liền không có vấn đề nha. Như là đã cự tuyệt, ngươi còn phiền não cái gì? Bởi vì trong lòng ngươi còn thích nàng. La Quân cười khổ, nói ra, không sai. Hắn đón đến, lại nói, cảm giác bất kể thế nào làm quyết định, đều không đủ thống khoái. Tĩnh tỷ, ngươi cũng biết, chúng ta luyện võ người, coi trọng cũng là tâm ý thoải mái. Nhưng bây giờ, ta không biết nên làm thế nào mới có thể thoải mái. Ta hôm nay tới tìm ngươi, không phải muốn hỏi ngươi, xử lý như thế nào cùng Đinh Hàm vấn đề. Ta chỉ muốn biết, đến muốn như thế nào, ta mới có thể đau nhức mau dậy đi. Mộc Tĩnh nhấp một miệng rượu vang đỏ, như có điều suy nghĩ. Nàng nói ra, ta cũng không lớn thống khoái. La Quân nao nao, nói, ừm. Mộc Tĩnh nói ra, cho tới nay, ta làm bất cứ chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước. Nhưng là ta luôn cảm thấy ta thiếu chút gì, phải nói là thiếu khuyết điểm khiêu chiến. Cho nên, ta cũng không thoải mái. Ta cảm thấy ta sinh hoạt giống như là một đầm nước đọng. Đây cũng là vì cái gì ta một mực vô pháp đến kim đan chi cảnh nguyên nhân. Ta cũng muốn biết, hẳn là muốn như thế nào mới có thể đau nhức mau dậy đi. Nàng đón đến, nói ra, La Quân, ngươi không thoải mái là bởi vì ngươi còn không biết, ngươi thật chính là muốn là cái gì. Cho nên ngươi cũng một mực không có cách nào đến kim đan chi cảnh. Hai người chúng ta tình cảnh giống nhau. La Quân lâm vào trầm tư. Mộc Tĩnh cũng không nói chuyện. Sau một hồi khá lâu, Mộc Tĩnh nói ra, kim đan chi cảnh là một cái đại khảm, là phàm nhân thông hướng tiên nhân long môn. Thích Ca Mâu Ni thành Phật trước đó, vứt bỏ thê tử khổ hành, kinh lịch mọi loại khổ sở. Lại tại dưới cây bồ đề ngồi xếp bằng, khổ tư 7 ngày, tối hậu phương có thể nghĩ thông suốt trở thành Phật Đà. Ngươi bây giờ có phiền não, ngược lại là một chuyện tốt, có lẽ chờ ngươi đem cái này phiền não sự tình nghĩ thông suốt, đó chính là ngươi leo lên kim đan chi cảnh thời điểm. La Quân giật mình trong lòng, hắn cảm thấy Mộc Tĩnh nói rất lợi hại có đạo lý. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Trầm Mặc Nùng nói tới võ đạo.
Hắn luôn cảm giác mình tựa hồ tìm tòi đến một ít gì đó, nhưng cụ thể là cái gì lại không rõ lắm. Mục Tĩnh đứng lên, nàng uống một hớp rượu trong chén, nói, trên lầu có khách phòng, người gần nhất nếu là không muốn trở về, thì ở nơi này đi. Ta đi trước ngủ. Nàng nói xong liền đi lên lầu. La Quân ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, hắn y nguyên không nghĩ ra chính mình võ đạo là cái gì. Cái gì là bức thiết khát vọng muốn? Tiền tài, không phải, mỹ nữ, không phải, tự do, không phải. Hô! La Quân buồn rầu cùng cực, sau cùng dứt khoát cái gì đều không nghĩ, thì nằm trên ghế salon như vậy ngủ. La Quân không biết là, khi hắn rời nhà thời điểm, đối với Đinh Hàm mà nói lại là một loại như thế nào đả kích. Một khắc này, Đinh Hàm cảm thấy tâm lý có đồ vật gì vỡ vụn. Đó là một loại cực đoan chua xót cảm giác. Đinh Hàm không muốn chính mình còn như cái tiểu nữ hài nhạy cảm như vậy, rơi lệ. Cho nên nàng tại trong mắt tràn ngập ra hơi nước thời điểm, nàng ngẩng đầu lên, nỗ lực đem hơi nước bước về qua. Nàng không muốn như thế mềm yếu. Dù là không có người trông thấy, nàng cũng không muốn rơi lệ. Càng nhiều, Đinh Hàm trong lòng là một loại đối La Quân hết hy vọng. Cho nên tại ngày thứ hai, Đinh Hàm rất dậy sớm giường, mặc vào quần áo thể thao qua dưới lầu chạy bộ. Chạy xong bước về sau, nàng về đến nhà tắm rửa. Sau khi tắm, lại lái xe qua một nhà rất lợi hại có phẩm vị quán cà phê uống điểm tâm sáng. Như thế về sau, lại đi dạo chơi sách đi, mua một số đồ trang điểm. Giữa trưa thời điểm, lại đi cho nữ nhi Tiểu Tuyết mua rất nhiều thứ. Sau đó lái xe về nhà thăm Tiểu Tuyết. Đinh Hàm quyết định quên La Quân, không hề vì La Quân buồn rầu. Nàng phải cố gắng sống suốt từ ta tới. Tuy nhiên cái này rất khó, nhưng nàng hội hướng phương diện này nỗ lực. Bây giờ nàng, càng sẽ không cam chịu. Ban đêm thời điểm, Đinh Hàm ăn mặc mỹ lệ mà tài trí. Nàng như thường lệ đi vào U Linh chủ đề quán bar, chủ trì một số thường ngày sự tình, khi tốt nàng tổng giám đốc. La Quân cũng từ còn lại miệng người bên trong biết được Đinh Hàm hết thảy bình thường, hắn liền cũng thả lỏng trong lòng. Tháng 10 đuôi, Giang Nam thành phố Thu Ý đã rất đậm. Trên đường cái mọi người đều mặc bên trên áo khoác. Dương Thị Công quán bên trong, áo trắng như tuyết Dương Lăng vẫn là lạnh như vậy tuấn, mỹ lệ. Từ khi theo La Quân giao phong sau khi thất bại, cho tới bây giờ đã có 3 tháng. Trong 3 tháng này, Dương Lăng một mực không có tìm qua La Quân phiền phức. Đó cũng không phải nói Dương Lăng sợ La Quân. Chủ yếu nhất là, Dương Lăng một mực không có gì nhỏ Tiêu Băng Tình tin tức. Dương Lăng tìm không thấy Tiêu Băng Tình, mỗi ngày đều là sầu não uất ức. Đối với hắn sự tình, hết thảy cũng không để tâm. Cho nên thì càng đừng đề cập qua tìm La Quân phiền phức. Liền xem như Dương Thị Công quán sinh ý, hắn đều đã rất ít hỏi đến. Tối hôm đó 8 giờ, Tiêu Băng Tình chỗ ở trong lầu các. Ánh đèn nhu hòa, Dương Lăng ngồi tại Tiêu Băng Tình trên giường, trong tay hắn cầm là Tiêu Băng Tình dùng qua lược. Hắn nhắm mắt lại, nghe trong phòng này vị đạo. Nơi này tựa hồ còn lưu lại Tiêu Băng Tình vị đạo. Trên mặt hắn xuất hiện một mảnh vẻ mê say. Chỉ có lúc này, Dương Lăng mới phát giác được thời gian sẽ không khó như vậy chống cự. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, quản gia Mạc Vô Nghi thanh âm tại lầu các bên ngoài vang lên. Thiếu chủ! Dương Lăng bị quấy rầy, trong mắt lóe lên nộ khí. Nhưng hắn rất nhanh liền đè nén xuống nộ khí, bởi vì quản gia Mạc Vô Nghi là từ nhỏ nhìn lấy hắn lớn lên. Dương Lăng hít sâu một hơi, để cái lược xuống, xông phía ngoài nói, Mạc bá, có việc. Mạc Vô Nghi cung kính nói ra, thiếu chủ, vừa nhận được tin tức. Thích Vĩnh Hổ sư thúc đến Giang Nam thành phố, đã ngủ lại tại Giang Nam đại khách sạn bên trong. Dương Lăng bị kinh ngạc, Vĩnh Hổ sư thúc làm sao lại đột nhiên đến. Hắn nói chuyện liền bước nhanh suốt các lâu, đi vào Mạc Vô Nghi trước mặt. Chương 96, võ đạo kim kiếm thi đấu. Mạc Vô Nghi nói ra. Lão nô cũng cảm thấy Vĩnh Hổ sư thúc đến đây không thể coi thường, cho nên trước tiên đến thông báo thiếu chủ ngài. Dương Lăng trầm giọng hỏi, là vừa tới vẫn là ngươi vừa nhận được tin tức? Mạc Vô Nghi nói ra, vừa tới. Dương Lăng trầm ngâm nói, Vĩnh Hổ sư thúc đến Giang Nam thành phố, lại không nói trước cho ta biết. Cũng không đến chúng ta nơi này đến, cái này bên trong có chút cổ quái. Hắn đón đến, nói ra, mặc kệ như thế nào, Mạc bá, ngươi nhanh chuẩn bị cho ta một chút. Ta muốn đi bái phỏng Vĩnh Hổ sư thúc. Mạc Vô Nghi trong mắt lóe lên một tia vui mừng, bởi vì thiếu chủ còn không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Còn biết muốn lấy lòng Vĩnh Hổ sư thúc. Phải biết, Dương Lăng mạch này Lao Sơn nội gia quán đệ tử,
bên trong nhân vật lãnh tụ cũng là chữ Lót Vĩnh. Nội môn lãnh tụ Lâm Văn Long tại Đông Nam Á sáng lập Lao Sơn Võ Quán, lại tại Nam Dương thành lập quân sự lực lượng. Liền xem như trong nước một vài đại nhân vật đều đối Lâm Văn Long có chút kiêng kỵ. Kia liền càng đừng đề cập Dương Lăng. Huống chi, Lâm Văn Long tu vi đã là siêu phàm nhập thánh. Đó là Dương Lăng đều muốn cúng bái tồn tại. Về phần Thích Vĩnh Hổ là Lâm Văn Long sư đệ. Trước mắt chủ trì Đông Nam Á Lao Sơn Võ Quán, hắn cũng là một vị cực nhân vật lợi hại. Đối với Thích Vĩnh Hổ đột nhiên buông xuống, Dương Lăng không dám chậm trễ chút nào. Sau một tiếng, Dương Lăng bên này chuẩn bị trọng lễ. Sau đó liền lập tức lái xe tiến về Giang Nam Đại Khách Sạn. Màn đêm thâm trầm, gió thu điều hưu. Giang Nam Đại Khách Sạn đèn đuốc sáng chói. Dương Lăng một thân màu đen tuxedo, phong độ nhẹ nhàng. Mạc Vô Nghi theo ở phía sau, trong tay cầm hộp gấm kia bên trong chính là Tống Huy Tông bút tích thực tự thiếp, giá trị liên thành. Thích Vĩnh Hổ ưa thích cất giữ những vật này, cho nên Dương Lăng muốn ném chỗ tốt. Hai người rất nhanh liền đi vào Thích Vĩnh Hổ sở hạ giường phòng tổng thống trước. Bộ kia trước phòng đứng hai tên hộ vệ áo đen, cái này hai tên hộ vệ áo đen làn da ngăm đen, khóe mắt hiện ra tam giác âm độc hình. Dương Lăng liếc nhìn bọn họ liếc một chút, liền có thể cảm giác được bọn họ sắc bén sát ý. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này hai tên bảo tiêu là chân chính giết người hảo thủ, cũng không phải trên thị trường những phổ thông bảo tiêu đó. Ta là Dương Lăng, đến đây bái kiến Vĩnh Hổ sư thúc, còn mời thông truyền một tiếng. Dương Lăng luôn luôn cao cao tại thượng, nhưng giờ phút này lại có vẻ rất là hèn mọn. Hai tên bảo tiêu lãnh đạm nhìn Dương Lăng liếc một chút, bên trong một cái nói ra, chờ một chút. Sau đó liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra tiến trong phòng. Sau một lúc lâu, hộ vệ kia đi ra nói với Dương Lăng, đi vào đi. Dương Lăng nói một tiếng đa tạ. Hắn theo Mạc Vô Nghi dự định đi vào thời điểm, bảo tiêu ngăn lại Mạc Vô Nghi, nói ra, Vĩnh Hổ sư thúc chỉ gặp một mình ngươi, ngoại nhân không cho phép vào qua. Dương Lăng tuyệt không dám động giận, hắn liền cầm lễ vật, nói với Mạc Vô Nghi, Mạc bá, ngươi ở chỗ này chờ ta. Mạc Vô Nghi gật gật đầu. Tuy nhiên còn không có gặp Thích Vĩnh Hổ, nhưng mặc kệ là Dương Lăng vẫn là Mạc Vô Nghi, đều cảm nhận được trong phòng vị kia Vĩnh Hổ sư thúc uy nghiêm. Dương Lăng tại bảo tiêu chỉ huy dưới tiến phòng tổng thống. Trong phòng ánh đèn trắng lóa như tuyết, crystal treo chản đăng xa hoa 10 phần. Dương Lăng vừa tiến đến liền trông thấy trước khay trà trên ghế salon ngồi Thích Vĩnh Hổ. Thích Vĩnh Hổ đối diện trên ghế salon còn ngồi một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này 22 tuổi khoảng chừng, mặt hướng ôn hòa, ăn mặc màu trắng quần áo luyện công, đang tinh tế nấu lấy trà đạo. Dương Lăng tiến đến, người trẻ tuổi này không ngẩng đầu qua. Thích Vĩnh Hổ cũng không phải là đầu chọc, hắn ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, người nhìn vô cùng nho nhã hiền lành. Xem xét tựa như là cái đại học giáo sư loại hình. Sắc mặt hắn nhàn nhạt, trên tay cầm một ly trà, chính đang hưởng thụ phẩm vị. Hắn thì ngồi như vậy, lại cho Dương Lăng một loại bất động như núi cảm giác. Dương Lăng tại thời khắc này thậm chí cảm thấy đến, trong thiên hạ đã không có bất cứ chuyện gì có thể quấy nhiễu đến Thích Vĩnh Hổ. Phảng phất Thích Vĩnh Hổ đã trở thành vĩnh hằng tồn tại. Đây là một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Dương Lăng cung kính ôm quyền thở dài, nói, đệ tử Dương Lăng, bái kiến sư thúc. Đối mặt Dương Lăng thở dài, Thích Vĩnh Hổ tựa như không có gặp. Hắn uống trà, không thèm quan tâm. Dương Lăng liền cũng không dám ngồi thẳng lên đến, hắn cảm nhận được vi diệu kiềm chế. Hắn thậm chí cảm thấy đến giờ phút này chính mình chỉ cần vọng động, hậu quả liền sẽ thiết tưởng không chịu nổi, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Không đến một lát, Dương Lăng trên trán thì chảy ra tinh tế mồ hôi. Sau một hồi khá lâu, Thích Vĩnh Hổ bỗng nhiên mở miệng, hắn lại là hướng đối diện người trẻ tuổi từ tốn nói, Dạ Phong, người trà đạo kỹ nghệ lại có không ít tiến bộ. Dạ Phong tên đầy đủ Hàn Dạ Phong, chính là Thích Vĩnh Hổ thân tín, từ 10 tuổi bắt đầu theo Thích Vĩnh Hổ. Hàn Dạ Phong tu vi cao thâm mặt chắc, nhưng hắn nhìn lại nhất là ôn hòa, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không tức giận. Chỗ hắn sự tình cẩn thận, giọt nước không lọt. Đây cũng là Thích Vĩnh Hổ tín nhiệm hắn một trong những nguyên nhân. Giờ phút này, đối mặt Thích Vĩnh Hổ khích lệ, Hàn Dạ Phong không kiêu không gấp, cười nhạt một tiếng, nói, đây là ngài dạy ta, pha trà như làm người, đều cần phải ứng phó cẩn thận. Thích Vĩnh Hổ mỉm cười, hắn lúc này mới quay đầu nhàn nhạt nhìn về phía Dương Lăng. Khi ánh mắt của hắn quét bắn tới thời điểm, Dương Lăng lập tức cảm giác được như núi áp lực. Sư thúc, Dương Lăng gương mặt bên trên mồ hôi chảy ròng ròng.
hắn lập tức nói ra, đệ tử biết sai. Thích Vĩnh Hổ thản nhiên nói, ồ, ngươi sai cái gì? Dương Lăng gặp Thích Vĩnh Hổ chịu nói chuyện với chính mình, hắn lập tức như gặp đại xá. Hắn không sợ Thích Vĩnh Hổ trách cứ, nhưng lại sợ Thích Vĩnh Hổ đạm mạc. Ngay sau đó, hắn tiếp tục uốn lượn lấy thân thể, cúi đầu nói ra, đệ tử vô năng, ném Lao Sơn Nội ra quán đệ tử mặt. Thích Vĩnh Hổ lạnh hừ một tiếng, hắn một tiếng này hừ, tựa như là hàn băng trực tiếp chui vào Dương Lăng trái tim, để Dương Lăng trong nháy mắt hô hấp khó chịu. Thích Vĩnh Hổ lại âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải xem ở nhà ngươi lão thái gia trên mặt, sớm đem ngươi trục xuất Lao Sơn Nội ra quán. Hắn đón đến, nói, một cái chỉ là lính đánh thuê liền có thể đem Lao Sơn Nội ra quán đệ tử đánh tơi bời. Ngươi cũng đã biết, bây giờ liền xem như tại ở nước ngoài, tất cả mọi người tại tự mình trò cười chúng ta Thiếu Lâm. Đệ tử biết tội, Dương Lăng vội vàng kinh sợ nói. Thích Vĩnh Hổ nói tiếp, chuyện này, ngay cả sư huynh của ta đều đã bị kinh động. Ta lần này đến, cũng là sư huynh để cho ta tới lấy tay giải quyết chuyện này. Dương Lăng nói không ra lời, hắn không nghĩ tới chính mình cùng La Quân sự tình đã nháo đến lớn như vậy. Trước mắt tình thế nghiêm trọng đến vượt qua hắn tưởng tượng. Cái này hoàn toàn đã không phải là tư nhân ân oán. Đệ tử vô năng, mời sư thúc trách phạt, Dương Lăng thỉnh tội nói. Thích Vĩnh Hổ nói, mặt là tại ngươi nơi này ném ra bên ngoài, Dương Lăng, ngươi cũng không cần thỉnh cầu trách phạt. Lần này, ngươi nếu là đem cái này mặt không tìm về được. Lao Sơn Nội gia quán đem không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Lao Sơn Nội gia quán là vô cùng vinh diệu tồn tại. Dương Lăng có thể có hôm nay, rất lớn trình độ là dựa vào tại Lao Sơn Nội gia quán bốn chữ này. Nếu quả thật bị trục xuất qua, vậy đối với Dương Lăng tới nói, là hủy diệt tính đả kích. Dương Lăng hít sâu một hơi, nói, sư thúc, đệ tử biết phải nên làm như thế nào. Thích Vĩnh Hổ nhạt lạnh nhạt nói, có đúng không, người định làm gì? Dương Lăng nói, đệ tử tiến đến hướng La Quân hạ chiến thiếp, nếu là đem cái này mặt không tìm về được, lợi dụng chết làm rõ ý chí. Thích Vĩnh Hổ nói, người nếu là thua, chúng ta chẳng lẽ tiếp tục hướng cái kia lính đánh thuê khiêu chiến sao? Ngoại nhân hội nhìn chúng ta như thế nào? Chẳng phải là sẽ nói chúng ta Lao Sơn Nội gia quán vô năng, chiến thuật xa luân sao? Dương Lăng không khỏi ngây người, hắn nói, người sư thúc kia ngài ý là. Thích Vĩnh Hổ nhìn đối diện Hàn Dạ Phong liếc một chút, nói, Dạ Phong, người tới nói. Hàn Dạ Phong liền đứng lên, sắc mặt hắn nhàn nhạt, một phái ôn hòa, Dương sư huynh, trước đó các ngươi cùng tên kia lính đánh thuê La Quân náo không quá vui sướng. Bên trong ân ân oán oán, đại lục bên này giới võ thuật nhân sĩ. Bao quát ở nước ngoài giới võ thuật nhân sĩ đều có chỗ nghe thấy. Hiện tại ngươi đi hạ chiến thiếp, La Quân cũng chưa chắc hội tiếp nhận. Hắn không tiếp thụ, cũng có hắn đạo lý. Không ai sẽ nói hắn không phải. Cho nên, hạ chiến thiếp là không thể làm. Hắn đón đến, lại tiếp tục nói, chúng ta ý là dạng này, từ chúng ta dẫn đầu rất nhiều võ thuật danh gia, tổ chức một trận Vũ Vương Kim Kiếm thi đấu. Đến lúc đó, để La Quân cũng tham gia vào, ngươi cũng tham gia vào. Chúng ta hy vọng ngươi có thể tại trận này Vũ Vương Kim Kiếm thi đấu bên trong đánh ra Lao Sơn Nội gia quán uy phong đến, thuận tiện cũng đem La Quân giải quyết. Kể từ đó, La Quân chết bởi giải đấu lớn bên trong, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nói là chúng ta tại trả đũa. Dương Lăng con mắt không khỏi sáng lên, cảm thấy cái này thật đúng là ý kiến hay. Nhưng hắn lập tức liền lo lắng nói, có thể vạn nhất La Quân không chịu tham gia võ đạo Kim Kiếm thi đấu làm sao bây giờ? Hàn Dạ Phong từ tốn nói. Sự do người làm, Dương sư huynh người thông minh như vậy người, nhất định có biện pháp tử để hắn tham gia Kim Kiếm giải đấu lớn. Dương Lăng trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, hắn gật gật đầu. Không thể không nói, võ đạo Kim Kiếm thi đấu cái này chiêu vô cùng diệu. Trận này giải đấu lớn, Lao Sơn Nội gia quán vận hành tốt, có thể khai hỏa Lao Sơn Nội gia quán tên tuổi, quét qua trước đó bởi vì La Quân sự kiện mang đến xu hướng suy tàn. Đây là nhất cử lưỡng tiện. Lao Sơn Nội gia quán cũng cần dạng này một trận biến cố để chứng minh chính mình. Trước đó, Dương Lăng nói muốn hướng La Quân hạ chiến thiếp. Cái kia hoàn toàn không thể làm, bởi vì lúc trước La Quân cùng trời nhẫn sinh tử lôi sự tình mọi người đều biết. La Quân đã nói về sau sẽ không lại tiếp nhận xa luân chiến. Cái này là La Quân chiếm đường để ý. Nhưng bây giờ là giải đấu lớn, La Quân cũng không thể đang nói cái gì xa luân chiến. Đương nhiên. Trước mắt đầu tiên điều kiện tiên quyết là La Quân đến tham gia võ đạo Kim Kiếm giải đấu lớn, hắn như không nguyện ý tham gia, đó cũng là đầy đủ để Dương Lăng bên này đau đầu.
Thích Vĩnh Hổ bên này cân nhắc rất là chu đáo. Vì không cho giới võ thuật người cảm thấy chuyện này là Lao Sơn nội gia quán ở sau lưng thao túng, bọn họ một mực không lộ diện. Mấy ngày kế tiếp, Thích Vĩnh Hổ vận dùng trên tay nhân mạch, tìm được trước Yến Kinh Võ Thuật Hiệp hội hội trưởng Đồng Hải Vân. Thích Vĩnh Hổ cho Đồng Hải Vân một số tiền lớn, cũng cho tiền hoạt động, để Đồng Hải Vân đem trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn tổ chức. Đồng Hải Vân ở trong nước giới võ thuật bên trong rất lợi hại có danh vọng, hắn vui vẻ tiếp nhận Thích Vĩnh Hổ chi phiếu. Cùng ngày, Đồng Hải Vân thì liên hệ trong nước mấy vị nổi danh lão quyền sư thương lượng. Sau cùng, bọn họ lại phân biệt đáp ứng phái ra bản thân đệ tử đắc ý tham chiến. Trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn khen thưởng vô cùng phong phú. Sau cùng thắng được người còn sẽ nhận được vinh dự kim kiếm. Đồng Hải Vân liên hợp các phái lão quyền sư, lão tông sư tổ chức lên võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, trận này biến cố ban tổ chức sau cùng định tại Phật Sơn. Dù sao Phật Sơn là võ thuật chi hương. Bách gia tranh minh, phát huy mạnh hoa hạ võ thuật chính là lần so tài này tôn chỉ. Chương 97, thư mời. Võ đạo kim kiếm giải đấu lớn rất nhanh liền tại giới võ thuật bên trong truyền ra. Tổ chức ngày tại ngày 27 tháng 11. Còn một tháng nữa thời gian. Trước mắt xác định dự thi đã có không ít cao thủ, bên trong có Trần Gia Câu, Trần Thị Thái cực môn nhân Trần Hoa Sinh. Có Hà Bắc Đàm Thối truyền nhân Vương Minh Xuyên, có Quách Thị Hình Ý quyền môn nhân Quách Thiếu Vũ. Còn có Phật Sơn Vũ Vương con trai của Hoắc Thiên Túng Hoắc Minh Viễn chờ chút. Quang đại nhà biết rõ võ thuật cao thủ thì có hơn 20 tên. Còn có một số không biết tên, nhưng cũng có được cao thâm công phu người dự thi. Dù sao, sơn giã bên trong thường thường sẽ có ẩn tàng cao thủ. Cùng lúc đó, Lao Sơn nội gia quán cũng biểu thị sẽ an bài đệ tử trước đến tham gia trận đấu. Lao Sơn nội gia quán làm võ thuật người cầm đầu, tự nhiên là không thể loại trừ bên ngoài. Mặt khác, giải đấu lớn tổ lão tiền bối nhóm vẫn còn tiếp tục mời cao thủ trước tới tham gia. Đối với tham gia biến cố cao thủ, giải đấu lớn phương đều làm đăng ký, muốn làm đến tâm lý nắm chắc. Trận này giải đấu lớn chính là lòng đất hắc quyền hình thức, mỗi một cái quyết định dự thi người đều muốn ký giấy sinh tử, cũng nhận lấy một phần bảo hộ kim. Đây mới thực là võ đạo giải đấu lớn, cũng không phải là thể ủy xử lý hoa giá tử. Chính thức võ đạo giải đấu lớn là muốn gặp sinh tử. Bởi vì cái gọi là, công phu chính là kỹ thuật giết người, liền phân ra cao thấp, cũng quyết sinh tử. Đáng nhắc tới là, Phật Sơn Vũ Vương Hoắc Thiên Túng thân là Phật Sơn võ thuật lãnh tụ. Hắn cũng được thỉnh mời trở thành giải đấu lớn tổ ban giám khảo, đồng thời, giải đấu lớn tổ lãnh tụ Đồng Hải Vân để Hoắc Thiên Túng phụ trách mời Hải Tân Mộc Tính cùng La Quân trước tới tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn. Hoắc Thiên Túng đối với lần này giải đấu lớn rất nhiệt tâm, cũng rất hưng phấn. Đây là giới võ thuật việc quan trọng, mỗi một chánh thức yêu quý võ thuật người, đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Hoắc Thiên Túng theo Mộc Tính cùng La Quân nhận biết, hắn cũng cảm thấy Mộc Tính cùng La Quân đều là chân chính cao thủ. Bọn họ hẳn là tham dự vào. Cùng ngày, Hoắc Thiên Túng tự mình đến đây Hải Tân thành phố. Hắn đến Hải Tân thành phố trước đó thì cho La Quân cùng Mộc Tính gọi điện thoại. Song phương ước định tại Tân Hồ Quốc tế Đại khách sạn gặp mặt. La Quân đối Hoắc Thiên Túng rất là tôn kính, cho nên Hoắc Thiên Túng đến, hắn làm sao cũng phải thật tốt tiếp đãi một phen. Mà vui vẻ nhất lại là Đường Thanh cũng nghe Hoắc Thiên Túng nói trận này võ đạo giải đấu lớn. Nàng đối võ thuật rất lợi hại có hứng thú, liền hỏi Hoắc Thiên Túng. Đến lúc đó nàng có thể hay không qua xem tranh tài. Hoắc Thiên Túng yêu thương nàng đứa cháu ngoại này nữ, đương nhiên là một ngụm đáp ứng. Đường Thanh lại lập tức nghĩ tới Tống Nghiên Nhi. Nàng nói với Tống Nghiên Nhi chuyện này. Tống Nghiên Nhi cũng là tiểu cô nương, đương nhiên cũng là hiếu kỳ tâm trọng, lập tức biểu thị cũng muốn nhìn. Bởi vậy, Đường Thanh lại tìm Hoắc Thiên Túng muốn một cái danh ngạch. Hoắc Thiên Túng vẫn là vui tươi hớn hở đáp ứng. Dưới mắt, Hoắc Thiên Túng đến đây, Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi liền cùng đi nghênh đón. Tụ hợp về sau, Đường Thanh thì nhào vào Hoắc Thiên Túng trong ngực nũng nịu, theo cái không có giải đại cô nương giống như. Tống Nghiên Nhi ở một bên cười không nói. Sau đó, cả đám một lần nữa lên xe, Tống Nghiên Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hoắc Thiên Túng đổ đệ Lưu Nguyên lái xe. Hoắc Thiên Túng cùng Đường Thanh ngồi ở hàng sau. Ông ngoại, người lần này tới là muốn mời La Quân cùng Tĩnh Tỷ tham gia kim kiếm giải đấu lớn nha. Đường Thanh mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi. Hoắc Thiên Túng gật gật đầu, hắn cười ha hả nói ra, người cũng hỏi nhiều lần. Đường Thanh hì hì cười một tiếng, nàng nói ra, chết La Quân công phu lợi hại cực kỳ. Lần này hắn nhất định có thể cầm quán quân.
Hi hi, ông ngoại, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy La Quân đại sát tứ phương. Hoắc Thiên Túng cưng chiều sờ sờ Đường Thanh đầu, hắn sau đó lại mỉm cười, nói ra, lần này tham gia giải đấu lớn cao thủ có rất nhiều, cường trung tự hữu cường trung thủ. La Quân mặc dù không tệ, nhưng cũng sẽ không là tuyệt đối quán quân. Tóm lại, đây là chúng ta giới võ thuật một việc trọng đại. Thắng thua chưa chắc là trọng yếu nhất. Kia cái gì mới là trọng yếu nhất? Đường Thanh lập tức hiếu kỳ hỏi. Tinh thần thượng võ, Hoắc Thiên Túng từng chữ nói ra. Hắn đón đến, lại nói, võ là một quốc gia tinh khí thần, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Đường Thanh cũng không hiểu rõ lắm Hoắc Thiên Túng lời nói, bất quá nàng cũng không quá để ý. Ngược lại là Tống Nghiên Nhi, nàng nghe rất nghiêm túc, bỗng nhiên trở lại hướng Hoắc Thiên Túng hỏi, Hoắc gia gia, như vậy lần so tài này, La Quân nếu như tham gia, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Hoắc Thiên Túng cười một tiếng, sau đó trong giọng nói khó nén tự hào, nói, lần này chúng ta giải đấu lớn là chân chính võ đạo chi chiến, chính là quyết sinh tử, phân cao thấp biến cố, cho nên nguy hiểm tự nhiên là không thể tránh né. Chúng ta tập luyện là quốc thuật tôn chỉ chính là chỉ giết người, không biểu diễn. Nếu như không có nguy hiểm, cái kia cuộc so tài này ngược lại thì theo thể ủy xử lý những hoa giá tử đó trận đấu không có gì khác biệt. Cũng liền hoàn toàn không có cử hành tất yếu. Hắn tiếp lấy từ đáy lòng thở dài, nói ra, trên lôi đài, mới là võ giả tránh thức kết cục a. Tống Nghiên Nhi gương mặt bên trên không khỏi xuất hiện vẻ lo lắng. Đường Thanh gặp Tống Nghiên Nhi lo lắng, liền nói ra, Nghiên Nhi, người đừng nghĩ nhiều. La Quân lợi hại như vậy, mới sẽ không xảy ra vấn đề đây. Nàng đối La Quân lòng tin 10 phần. Tống Nghiên Nhi nhưng không có Đường Thanh lạc quan như vậy, nhưng nàng cũng không dễ nói thêm cái gì. Nửa giờ sau, xe tại Tân Hồ Quốc tế Đại khách sạn trước dừng lại. Cả đám xuống xe, Lưu Nguyên đem xe giao cho xe đồng qua bãi đậu xe. Bọn họ còn không có tiến quán rượu, liền nhìn thấy La Quân cùng Mộc Tĩnh ở trước cửa nghênh đón. Chết La Quân, người còn sống nha. Đường Thanh nhìn thấy La Quân, lập tức trêu ghẹo nói. Nàng lộ ra rất là vui vẻ. La Quân không khỏi bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này. Hoắc Thiên Túng khẽ nhíu mày, nói, Thanh Thanh, không cho phép không lễ phép như vậy. Đường Thanh le lưỡi, nàng tại Hoắc Thiên Túng trước mặt, hoàn toàn là cái nghịch ngợm tiểu nữ hài. Một điểm không hề đơn độc lúc, loại kia một mình đảm đương một phía phong phạm. La Quân cùng Mộc Tĩnh tiến lên, La Quân đối Hoắc Thiên Túng liền ôm quyền, nói, lão gia tử tốt. Mộc Tĩnh cũng ôm quyền, nói, lão gia tử. Hoắc Thiên Túng cũng ôm quyền đáp lễ, nói, La sư phụ, Mộc sư phụ, các ngươi tốt. Hắn đồ đệ cũng đi theo ôm quyền, nói, La sư phụ, Mộc sư phụ tốt. Mộc Tĩnh mỉm cười, nàng nói ra, hôm nay ở chỗ này, chúng ta cùng Thanh Thanh, Nghiên Nhi là ngang hàng, là bạn tốt. Cho nên chúng ta đều là lão gia tử vãn bối, có thể không có cái gì La sư phụ, Mộc sư phụ. La Quân vội vàng phụ họa. Hoắc Thiên Túng cười ha ha, nói ra, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Cả đám vui sướng đi vào. Hải Tân mùa đông là long lanh, cho nên dưới mắt mặc dù nhưng đã đầu tháng 11, nhưng là không khí y nguyên ánh nắng ấm áp. Đường Thanh các nàng vẫn là ăn mặc xinh đẹp váy. Mộc Tĩnh làm theo mặc đồ trắng quần áo thể thao, rất là nhẹ nhàng khoan khoái. La Quân lại là màu đen lo lắng, quần bò, theo cái nhà bên đại ca ca giống như, rất là tùy ý. Tại lầu 2 trong phòng, mọi người nhập tọa về sau, La Quân phân phó phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Những ngày gần đây, La Quân vẫn luôn có tật giật mình, không có đi U Linh chủ đề quán bar. Ninh Hàm cũng không có cho La Quân gọi qua điện thoại, càng không có hỏi thăm qua La Quân. Ninh Hàm tại bình thường sinh hoạt, càng nhiều là đối La Quân tâm cho như chết. Giữa hai người trong lúc vô hình đã có nhìn không thấy khoảng cách cùng ngăn cách. La Quân liền cũng vẫn tại Mộc Tĩnh hải cảnh biệt thự ở đây lấy. Hắn mỗi ngày không có việc gì, cũng là có chút nhàm chán. Giờ phút này, La Quân đem Mộc Tĩnh mang đến rượu Mao Đài mở ra. Rượu Mao Đài này là bay trên trời Mao Đài, lâu năm rượu ngon. Mở ra tửu nhét về sau, tửu mùi thơm khắp nơi. Mà lại, bên trong tửu dịch nhập sền sệt mật ong, hiện ra màu hoàng kim. Dùng đũa vẩy một cái, có thể lấy ra sợi tơ tới. La Quân cho Hoắc Thiên Túng rót đầy, hắn đang chuẩn bị cho Lưu Nguyên cũng đầy bên trên thời điểm, Tống Nghiên Nhi quan tâm đứng ra, tiếp nhận rượu Mao Đài, cho mọi người rót đầy. Lần này hiểu chuyện cử động để Hoắc Thiên Túng nhìn không được đối Đường Thanh nói, Thanh Thanh, người được nhiều hướng Nghiên Nhi học tập, biết không?
Đường Thanh không khỏi nâng trán thở dài, nói, Nghiên Nhi, ngươi làm gì muốn ưu tú như vậy a? Đây không phải hủy ta sao? Nàng như thế hồn nhiên phàn nàn nhất thời để mọi người cười ha ha đi ra. Tống Nghiên Nhi mỉm cười, nàng đem mình làm là La Quân muội muội nhân vật. Rót rượu hoàn tất về sau, nàng nâng chén nói ra, Hoắc gia gia, ngài ở xa tới là khách, chúng ta mời ngài. Cả đám liền cũng đi theo nâng chén. Một chén rượu vào trong bụng về sau, mọi người lại ngồi xuống. Rất nhanh, thức ăn thịnh soạn cũng liền lần lượt lên. Trong bữa tiệc, mọi người ăn rất là vui sướng. Hoắc Thiên Túng cũng không có đề cập võ đạo kim kiếm đại tái sự tình. Đợi đến cuối cùng Tửu Hàm tai nóng về sau, Hoắc Thiên Túng mới hắng giọng, nói ra, Mục tiểu thư, La Quân, võ đạo kim kiếm đại tái sự tình, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói a. Mục Tĩnh cùng La Quân liền biết đến chính đề, bọn họ cũng đoán được Hoắc Thiên Túng lần này tới mục đích. Hai người đều là nghiêm mặt gật đầu. Hoắc Thiên Túng đứng lên, hắn lộ ra rất là trịnh trọng, nghiêm túc. Mục Tĩnh cùng La Quân gặp hắn cái này chiến trận, liền cũng lập tức đứng lên. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi ở một bên đều cảm thấy bầu không khí có chút ngưng trọng. Cái kia Lưu Nguyên cũng đứng lên. Hoắc Thiên Túng trầm giọng nói ra, ta lần này đến, là đại biểu võ đạo kim kiếm giải đấu lớn tổ ủy hội, chính thức hướng hai vị sư phụ phát ra thư mời, hy vọng các ngươi có thể tham gia lần này võ đạo thịnh hội. Hắn sau khi nói xong liền lấy ra hai tấm thiếp vàng mời thiếp tới. Mục Tĩnh mỉm cười, nói, nhận mông lão gia tử ngài để mắt, tốt, ta tham gia. Nàng ngược lại là lạ thường sảng khoái. Cái này khiến La Quân có chút ngoài ý muốn. La Quân, ngươi thì sao? Hoắc Thiên Túng nhìn về phía La Quân, ánh mắt của hắn bên trong mang theo tha thiết chờ đợi. Trước đó, La Quân cùng Mục Tĩnh cũng không có thương lượng chuyện này. Hai người thực đều là mang tâm sự riêng, Mục Tĩnh cũng không có hỏi nhiều. Hiện tại Mục Tĩnh đáp ứng tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, cái này là La Quân không nghĩ tới. Dưới mắt, Mục Tĩnh cũng nhìn về phía La Quân, nàng cũng không biết La Quân trong lòng là nghĩ như thế nào. Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi, Lưu Nguyên cũng đều nhìn về La Quân. Đường Thanh tự nhiên mà vậy nói, ông ngoại, đây còn phải nói, La Quân khẳng định phải tham gia nha. Thanh Thanh, chớ nói lung tung, Tống Nghiên Nhi ngăn cản Đường Thanh, nàng ánh mắt thanh tịnh, bình tĩnh nhìn lấy La Quân. Nàng không hy vọng La Quân tham gia. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt về sau, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Thiên Túng, hắn mở miệng nói ra, thật có lỗi, lão gia tử. Ta không muốn tham gia. Lời vừa nói ra, Hoắc Thiên Túng cùng Đường Thanh còn có Lưu Nguyên đều là giật mình. Tống Nghiên Nhi cùng Mục Tĩnh như có điều suy nghĩ. Vì cái gì? Hoắc Thiên Túng hơi biến sắc mặt, hỏi. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, ngược lại cũng không có cái gì cụ thể lý do, ta đối cái này giải đấu lớn không quá cảm thấy hứng thú. Ngài nếu là có cần để cho ta hỗ trợ, ta nghĩa vô phản cố. Nhưng là tham gia trận đấu chuyện này, ta hứng thú không lớn. Còn mời lão gia tử ngài thứ lỗi. Chương 98, cùng Thanh Thanh các nàng ở chung. La Quân cự tuyệt rất lợi hại uyển chuyển, nhưng ý tứ cũng rất kiên quyết. Hoắc Thiên Túng tuy nhiên rất nhớ La Quân tham gia, nhưng hắn cũng không thể ép buộc. Đường Thanh còn muốn nói điều gì, Tống Nghiên Nhi ở một bên lôi kéo nàng cánh tay. Đường Thanh cũng chỉ đành nhịn xuống qua. Hoắc Thiên Túng cũng không muốn cái này cứ như vậy từ bỏ, hắn vẫn là nói, La Quân, ta hy vọng ngươi có thể trịnh trọng cân nhắc. Ngươi trên võ đạo tu vi đã là thuộc về đỉnh phong. Lần này giải đấu lớn, nếu như ngươi tham kiến, cái kia là có thể cho ngươi cho chúng ta giới võ thuật đều rót vào mới đồ, vật. Đây là chúng ta những lão nhân này tổ chức cái này giải đấu lớn muốn nhìn đến. La Quân mặt hiện cười khổ, hắn không tốt lắm ý tứ cự tuyệt Hoắc Thiên Túng nhiệt tình. Nhưng hắn xác thực đối cái này giải đấu lớn không có hứng thú gì. Lão gia tử, thật xin lỗi. La Quân kiên trì nói ra. Tống Nghiên Nhi cũng nói theo, Hoắc gia gia, La Quân nếu không muốn tham gia, chúng ta thì chớ miễn cưỡng hắn đi. Cô gái nhỏ này, thật sự là một lòng vì La Quân suy nghĩ. Cái này khiến La Quân tâm lý ủ ấm. Hoắc Thiên Túng bất đắc dĩ không cam lòng, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, La Quân, người hãy thành thật nói với ta, người có phải hay không lo lắng lần so tài này theo Lao Sơn nội gia quán có quan hệ. Ngươi lo lắng bọn họ lại ở giải đấu lớn bên trên đối ngươi trả đũa. Hắn ngừng một lát, nói ra, điểm này ngươi không cần lo lắng. Lần so tài này là Đồng Hải Vân Đồng Lão Ca dẫn đầu, các phương tông sư đều tham dự. Lao Sơn nội gia quán cũng chỉ có thể thành thành thật thật tham gia trận đấu. Ta tin tưởng,
Trên lôi đài công công chính chính, lấy người võ đạo tu vi, căn bản không cần e ngại Lao Sơn nội gia quán. La Quân ngược lại là không nghĩ Lao Sơn nội gia quán sự tình, hắn nói ra, lão gia tử, mỗi một cái muốn tham gia giải đấu lớn người, đều là có chính mình mục đích cùng khát vọng. Hoặc là làm tên, hoặc là vì chính mình tu vi. Nhưng trận này võ đạo giải đấu lớn bên trên, không có ta muốn đồ, vật, cho nên ta không muốn đi. Thế mà không có người muốn đồ, vật, Hoắc Thiên Túng nói không ra lời. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy La Quân là tham sống sợ chết. La Quân có thể giết bất động La Hán Thiên Nhẫn, công phu tuyệt đối lợi hại, tuyệt sẽ không sợ một trận võ đạo giải đấu lớn. Ai, đã ngươi tâm ý đã quyết, cái kia coi như đi. Hoắc Thiên Túng ngay sau đó chỉ có thể từ bỏ cái này ý nghĩ. Bữa cơm này đằng sau cũng không có bởi vì La Quân cự tuyệt mà tẻ ngắt. Hoắc Thiên Túng cũng không phải là người bảo thủ, chỉ có thể nói, hắn là một cái chính thức yêu quý võ thuật cái nghề này lão nhân gia. Hoắc Thiên Túng cũng chưa kể tới cái này một chuyện vặt. Sau khi uống rượu xong, Hoắc Thiên Túng cũng liền trực tiếp chạy về Phật Sơn. Bởi vì võ đạo kim kiếm giải đấu lớn tại Phật Sơn tổ chức, hắn thật sự là bận quá. Lưu Nguyên một mực không sao cả uống rượu, cho nên lái xe không có vấn đề. Từ hắn khi tài xế, lái xe mang Hoắc Thiên Túng về Phật Sơn. Từ Hải Tân đến Phật Sơn, khoảng cách cũng không xa. 2 giờ tốc độ cao qua đi liền có thể đến. Bên ngoài quán rượu, cả đám đưa đi Hoắc Thiên Túng về sau, Đường Thanh nhịn không được thất vọng. Nàng nện dưới La Quân bả vai, nói, chết La Quân, ngươi vì cái gì không tham gia nha. La Quân cười ha ha, nói ra, người nhà thật sự là xem kịch không sợ đài cao a. Vậy cũng là ký giấy sinh tử, vạn nhất ta chết ở phía trên, ngươi về sau không muốn thủ tiết cả một đời. Đường Thanh nghe trước mặt hắn nửa câu còn y theo dáng dấp, nghe phía sau nửa câu rốt cục cảm thấy không quá hợp khẩu vị. Nàng vội vàng nói, ta nhổ vào, người cái không biết xấu hổ, người chính là tham sống sợ chết. Nàng nói là nói như vậy, nhưng cũng ý thức được trận đấu này chỉ sợ thật có chút tàn khốc. Vừa nghĩ như thế, cảm thấy La Quân không đi cũng là tốt. Tĩnh tỷ, một bên Tống Nghiên Nhi nhìn về phía Mộc Tĩnh, nàng hỏi, vì cái gì ngươi muốn tham gia? Cô gái nhỏ này, cũng là thật tâm đem Mộc Tĩnh xem như bằng hữu. Tuy nhiên phần quan hệ này không bằng theo La Quân thân mật, nhưng nàng cũng tương tự không hy vọng Mộc Tĩnh xảy ra chuyện. Mộc Tĩnh mỉm cười, nàng bỗng nhiên nhìn về phía trên đường cái qua lại xe cộ. Nàng ánh mắt có vẻ hơi rời rạc. Sau một hồi khá lâu nàng mới lên tiếng, ta là võ giả hẳn là qua chiến. Đây là một cái rất lợi hại cơ hội tốt. La Quân ở một bên phiền muộn sờ mũi một cái, nói ra, Tĩnh tỷ, lời này của ngươi nói thật giống như ta thì không xứng làm võ giả giống như. Đường Thanh trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi biết liền tốt. Trong nội tâm nàng đã không hy vọng La Quân qua đánh, nhưng nàng còn thì nguyện ý bắt chuẩn cơ hội liền muốn tổn hại La Quân. Còn tốt La Quân là cái da mặt dày, không quan trọng vô cùng. Mộc Tĩnh cũng không để ý tới mọi người, nàng bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài tới, ta muốn đi một mình đi, các ngươi đi về trước đi. Nàng nói xong cũng dạo chơi hướng phía trước. Tĩnh tỷ làm sao, Đường Thanh đưa mắt nhìn Mộc Tĩnh thân ảnh rời đi, nàng cũng cảm thấy Mộc Tĩnh có chút không đúng, thế là hỏi La Quân. La Quân trịnh trọng sự tình nói ra, đoán chừng là đại di mụ tới. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi khuôn mặt đều là đỏ lên, Đường Thanh nhịn không được bóp La Quân cánh tay, nói, chết La Quân, người quá đáng ghét. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đánh là hôn, mắng là yêu. Người càng ngày càng cảm thấy ta chán ghét, cũng là càng ngày càng thích ta. Yêu người muội à, Đường Thanh một chân đá tới. La Quân cười hắc hắc, nhanh nhẹn né tránh. Tống Nghiên Nhi nhìn lấy La Quân cùng Đường Thanh hai người, nàng không khỏi từ trong lòng nghĩ cười. Dạng này trạng thái, nàng cảm thấy mình tựa như là nhìn hai cái chưa trưởng thành hài tử. Nhưng dạng này cảm giác lại làm cho nàng ưa thích, đây là có thân nhân bằng hữu cảm giác. Riêng là đối La Quân, Tống Nghiên Nhi luôn cảm thấy hắn rất thân thiết. Tựa như là ca ca còn ở bên người một dạng. Mà lại Tống Nghiên Nhi cũng tin tưởng, chỉ cần mình gặp nguy hiểm, La Quân liền sẽ giống ca ca thành bân một dạng, nghĩa vô phản cố đến bảo vệ mình. Nàng vội ho một tiếng, cắt ngang hai người cười đùa. Hướng La Quân phát ra mời, La Quân, trong nhà của chúng ta có nấu xong nấm tuyết liên tử canh, ngươi vừa uống không ít rượu, phải đi nhà chúng ta ăn canh a. La Quân dù sao cũng là trái phải vô sự, liền nói ra, tốt a. Đường Thanh khinh bỉ nói, ngươi không muốn làm như thế miễn cưỡng có được hay không, bao nhiêu người muốn đi chúng ta nhà ở mà không thể được đây.
ngươi là chiêm thiên đại tiện nghi, thì vụng trộm cười đi. La Quân nói ra, Nghiên Nhi là nhà ở, dù sao phòng ngươi ta không có ngửi được mùi thơm. Đường Thanh nhất thời nổi trận lôi đình, nói, chết La Quân, ta giết ngươi. Ha ha, lúc này vẫn là 2 giờ chiều, ánh nắng tươi sáng, rực rỡ. Cái này khí trời ánh sáng mặt trời so mùa hè thời điểm phải ôn hòa nhiều, càng để cho người hoan hỉ. Bây giờ tại trên bờ cát phơi nắng, đây mới gọi là tắm nắng. Mùa hè gọi là heo sữa quay. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi chỗ ở tiểu khu là Liễu Diệp tiểu khu, cái kia tiểu khu La Quân đi qua mấy lần. Sau đó, 3 người lấy sĩ về Liễu Diệp tiểu khu. Tuy nhiên đều lái xe, nhưng 3 người đều uống rượu. Tửu điều khiển chính là không văn minh, chính là phạm pháp. La Quân ngồi ở phía trước, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh ngồi ở hàng sau. Lúc này, Đường Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, rất lợi hại hưng phấn nói, đúng, chết ra hỏa, ta thế nào cảm giác gần nhất ngươi cùng Đinh Hàm giống như có điểm gì là lạ. Ngươi có mấy ngày này không có qua U Linh quán ba. Đinh Hàm cũng rất lãnh đạm bộ dáng, cũng không hỏi ngươi. Hai người các ngươi nên không phải chia tay à. Tống Nghiên Nhi cũng nhìn về phía La Quân, nàng thực cũng rất tò mò vấn đề này. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, phân cái gì tay à, cho tới bây giờ liền không có cùng một chỗ qua. Đường Thanh trong lòng nhất thời mừng thầm vô hạn, nàng cũng không biết mình tại sao muốn mừng thầm. Dù sao đã cảm thấy thở phào một hơi. Dạng này cũng tốt, Đinh Hàm rốt cục có thể miễn ở tai họa. Nàng hi hi cười một tiếng, nói ra. Tống Nghiên Nhi không có như thế không tim không phổi, nàng nhẹ giọng hỏi La Quân, nói, có phải hay không xảy ra chuyện gì? La Quân cười ha ha, nói ra, không có gì. Hắn nhưng cũng không nguyện ý nói tỉ mỉ. Tống Nghiên Nhi cũng biết đó là cái người tư ẩn, ngay sau đó không hỏi thêm nữa. Đường Thanh liền nói ra, như vậy đi, xú gia hỏa, xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng. Đêm nay ta cùng Nghiên Nhi tự mình xuống bếp nấu cơm cho ngươi ăn. La Quân đương nhiên vui lòng, nói, tốt, đây chính là ngươi nói. Đường Thanh hừ một tiếng, nói, tiểu tử, cô nương này, tuy nhiên yêu theo La Quân tranh cãi, nhưng thực vẫn là rất lợi hại quan tâm La Quân. Tống Nghiên Nhi làm theo lại hỏi, đúng, ngươi bây giờ ở chỗ nào? La Quân nơi đó sẽ nói là cùng Mộc Tĩnh ở cùng một chỗ, hắn lập tức tội nghiệp nói ra, ai, không nhà để về. Mỗi ngày ngay tại Thiên Kiều hạ tướng liền. Tống Nghiên Nhi không khỏi im lặng, nàng là thật quan tâm La Quân. Có thể La Quân gia hỏa này luôn luôn không có chính hình. Đường Thanh lập tức nói, Nghiên Nhi, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, gia hỏa này tại giả bộ đáng thương. Khẳng định là muốn đến tai họa hai người chúng ta thanh xuân mỹ thiếu nữ. Tống Nghiên Nhi tâm địa thiện lương, nàng hướng Đường Thanh thương lượng nói, chúng ta nhà kia có mấy gian nhiều gian phòng, muốn không liền để La Quân chuyển vào đến ở a. Đường Thanh xem thường nhìn một chút La Quân, sau đó có chút khoa trương hướng Tống Nghiên Nhi nói, Nghiên Nhi, ngươi không phải đâu. Ngươi muốn hắn cùng chúng ta ở chung. Tống Nghiên Nhi buồn bực nói, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cái này biểu tình gì? Cũng không phải cùng phòng ở giữa, chính ngươi tư tưởng không khỏe mạnh a. Đường Thanh nói ra, thế nhưng là coi như không cùng phòng, cái kia cũng vẫn có chút nam nữ trao nhận không rõ a. Còn có, cái này chết gia hỏa rất lợi hại hạ lưu, rất háo sắc. Hắn vạn nhất trộm xem chúng ta tắm rửa, trộm trong chúng ta áo làm sao bây giờ? Tống Nghiên Nhi lập tức đỏ mặt không thôi, nàng buồn bực e thẹn nói, ngươi càng nói càng không có chính hình. La Quân ở một bên nghe vui tươi hớn hở. Hắn cảm thấy Đường Thanh nha đầu này, đừng nhìn bề ngoài thuần lương, nội tâm tuyệt đối là hủ nữ một cái a. Tống Nghiên Nhi cũng không đợi Đường Thanh nói tiếp, liền tự mình làm chủ, đối La Quân nói, thế nào, nếu là ngươi không chê, thì chuyển đến Liễu Diệp tiểu khu, cùng chúng ta ở cùng nhau a. La Quân làm bộ từ chối, nói ra, dạng này không tốt lắm đâu. Tống Nghiên Nhi đang chuẩn bị tiếp tục khuyên La Quân, Đường Thanh lại nói, nha, đừng giả bộ. Trong lòng ngươi đều vui vẻ nở hoa. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, vậy được rồi, ta thì miễn cưỡng đáp ứng. Tiện nhân, Đường Thanh nói ra, nàng ngược lại cũng không phải thật phản đối La Quân ở qua đến, thực trong lòng vẫn là đầy nguyện ý. Cảm thấy La Quân ở qua đến, vậy sẽ có thú rất nhiều. Đến Liễu Diệp tiểu khu trong biệt thự về sau, Tống Nghiên Nhi trước cho La Quân cùng Đường Thanh riêng phần mình cầm một chung nấm tuyết liên tử canh. Sau đó, nàng lại dẫn La Quân đến lầu 2 một căn phòng ngủ bên trong, La Quân, căn phòng ngủ này thì cho ngươi ở, ngươi thấy thế nào? Tống Nghiên Nhi hỏi,
Căn phòng ngủ này khoảng chừng 36 bình, bên trong có nhà vệ sinh, phòng tắm, còn có truyền hình, ghế sofa các loại. Nghiễm nhiên chính là một cái tiểu gia. Cái này sửa sang có thể so với phòng tổng thống. La Quân đối ở lúc đầu cũng không có cái gì yêu cầu, nhìn thấy tốt như vậy điều kiện, đương nhiên vui tươi hớn hở đáp ứng. Chương 99, hiểu rõ âm mưu. Đường Thanh uống vào ướp lạnh nấm tuyết canh, sau đó liền đến sổ ghi chép trước bắt đầu đào bảo. Tống Nghiên Nhi thì đi tìm mới vỏ chăn đến cho La Quân trải giường chiếu. La Quân đứng ở trước cửa nhìn lấy Tống Nghiên Nhi trải giường chiếu, nàng nửa quỳ trên giường trải bằng ga giường lúc, vừa vặn bờ mông đối La Quân. Hôm nay Tống Nghiên Nhi mặc là nhỏ tây phục, quần bò. Quần bò đưa nàng bờ mông kéo căng tròn trịa. La Quân nhìn một chút, vội vàng rời ánh mắt, tâm lý nói liên tục sai lầm. Hắn là đem Tống Nghiên Nhi xem như chính mình thân muội tử đồng dạng yêu thương, cho nên tuyệt sẽ không đối nàng có bất kỳ khinh nhờn chi tâm. Đồng thời, La Quân cảm thấy rất uất ức, Tống Nghiên Nhi thật sự là quá hiểu chuyện đến làm cho đau lòng người. Lúc này, Tống Nghiên Nhi trải tốt giường, nàng đứng người lên, đi vào La Quân trước mặt. Hai cây sợi tóc mê loạn Tống Nghiên Nhi đôi mắt đẹp, La Quân tự nhiên mà vậy đưa tay, giúp nàng đem sợi tóc đẩy đến nàng bên tai đằng sau. Một động tác này nhất thời để Tống Nghiên Nhi mặt đỏ tới mang tai. La Quân làm xong sau cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn cười ha hả, tìm đề tài nói ra, hiện tại giống ngươi như thế hiền lành tài giỏi nữ hài tử không nhiều. Ngươi nhìn ngươi lại sẽ làm nội trợ, lại hội kiếm tiền. Tương lai người nào cưới ngươi, đây chính là phúc lớn bằng trời. Tống Nghiên Nhi lúc này cũng khôi phục lại, nàng nhẹ cạn cười một tiếng, còn nói thêm, ta mua tới cho ngươi đồ dùng sinh hoạt. Ngươi đợi chút nữa nhìn có đồ vật gì muốn chuyển tới lời nói, thì thừa dịp thiên không có hắc nhanh chuyển tới. Ban đêm ta cùng Thanh Thanh cho ngươi chúc mừng thăng quan niềm vui. La Quân gật gật đầu. Sau đó, hai người thì cùng ra ngoài. La Quân qua dọn nhà, Tống Nghiên Nhi thì đi cho La Quân mua đồ dùng sinh hoạt. Đường Thanh lười nhắc động, nói là muốn ngủ trưa, hai người cũng sẽ không quấy rầy nàng. Sau khi ra cửa, La Quân đột nhiên hỏi Tống Nghiên Nhi, nói, Nghiên Nhi, người tại sao muốn đối ta tốt như vậy? Tống Nghiên Nhi nao nao, nàng ngây người một cái chớp mắt về sau, bỗng nhiên hỏi ngược lại, vậy ngươi tại sao muốn đối ta tốt như vậy? La Quân cười một tiếng, nói, là trước tiên ta hỏi ngươi. Tống Nghiên Nhi liền nói ra, bởi vì ngươi đối với ta rất tốt nha. Nàng con ngươi trong suốt bình tĩnh nhìn về phía La Quân, cái kia trong con ngươi không có mảy may tạp chất. Nàng nói ra, ta đến bây giờ đều không biết rõ, ngươi dạng này có bản lĩnh người, vì cái gì nhất định muốn cho chúng ta làm bảo an, bảo hộ ta. Giống như là trong mệnh ta thủ hộ thiên sứ một dạng, tại ta cần có nhất ngươi thời điểm, ngươi thì xuất hiện. La Quân nhìn lấy Tống Nghiên Nhi, đột nhiên thì rất lợi hại muốn nói cho nàng, liên quan tới ca ca của nàng sự tình. Nhưng lời đến khóe miệng, vẫn là nuốt trở về. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, ta cũng không biết rõ, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Nói không rõ duyên phận. Tống Nghiên Nhi trong mắt hơi hơi hiện lên vẻ thất vọng, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Sau đó, nàng lại nói, La Quân, thực ta tốt với ngươi, không phải là bởi vì ngươi tốt với ta. La Quân tâm lý một cái lộp bộp, thầm nghĩ, nên không phải tiểu ni tử muốn nói yêu ta đi. Hắn thật là có chút sợ cái này gốc giả. Tống Nghiên Nhi nói tiếp, là bởi vì ta cảm thấy ngươi giống ca ca ta, ta nhìn thấy ngươi đã cảm thấy rất thân thiết. La Quân nghe vậy hơi hơi thở phào. Khác Tống Nghiên Nhi về sau, La Quân trước dựng sĩ qua quán rượu. Bởi vì hắn pho còn tại cái kia trong tửu điếm ngừng lại. Hắn mở pho về sau, sau đó mới lại trở về cùng Đinh Hàm nhà ở tử. Lúc này là 4 giờ chiều. La Quân đi vào tiểu khu trước, trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định. Một phương diện lại muốn gặp đến Đinh Hàm, một phương diện lại sợ nhìn thấy Đinh Hàm. Đi vào phòng ốc rộng trước cửa, La Quân xuất ra chìa khóa mở cửa. Làm hắn phiền muộn là, chìa khóa thế mà mở không ra đại môn kia. Ta dựa vào, Đinh Hàm thế mà đổi khóa. La Quân im lặng, này nương môn thật đúng là đầy đủ tuyệt tình a. Hắn nín hơi tâm thần, lập tức cảm ứng trong phòng tình huống. Lập tức, hắn cảm thấy được Đinh Hàm đang ở nhà bên trong. Ngay sau đó, hắn giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Tay còn không có đập xuống, đại môn kia liền mở. Đinh Hàm đứng ở bên trong cửa, nàng ăn mặc màu lam nhạt quần áo ở nhà, tóc châm thành đuôi ngựa. Thanh thang quải diện, lại xinh đẹp khiến người tâm động. La Quân nhìn lấy nàng thành thục thân thể mềm mại, nghe trên người nàng quen thuộc mùi thơm.
hắn lập tức có loại muốn đem nữ nhân này cất vào trong ngực xúc động. Bất quá Đinh Hàm sắc mặt lãnh đạm, nàng nhàn nhạt nhìn La Quân liếc một chút, hỏi, có việc. La Quân cũng không thể trách Đinh Hàm vô tình, cũng là mình quá không đứng đắn. Hắn vội ho một tiếng, nói ra, ta tới bắt chút y phục đi. Đinh Hàm ngay sau đó liền lãnh đạm tránh ra, không có có dư thừa lời nói. La Quân lúng ta lúng túng không thú vị, hắn liền đi trước trong phòng. Con hàng này đến gian phòng chuyện thứ nhất cũng là trước nhìn chính mình sổ ghi chép. Cái kia sổ ghi chép vẫn là tại toàn phương vị giám sát trong phòng tắm A. Bên trong cũng có vô số chân tàng Đinh Hàm tắm rửa phiên bản. Con hàng này không khỏi may mắn rời xa phòng thuê, dùng cái này công nghệ cao. Không phải vậy về sau nhưng liền không có ý nghĩ. Hắn trước đem sổ ghi chép xem xét một phen, xác định bên trong không có bị người động đậy về sau, lúc này mới thở phào. Cất kỹ sổ ghi chép, lại chỉnh lý y phục, sau đó hắn đến trong phòng tắm đem cái kia giam không khí lấy xuống. Hết thảy thu thập sẵn sàng về sau, La Quân kéo lấy cái dương đi vào phòng khách, Hàm tỷ, ta đi rồi. Hắn ra vẻ nhẹ nhõm nói một tiếng. Con hàng này tâm lý thực vẫn còn có chút hy vọng Đinh Hàm đến đây giữ lại. Có lẽ nàng ào ào khóc một trận, hiến cái thân thể. La Quân con hàng này ý chí lực vốn là không kiên định, khẳng định liền sẽ đi vào khuôn khổ. Chẳng qua là đi vào khuôn khổ về sau, hưởng thụ qua về sau, khẳng định lại là hối hận muốn chết. Đinh Hàm một mực ngồi ở trên ghế salon, nàng tại xem TV, nhìn rất bình tĩnh. La Quân sau khi nói xong, nàng không ngẩng đầu, tựa như là không nghe thấy. La Quân bất đắc dĩ, cũng chỉ đành kéo cái dương đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, liền đem đại môn kia đóng lại. Phanh một tiếng. Khi đại môn kia đóng một cái chớp mắt, Đinh Hàm trong mắt nước mắt nhịn không được rơi xuống. Lệ kia trâu là như thế trong suốt. Đinh Hàm làm sao không muốn đi giữ lại La Quân, nàng thực hối hận qua theo La Quân mở ra. Nàng cảm thấy nếu như mình không nói ra, hai người thì còn có thể giống như trước một dạng. Nhưng bây giờ, không trở về được quá khứ. Nàng cũng vô pháp làm đến tiếp tục chà đạp chính mình tôn nghiêm đến giữ lại La Quân, nàng là một cái như thế kiêu ngạo nữ tử. La Quân con hàng này trong lòng cũng thì nho nhỏ yêu thương một hồi, hắn đến pho trên xe. Sau đó thì nổ máy xe, trước mở ra một khoảng cách. Tiếp lấy dừng xe tử mở ra sổ ghi chép. Hắn điều ra mấy ngày nay ghi chép tình huống, bên trong lại có Đinh Hàm tắm rửa tân bản vốn nên. La Quân nhìn rất là xôi trào, trong lòng cũng là vui vẻ nở hoa. Muộn như vậy bên trên có thể liền sẽ không tịch mịch. Con hàng này hôn một cái sổ ghi chép. Vừa lòng thỏa ý đóng lại sổ ghi chép. Vừa mới đóng lại, lại cảm thấy không an toàn. Hắn cho mình sổ ghi chép thiết lập mật mã, chủ yếu là sợ đến Đường Thanh trong nhà, Đường Thanh con hàng này đến nhìn lén mình sổ ghi chép. Mẹ chứng, nếu như bị người khác phát hiện bí mật này. La Quân cảm thấy mình có thể nhảy sông tự vận. Đây là hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho người khác bí mật. Không nói đến những này, La Quân sau đó lại cho Mộc Tĩnh gọi điện thoại. Hắn nói mình chuẩn bị dọn đi theo Tống Nghiên Nhi các nàng ở cùng nhau. Mộc Tĩnh ở trong điện thoại rất bình tĩnh, phải nói là nàng cả người đặc biệt yên tĩnh. Nàng cả người sinh ra biến hóa, cái này là La Quân thông qua điện thoại đều cảm giác được biến hóa. Nàng mỉm cười, nói ra, cùng chúng tiểu cô nương ở cùng nhau mới thích hợp ngươi, ta quá âm u đầy tử khí, khẳng định một ngạt ngươi. La Quân cười ha hả, nói, Tĩnh tỷ, ngươi cái kia không gọi âm u đầy tử khí. Gọi đoan trang đại khí. Mộc Tĩnh cười nhạt một tiếng, theo rồi nói ra, còn có việc khác tình sao? La Quân sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, hắn nói ra, chúng ta gặp mặt tâm sự đi, liên quan tới võ đạo kim kiếm đại tái sự. Mộc Tĩnh nói ra, cũng được, ta tại trà trang bên trong, ngươi qua đây đi. La Quân nói ra, được. Tiếp theo, La Quân liền lái xe tiến về trà trang. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời một mảnh mây hồng. La Quân tiến vào trà trang, hắn đối diện liền nhìn thấy Từ Thanh cùng Từ Đông đến hai huynh đệ. Hai huynh đệ gặp La Quân, phá lệ khách khí. Tĩnh tỷ ở trong nhà, La huynh đệ, người đi theo ta. Từ Thanh dẫn đường. La Quân mỉm cười gật đầu. Đến buồng trong, La Quân trông thấy Mộc Tĩnh chính dựa vào cửa sổ, tắm rửa tại trời chiều quang mang dưới, thưởng thức một ly rượu đỏ. La Quân tùy tiện tại đối diện nàng trên ghế salon ngồi xuống. Hắn không chút khách khí cầm cái chén, rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Một bên Từ Thanh cũng liền lui xuống đi. Để ta đoán một chút, ngươi vì cái gì không tham gia cuộc so tài này.
Mộc Tĩnh mỉm cười, nói ra. Nàng đón đến, nói, bởi vì người võ đạo cũng không phải là muốn mạnh lên, cho nên, người cảm thấy dù cho người tham gia cuộc so tài này, cũng tìm không thấy người muốn đổ, vật. Đã tìm không thấy, người chính là chiến thắng lại nhiều đối thủ, cái kia đối với người mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. La Quân cười một tiếng, hắn cảm thấy rất uất ức. Chính mình theo Tĩnh tỷ bình thường liên hệ ít nhất, nhưng Tĩnh tỷ lại là lớn nhất giải người một nhà. Cùng hắn nói chuyện phiếm, rất nhẹ nhàng. La Quân cũng nói, cái kia để ta đoán một chút, ngươi vì cái gì khăng khăng muốn tham gia trận này võ đạo giải đấu lớn. Mục Tĩnh cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nói. La Quân mỉm cười, nói, có câu nói gọi là tính cực tư động. Tĩnh tỷ ngươi đường quá thuận, ngươi sinh hoạt giếng cổ không gợn sóng, hết thảy đều tại ngươi trong khống chế. Lúc đầu, ngươi là thánh khiết liên hoa, võ đạo kim kiếm giải đấu lớn cấp bậc, căn bản không xứng ngươi xuất thủ. Nhưng là, ngươi muốn một lần nữa khổ tu niết bàn, nhìn có thể hay không tìm tới ngươi muốn đổ, vật. Mục Tĩnh nói ra, không sai biệt lắm là ý tứ này. Coi ta nghe được cuộc so tài này thời điểm, ta kích động qua. Ngươi phải biết, ta tâm có rất ít nổi sóng thời điểm. La Quân nói ra, cũng không biết cuộc so tài này. Lao Sơn nội gia quán ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Bọn họ một mực không có ra tay với ta, ta không cho rằng bọn họ đại độ như vậy, đem việc này cấp quên. Mục Tĩnh trầm giọng nói ra, đây chính là cuộc so tài này có ý tứ địa phương. Nếu như ngươi tham gia giải đấu lớn, Lao Sơn nội gia quán người tới giết ngươi là đương nhiên. Nhưng ngươi bây giờ không tham gia, ta chỉ sợ Lao Sơn nội gia quán người nên tức hổn hển. La Quân chân mày hơi nhíu lại, nói ra. Ta chỉ sợ Lao Sơn nội gia quán chẳng mấy chốc sẽ ra tay với ta, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp bức bách ta tham gia trận đấu. Nhưng ta như tham gia trận đấu, Lao Sơn nội gia quán người hội liên tục không ngừng tiến tới khiêu chiến ta, thẳng đến ta chết mới thôi. Ta đây chính là tương đương đem chính mình phóng tới hỏa trên kệ qua nướng. Cũng là bởi vì có phương diện này lo lắng, cho nên ta mới kiên định không muốn tham gia cuộc so tài này. Mục Tĩnh nói ra, phương pháp tốt nhất. Là ngươi rời đi Hải Tân thành phố. Ngươi sau khi đi, trời cao biển rộng. La Quân sờ mũi một cái, quả thật, Mục Tĩnh nói là phương pháp tốt nhất. Nhưng Hải Tân thành phố có hắn quá nhiều nhớ nhung, hắn không muốn đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 100, Thích Vĩnh Hổ xuất mã. La Quân cảm thấy mình cũng là cái mâu thuẫn thể, hắn một phương diện hướng tới tự do tự tại, phóng khoáng ngông nghênh sinh hoạt. Một phương diện lại yêu thích ở chỗ này cùng mọi người vui sướng sinh hoạt. Nếu như bây giờ rời đi Hải Tân, có thể đi nơi nào? La Quân cũng không muốn trở lại châu Phi qua những gió tanh mưa máu đó thời gian. Hắn sờ mũi một cái, cảm thấy mình làm sao cũng không thể đi. Hắn như thế đi, có quá nhiều không yên lòng. Không yên lòng Đinh Hàm, càng không yên lòng Tống Nghiên Nhi. Trọng yếu nhất còn có một đầu. Hắn không cho phép chính mình như thế xám xịt chạy thoát. Đối phương cũng còn không có xuất thủ, chính mình trước hết đào tẩu. Ta La Quân tính là gì? Đồ hèn nhát. Nếu như cứ như vậy đi, cái kia sẽ trở thành La Quân tâm lý cả một đời bóng mờ. Gặp được khó khăn, nhất định phải chính diện đối mặt. Trốn tránh không là La Quân tính cách. Cho nên, trải qua suy nghĩ, La Quân vẫn là cự tuyệt Mộc Tĩnh đề nghị. Theo Mộc Tĩnh trò chuyện một phen về sau, La Quân liền cũng thì cáo từ. Ra Mộc Tĩnh trà trang. La Quân liền trực tiếp về Tống Nghiên Nhi chỗ ở Liễu Diệp biệt thự. Một ngày này ban đêm, Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi thật đúng là tự mình xuống bếp cho La Quân làm một bữa cơm. Đồ ăn làm rất lợi hại phong phú, đại bộ phận là mua thực phẩm chín. Sau cùng lại phối rượu vang đỏ, ba người bắt đầu ăn cũng là khoái hoạt. Sau khi cơm nước xong, Đường Thanh muốn La Quân qua rửa chén. La Quân miệng phạm tiện, nói ra, người hôn ta một cái, ta phải đi tẩy. Đường Thanh khinh bỉ nói, người muốn đẹp, người cho rằng ngươi là ếch vương tử a. Tống Nghiên Nhi nhìn lấy hai người lại mở ra tranh cãi hình thức, nàng khẽ cười khổ, biểu thị bất đắc dĩ. Sau đó liền chủ động thu bát qua tẩy. Đường Thanh cũng không đành lòng để Tống Nghiên Nhi một người qua rửa chén, liền hung hăng trừng mắt La Quân, tiếp lấy theo Tống Nghiên Nhi cùng đi thu thập. Đêm này là tốt đẹp như vậy. Sau khi thu thập xong, ba người liền trong phòng khách xem TV. Truyền hình là siêu màn hình lớn, Đường Thanh muốn xem phim kinh dị. La Quân cười ha ha, nói ra, xem đi, nếu là sợ hãi, liền đến ca ca ôm ấp. Ca ca ôm ấp sưởi ấm đây. Đường Thanh mắng, biến thái. La Quân nói,
ngoá, nơi đó biến thái. Một phen cười đùa. Cuối cùng vẫn là nhìn lên mảng kinh khủng, nhưng là Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi đều nhìn rất bình tĩnh. Cái này khiến La Quân cảm giác rất lợi hại, không có có cảm giác thành công. Trung gian Đường Thanh qua tắm rửa, qua khi tắm, nhà đầu này còn cố ý cảnh cáo La Quân, nói, không cho phép nhìn lén. La Quân im lặng trợn mắt chừng một cái, nói ra, người có phải hay không muốn nhắc nhở ta, người không có ý định đóng cửa, ám chỉ ta qua nhìn lén. Đường Thanh dương dương nắm tay nhỏ, nói, hừ, mặc kệ ngươi. Tuy nhiên La Quân có camera giám sát, hoàn toàn có thể cũng đi trong phòng tắm theo một cái. Nhưng La Quân cũng không phải cuồng nhìn lén ma, đối với Đinh Hàm, đó là bởi vì ngẫu nhiên. Và lại, hắn cũng ưa thích Đinh Hàm. Nhưng là đối với Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi, cái kia La Quân là đánh chết cũng không làm được loại chuyện này tới. Tuy nhiên nhìn lén Đinh Hàm tắm rửa cũng không đạo đức, có thể La Quân vẫn là có chính mình nguyên tắc cùng phẩm đức. Đường Thanh sau khi tắm xong đi ra, liền nói buồn ngủ, tiếp lấy liền trực tiếp về phòng ngủ. Tống Nghiên Nhi đứng lên, khẽ nhíu mày, nói ra, người tóc còn không có thổi khô làm sao ngủ. Đường Thanh chẳng hề để ý, nói, cũng sẽ không người chết. Tống Nghiên Nhi cầm Đường Thanh không có cách nào, nàng trước nói với La Quân, người đi tắm trước đi, ta cho Thanh Thanh thổi tóc. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Nửa giờ sau, La Quân tắm rửa xong về sau, liền cũng liền về phòng ngủ ngủ. Con hàng này đến trong phòng ngủ, đóng cửa lại về sau, liền đến trên giường đem sổ ghi chép mở ra. Sau đó nhìn Đinh Hàm tắm rửa video bắt đầu một vòng thuộc về chính hắn phát tiết cùng hưởng thụ. Một vòng kích tình hoàn tất về sau, La Quân mới vừa lòng thỏa ý đóng sổ ghi chép ngủ. Hắn một đêm này ngủ an ổn thơm ngọt, nhưng lại không biết tại Giang Nam thành phố, Dương Thị Công Quán bên trong chuyện gì phát sinh. Rất lợi hại hiển nhiên, Dương Lăng thời gian cũng không dễ vượt qua. Dương Lăng đã thu đến Đồng Hải Vân truyền tới tin tức, cái kia chính là La Quân không chịu tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn. Dương Lăng tức giận không thôi, cảm thấy La Quân con hàng này thật mẹ nó tiệt, cho tới bây giờ đều không dựa theo kịch bản hành sự. Trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, tất cả đều là vì La Quân chuẩn bị. Lao Sơn nội gia quán xem như đầu nhập đại lượng nhân lực, vật lực. Đến cái này trong lúc mấu chốt, cái này đồ chó hoang La Quân không tham gia, cái kia còn chơi cái rắm. Dương Lăng ngay sau đó liền dự định tự mình đến Hải Tân thành phố đến bước La Quân đi vào khuôn khổ. Dương Lăng đối La Quân vẫn là có điều tra, biết La Quân quan tâm Đinh Hàm, quan tâm Tống Nghiên Nhi. Hắn dự định tại hai nữ nhân này trên thân động niệm đầu. Dứt khoát đem hai nữ nhân này bắt đi, sau đó buộc hắn tham gia giải đấu lớn. Tuy nhiên một chiêu này có chút bị ổi, nhưng Dương Lăng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra hắn biện pháp tốt. Hắn cảm thấy La Quân là hầm cầu bên trong thạch đầu. Vừa thúi vừa cứng. Lúc này là 10 giờ tối, Dương Lăng bực bội một trận sau liền dự định qua Tiêu Băng Tình trong lầu các ngủ. Ai biết đúng lúc này, Mạc Vô Nghi đến đây nói, thiếu chủ, Vĩnh Hổ sư thúc tới. Dương Lăng trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, hắn có chút sợ hãi Thích Vĩnh Hổ. Cũng biết lúc này Thích Vĩnh Hổ đến, nhất định là vì La Quân sự tình. Dương Lăng không dám thất lễ, vội vàng chỉnh lý y phục, đi theo sau cửa chính nghênh đón. Dương Thị Công Quán bên ngoài là hoa viên, trong hoa viên có đài phun nước. Giờ phút này suối phun tràn ra châu ngọc bọt nước, ánh đèn trắng như tuyết một mảnh. Dương Lăng đi vào chỗ cửa lớn liền nhìn thấy Thích Vĩnh Hổ ngồi xe đứng ở suối phun trước. Tòa kia điều khiển là một cỗ màu đen Maybach. Sau đó, Maybach cửa xe mở ra, ôn hòa như ngọc Hàn Dạ Phong trước xuống xe cho Thích Vĩnh Hổ mở cửa xe. Tiếp lấy mới là Thích Vĩnh Hổ xuống xe. Dương Lăng đi lên phía trước. Cung kính hô, sư thúc. Thích Vĩnh Hổ nhàn nhạt nhìn một chút Dương Lăng, nói, đi vào nói chuyện. Đúng, Dương Lăng nói. Cả đám tiến vào Dương Thị Công Quán về sau, Dương Lăng an bài Thích Vĩnh Hổ tại trong sảnh nhập tọa. Hắn lại phân phó Mạc Vô Nghi qua chuẩn bị tốt nhất nước trà đến đây. An bài như thế về sau, Dương Lăng mới bồi ngồi tại Thích Vĩnh Hổ bên người. Thích Vĩnh Hổ cũng không xí diện, hắn nhàn nhạt hỏi. Ta nghe nói La Quân không chịu tham gia võ đạo giải đấu lớn. Dương Lăng vội vàng nói, vâng, sư thúc. Hắn đón đến, nói, sư thúc, ta sáng mai phải đi Hải Tân thành phố. Ngài yên tâm, ta nhất định buộc hắn tham gia. Thích Vĩnh Hổ nói, người dự định như thế nào buộc hắn? Dương Lăng nói ra, La Quân người này giả nhân giả nghĩa, bên kia có hắn quan tâm mấy cái nữ nhân. Chỉ cần ta bắt mấy cái kia nữ nhân, không phải do hắn không đáp ứng.
Thích Vĩnh Hổ nhíu mày nói ra, kể từ đó, chẳng phải là thì nói rõ chuyện này chúng ta là hậu trường hắc thủ. La Quân đã là hóa kính cao thủ, dạng này cao thủ đều là có chính mình tính cách cùng đại quyết đoán. Chỉ sợ ngươi dạng này buộc hắn hội vừa đến phản, ngươi mấy lần cùng hắn giao phong, cũng phải biết người này không phải dễ đối phó như vậy. Dương Lăng không khỏi ngẩn ngơ. Thích Vĩnh Hổ còn nói thêm, vả lại, vạn nhất hắn đem chuyện này truyền ra, như vậy chúng ta sở hữu khổ tâm đều là uổng phí. Dương Lăng khó khăn đứng lên, nói, người sư thúc kia ngài ý là. Thích Vĩnh Hổ trầm ngâm một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, chuyện này, người không cần quản. Ngày mai ta sẽ đích thân đi một chuyến Hải Tân thành phố. Dương Lăng hơi hơi ngoài ý muốn, vạn vạn không nghĩ đến Thích Vĩnh Hổ lại để cho tự thân xuất mã. Hắn cung kính nói, đúng. Sớm hơn 7 giờ, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh rời giường chuẩn bị. Các nàng là muốn đi làm. Hai vị tiểu lão bản đối công việc vẫn là rất lợi hại để bụng, đó là các nàng sự nghiệp chỗ. La Quân ngủ say sưa đại giác, Đường Thanh không lưu tình chút nào đến nện môn, nàng ở ngoài cửa hô lớn, chết La Quân, rời giường đưa chúng ta đi làm. La Quân còn buồn ngủ ngồi xuống, hắn ứng một tiếng tốt. Chuyện này, hắn vẫn vui lòng. Đường Thanh hừ một tiếng, nói ra, cái này còn tạm được. Sau đó mới hài lòng tiếp tục qua rửa mặt. La Quân đi theo rời giường. Bữa sáng là Tống Nghiên Nhi chuẩn bị, sandwich, trứng chiên, sữa bò. Ba người ăn điểm tâm về sau, La Quân thì mở Tống Nghiên Nhi bảo mã BMW, đưa hai vị đại tiểu thư đi làm. Con hàng này đi theo đến Lệ Nhân công ty, lại đi cùng lão Hạ bọn họ một hồi nói bừa. Lão Hạ bọn họ nhìn lấy La Quân theo Tống Nghiên Nhi các nàng đồng tiến đồng xuất, từng cái hâm mộ không được. Một bảo an nói, ta dựa vào, Quân ca, người bây giờ lăn lộn châu A. Liền chúng ta lão bản đều bị ngươi cho phao, về sau ngươi chẳng phải là cũng phải trở thành lão bản của chúng ta. La Quân thật cũng không dày như vậy ra mặt, vội ho một tiếng nói, đó là muội muội ta, không muốn nói mò. Cả đám chính là một hồi cười vang. Sau đó, La Quân lại bắt đầu cà lơ phất phơ trong công ty bốn phía lắc. Con hàng này còn chuẩn bị giữa trưa ngay ở chỗ này ăn cơm. Dù sao hắn hiện tại mỗi ngày đều là không có việc gì, đi chỗ nào đều là đợi nha. Về phần U Linh chủ đề quán bar, chỗ nào trước mắt rất lợi hại ổn định. Cũng có chuyên nghiệp ban tử cùng đoàn đội, cho nên không cần La Quân bận tâm cái gì. Hắn hiện tại liền xem như không đi làm, không làm việc. Mỗi tháng phân hoa hồng cũng có thể để hắn tại Hải Tân thành phố qua rất vui vẻ tiêu sái. Thậm chí muốn đi án yết mua phòng cũng được. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, La Quân mới sẽ không đi mua phòng đây. Theo Tống Nghiên Nhi các nàng ngụ cùng chỗ tốt bao nhiêu nha. Chính mình còn có thể nhìn lấy Tống Nghiên Nhi, bảo hộ nàng. La Quân sau đó trong hành lang gặp được Phong Tình Triệu Thiến Thiến. Triệu Thiến Thiến trên mặt u oán mắt nhìn La Quân, nói, người rốt cục bỏ được tới rồi. Chỉ kém không có La một câu người chết. Triệu Thiến Thiến mặc màu đen bao mông váy, trước ngực trắng bóng sự nghiệp tuyến khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Nàng tuyệt đối là cái khó được phưu vật A. Có thể tưởng tượng, nàng trên giường khẳng định hội làm cho nam nhân rất vui vẻ. La Quân bị nàng thanh âm quấy rối đến xương cốt đều xốp giòn, cười hắc hắc, nói, Thiến Thiến tỷ, lâu như vậy không gặp, ta đều nhanh muốn chết ngươi. Có đúng không, chỗ nào muốn ta nha? Triệu Thiến Thiến điều cười nói. Chỗ nào đều muốn nha. La Quân ha ha cười nói. Triệu Thiến Thiến nói, ngươi nha, lớn nhất không có lương tâm. Ngươi nếu là thật muốn ta, ban đêm mời ta ăn cơm, thế nào? Tốt, La Quân ma xui quỷ khiến đáp ứng. Mẹ chứng, hắn biết đây là ước pháo tín hiệu, thế nhưng là con hàng này cũng là không có khống chế lại chính mình. Triệu Thiến Thiến lập tức khuôn mặt ngậm xuân, nói, cái này còn tạm được. Nàng nói xong chuẩn bị rời khỏi. La Quân nhìn lấy nàng mông, cái kia bờ mông tại váy bọc vào đã có chút không kềm được. Con hàng này nhìn không được, đưa tay vỗ một chút. Ba một chút, vẫn rất thanh thúy. La Quân vỗ ra ngoài liền hối hận, mẹ nó, tay quá tiện. Triệu Thiến Thiến nhưng cũng không tức giận, Kiều Sân nghiêng mắt nhìn La Quân liếc một chút, nói, tử tướng. Sau đó liền duyên dáng qua. La Quân không khỏi dư vị dậy cái kia một chút sảng khoái đứng lên. Giữa trưa, La Quân đang cùng Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi tại canteen ăn bữa trưa. Lúc này, Mộc Tĩnh bỗng nhiên gọi điện thoại tới. La Quân vội vàng kết nối, nhưng bên kia truyền đến lại là một người nam nhân thanh âm. Chương 101, vô cùng uy áp. Cái kia là cái trung niên âm thanh nam nhân,
trầm ổn bên trong mang theo nói không nên lời trưởng khống uy nghiêm. Hắn giọng nói rất nhạt, thản nhiên nói, La Quân tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể tại trong vòng 20 phút đuổi tới Mộc tiểu thư trà trang bên trong tới. Tới chậm, tự gánh lấy hậu quả. Nói vừa xong, điện thoại liền treo. La Quân nhất thời hãi nhiên thất sắc, hắn ý thức được ra đại sự. Nam nhân này thế mà đem Tĩnh tỷ cho trưởng khống lấy. Tĩnh tỷ là dạng gì người? Là không yếu hơn mình tồn tại cao thủ. Nhưng nam nhân này dễ như trở bàn tay khống chế Tĩnh tỷ, bây giờ lại phải chính mình quá khứ. Cái này nói rõ là nhắm vào mình. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức liền nghĩ đến Lao Sơn nội gia quán. Chỉ có Lao Sơn nội gia quán mới có to lớn như thế bản sự. Chính mình cái này thoáng qua một cái qua, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Làm sao, Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi gặp La Quân như vậy thần sắc, lập tức giật mình. Tại các nàng trong ấn tượng, La Quân là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc người. Dưới mắt hắn phản ứng lớn như vậy, vậy khẳng định là ra đại sự. Không có việc gì, La Quân cấp tốc đứng lên, xông hai nữ nói ra, ta đi ra ngoài một chuyến. Sau khi nói xong, La Quân liền vội vàng rời đi căn tin, ra công ty cao ốc. Hắn trực tiếp bên trên cái kia chiếc BMW xe, hướng trà trang mở đi ra. Đồng thời, La Quân đầu chuyển nhanh chóng. Hắn lấy điện thoại ra cho Lâm Thiến Thiến đánh tới. Điện thoại rất nhanh liền thông. Lâm Thiến Thiến tự nhiên còn không biết chuyện gì phát sinh, cười nói, làm sao lúc này lại muốn dạy ta, hiếm lạ. Thiến Thiến, ra đại sự. Lao Sơn nội gia quán phái ra một cái ta không có cách nào đối phó cao thủ. Dưới mắt hắn cưỡng ép Tĩnh tỷ, muốn ta 20 phút chạy tới. Ta muốn ngươi lấy tốc độ nhanh nhất mang sở trưởng các ngươi, cục trưởng, dù sao là quan đại nhân thêm cảnh sát đuổi tới trà trang. Lâm Thiến Thiến nghe ra La Quân giọng nói ngưng trọng, nàng biết La Quân cái này rất ít người có chính hình. Cũng là đao gác ở trên cổ hắn còn có thể cười đùa tí từng người. Hắn lúc này khẩn trương như vậy. Vậy tuyệt đối là không như bình thường. Lâm Thiến Thiến không dám trì hoãn, lập tức nói ra, tốt, ta lập tức đi làm. La Quân sự tình, Lâm Thiến Thiến nghĩa vô phản cố, nghĩa bất dung từ. Lại nói La Quân một đường chạy BMW, vượt đèn đỏ vô số. Tại trong vòng 20 phút, vẫn thật là đến trà trang. Ánh nắng tươi sáng, trà trang nhìn một mảnh yên tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. La Quân xuống xe, đứng tại trà trang bên ngoài. Hắn ngưng thần cảm ứng, lại không phát hiện bất kỳ khác thường gì. La Quân trong lòng càng không thoải mái, đối thủ tu vi đã đạt tới bất khả tư nghị cấp độ. Cho nên chính mình mới một điểm nguy hiểm đều cảm giác không thấy. La Quân cũng không dám trì hoãn, lập tức đi vào trà trang. Cái kia trà trang bên trong, vẫn là tại bình thường buôn bán. Chỉ bất quá từ Thanh cùng từ Đông đến hai huynh đệ sắc mặt lo lắng, bọn họ một mực đang hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Hiện tại gặp La Quân, lập tức liền là mừng rỡ. Hai huynh đệ đi vào La Quân trước mặt, Từ Thanh trước khi nói ra, Tĩnh tỷ cùng cái kia hai nam nhân tại trong sảnh. La Quân gật gật đầu, nói, được, hắn nói xong cũng hướng lệch sảnh đi đến. Đi vào lệch sảnh trước, La Quân đẩy cửa vào. Môn đẩy mở, La Quân liền trông thấy Thích Vĩnh Hổ cùng Hàn Dạ Phong. Hai người kia ngồi tại Mộc Tĩnh đối diện, Mộc Tĩnh làm theo an tĩnh tỏa, cũng không bị đến tổn thương gì cùng hãm hại. La Quân liếc một chút liếc nhìn quá khứ, hắn cảm thấy được bên trong vi diệu. Cái này Thích Vĩnh Hổ tuyệt đối là tu vi cao nhất, thần quang nội liếm, không lộ hỗn nguyên. Hắn ngồi ở chỗ này, cũng cảm giác vũ trụ, ngôi sao đều là tại vây quanh hắn. Mà Hàn Dạ Phong người này, toàn bộ khí chất ôn hòa mượt mà, cũng là khiến người ta khó mà nhìn ra sâu cạn. Mục Tĩnh thần sắc có vẻ hơi bất đắc dĩ, nàng thậm chí có một tia ẩn tàng chật vật. La Quân tiên sinh. Người rất lợi hại đúng giờ. Hàn Dạ Phong đứng lên, hướng La Quân mỉm cười, theo rồi nói ra, mời ngồi. La Quân liền tới đến Mộc Tĩnh bên người nhập tọa. Không khí hiện trường là thuộc về một loại áp bách tính. Thích Vĩnh Hổ cùng Hàn Dạ Phong mặc dù là kẻ ngoại lai, nhưng lại để La Quân cùng Mộc Tĩnh hai cái này chủ nhân cảm thấy rất lợi hại không được tự nhiên. Riêng là Mộc Tĩnh, nàng hiện tại tuy nhiên không nói lời nào, nhưng là nàng cho tới nay ấp ủ đại ninh tĩnh đều bị phá hư. La Quân vẫn còn đỡ một ít, hắn hít sâu một hơi, nhạt lạnh nhìn về phía Thích Vĩnh Hổ, nói, tuy nhiên ta không biết ngươi là ai, kêu cái gì. Nhưng là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta biết các ngươi là Lao Sơn nội gia quán. Thích Vĩnh Hổ trong mắt lóe lên hơi hơi kinh ngạc, sau đó hắn nhàn nhạt nhìn về phía La Quân, nói, ngươi là thông minh người trẻ tuổi, ta
ta thích cùng người thông minh nói chuyện. La Quân nói, người muốn ta đi tham gia trận này võ đạo giải đấu lớn. Thích Vĩnh Hổ nói, không sai. La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói, ta hiện tại ngược lại là minh bạch. Hóa ra cuộc so tài này người dẫn đầu Đồng Hải Vân cũng là các ngươi Lao Sơn nội gia quán người. Cuộc so tài này sở dĩ muốn triển khai, hoàn toàn là các ngươi Lao Sơn nội gia quán vì nhằm vào ta Trần Mỗ người. Các ngươi cũng là thật sự là nhọc lòng. Thích Vĩnh Hổ từ tốn nói, ngươi nói những này, ta một sẽ không thừa nhận, hai không liệu sẽ nhận. Ta hôm nay đến, mục đích chỉ có một cái, hy vọng ngươi có thể tham gia võ đạo giải đấu lớn. La Quân lạnh lùng nói, ta nếu không đáp ứng đâu. Thích Vĩnh Hổ mỉm cười, nói ra, ngươi không đáp ứng, như vậy bên cạnh ngươi Mộc Tĩnh hôm nay sẽ chết. Mà nàng chết bất quá là vừa mới bắt đầu, nàng sau khi chết kế tiếp lại là Đinh Hàm, Đinh Hàm về sau lại là Tống Nghiên Nhi. Ngươi một ngày không đáp ứng, bên cạnh ngươi người thì toàn bộ đều phải chết. Mộc Tĩnh đồng tử bắt đầu co vào, nàng trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, nói, tiền bối ngươi tuy nhiên công lực cao thâm, nhưng ngươi cho rằng ta Mộc Tĩnh là bùn nặn hay sao? Thích Vĩnh Hổ nhàn nhạt quét mắt một vòng Mộc Tĩnh, nói ra, ngươi nếu là kim đan cao thủ, ta sẽ còn coi trọng ngươi một chút. Nhưng bây giờ ngươi, còn chưa đủ tư cách cùng ta khiêu chiến. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, đồng dạng, ta nếu thật muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hôm nay sở dĩ để ngươi tham gia võ đạo giải đấu lớn, là muốn tất cả mọi người thể diện một số. Dù sao, chúng ta đều là người thể diện, ngươi cũng hẳn phải biết. Đến ta cảnh giới này tu vi, ta lời nói cũng là kim khẩu ngọc ngôn. Ngươi nếu không đáp ứng, ta cũng chỉ đành chiếu ta đi nói làm. Thích Vĩnh Hổ lời nói nhàn nhạt bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ, không cần phản kháng trấn nhiếp lực. La Quân cùng Mộc Tĩnh đều có thể cảm nhận được hắn quyết tâm. Hắn cũng không phải đang nói đùa. Mộc Tĩnh càng là cảm thấy khó chịu, nàng biết Thích Vĩnh Hổ cấp bậc này người xuất thủ. Như vậy La Quân đã không có khác đường. Nếu như La Quân không đáp ứng, hôm nay chính nàng nhất định sẽ chết. Có thể La Quân nếu như đáp ứng, cũng nhất định sẽ chết tại cái kia võ đạo giải đấu lớn bên trên. Đây là một cái hoàn toàn không cách nào phá vỡ tử cục. Cái gọi là dốc hết toàn lực. Toàn bộ Lao Sơn nội gia quán thật sự là quá to lớn. Lấy La Quân cùng Mộc Tĩnh lực lượng, căn bản không có cách nào đối kháng. Lúc này, La Quân tựa hồ trừ đáp ứng bên ngoài, chính là không còn cách nào khác. Ai biết lúc này, La Quân bỗng nhiên cười. Hắn thậm chí vỗ tay đứng lên, nói ra, tốt một cái Lao Sơn nội gia quán A, Đàm Thiếu ở giữa, đều là giết người hoạt động. Quả nhiên là vô pháp vô thiên, ta ngược lại muốn hỏi một chút tiền bối ngài, ngài trong mắt còn có pháp luật, còn có vương pháp sao? Ngươi đừng quên, nơi này là Hoa Hạ, là Đại Lục. Thích Vĩnh Hổ cùng Hàn Dạ Phong trên mặt đều xuất hiện cổ quái thần sắc, bọn họ dạng này người, giết người vô hình. Căn bản không ai có thể truy cứu tới. Có thể lúc này, La Quân lại nhắc tới ấu trĩ pháp luật. Con hàng này là hoàn toàn không theo quy củ ra bài A. La Quân đột nhiên lại lấy điện thoại di động ra, hắn mỉm cười, nói ra, vừa rồi tiền bối ngài nói rất lợi hại vui sướng, ta lặng lẽ ghi chép một đoạn âm. Ta không biết đem đoạn này thu âm phóng tới công an bộ môn trên tay, Lao Sơn nội gia quán có phải hay không hoàn toàn có thể không nhìn. Thích Vĩnh Hổ lạnh lùng mắt nhìn La Quân. Nói, người trong giang hồ làm việc, có giang hồ quy củ. Ngươi làm như thế, là làm hư quy củ. La Quân cười lạnh, nói ra, đường đường Lao Sơn nội gia quán, cao thủ như mây. Cả chuyện, đều là bởi vì Lao Sơn nội gia quán mà lên. Ta bất quá là phản kháng, như thế liền coi như khiêu khích các ngươi uy nghiêm. Hiện tại các ngươi toàn bộ Lao Sơn nội gia quán đến khi nhục ta, ta lần nữa phản kháng, ngươi lại nói ta làm hư quy củ. Ha ha. Quy củ này là các ngươi Lao Sơn nội gia quán định sao? Các ngươi là thượng đế sao? Các ngươi định người sinh tử, còn không cho người phản kháng sao? Lúc này, một bên Hàn Dạ Phong mở miệng, hắn mỉm cười, nói ra, La Quân tiên sinh, ngươi không nên kích động. Ngươi là thấy qua việc đời người, hẳn phải biết, trên đời này cũng là có dạng này quy tắc. Quy tắc là có quyền người, kẻ có tiền định. Quy tắc là cái gì? Mạnh được yếu thua. Người nghèo vất vả cả một đời bất quá là giàu trong tay người chỗ uống một chén tửu. Đây chính là hiện thực, thật đáng tiếc, tại người ta giao phong bên trong, ngươi là người nghèo, chúng ta là người giàu có. Hắn đón đến, còn nói thêm, ta khuyên ngươi cầm trong tay thu âm xóa bỏ, đây tuyệt đối là cái sáng suốt lựa chọn. La Quân cười ha ha, nói ra, thật có lỗi, xóa không.
Bởi vì thu âm ta đã phát đưa cho ta một người bạn tốt. Hắn ngừng một lát, còn nói thêm, ta nhất định phải hướng hai vị giới thiệu một chút ta cái này người bạn tốt. Nàng gọi là Lâm Thiến Thiến, nàng bản thân bất quá là cái sở cảnh sát tiểu đội trưởng. Xảo là, gia gia của nàng cũng họ Lâm. Không biết các ngươi nghe chưa nghe nói qua, Yến Kinh có vị Lâm lão gia tử. Thích Vĩnh Hổ cùng Hàn Dạ Phong sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Vô cùng khó coi. Yến Kinh Lâm lão gia tử, đây chính là trong quân đội cao tầng. Lao Sơn nội gia quán lại ương ngạnh, cũng không dám đắc tội như thế nhân vật. Thích Vĩnh Hổ tránh thức giận, trong mắt của hắn tuôn ra hàn quang. Trong nháy mắt, toàn bộ trong sảnh không khí đều tựa hồ trở nên đông đúc đứng lên. La Quân cùng Mộc Tĩnh nhất thời cảm thấy hô hấp khó chịu. Thích Vĩnh Hổ từ tốn nói, không biết lễ, không thể lập. Tiểu hậu sinh, người tự cho là thông minh để cho ta rất tức giận. Hắn đón đến, nói, người bây giờ quỳ xuống đến, hướng ta dập đầu ba cái. Ta có thể miễn cưỡng tha thứ ngươi, nếu không. La Quân cùng Mộc Tĩnh đồng thời đứng lên, La Quân cười lạnh, nói, tốt một cái không biết lễ, không thể lập. Câu nói này ta trả lại cho ngươi. Muốn chết, Thích Vĩnh Hổ trong mắt tuôn ra tinh quang, cả người hắn đột nhiên động. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ trong sảnh phong vân lôi động. Thích Vĩnh Hổ đột nhiên luồn lên đến, hắn vừa sải bước ra, cả người giống như lôi vân phong bạo, mang theo cường đại vô cùng áp bách lực nghiền ép lên qua. Trong lúc này ở giữa bàn trà bị hắn chân đụng phải, lập tức bị trên đùi hắn bắn ra kình lực chấn thành toái phiến. Thích Vĩnh Hổ đột nhiên giơ trường, một chiêu đạt ma thần ấn thi triển đi ra. Trường lực kia như Thái Sơn nghiền ép hướng La Quân đỉnh đầu, La Quân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nhật nguyệt vô quang. Trong nháy mắt, hắn liền phản kích tâm tư đều không sinh ra đến, giống như tận thế đã đến gần. La Quân đột nhiên nhắm mắt, hắn trong lúc cấp thiết để cho mình tâm tư biến ảo khôn lường đứng lên. Sau đó trực tiếp triển khai linh dương móc sừng thân pháp tránh lui ra ngoài. Chương 102, Thiến Thiến cứu mạng. Giờ khắc này, Thích Vĩnh Hổ giống như đạt ma tổ sư buông xuống. Hắn quyền lực đã đạt tới khủng bố 2.000 cân. La Quân cùng Mộc Tĩnh quyền lực cho ăn bể bụng cũng là 1.000 cân. Mà lại, Thích Vĩnh Hổ kinh khủng nhất không phải lực lượng, mà chính là khí thế của hắn. Khí thế của hắn phát động, ngay cả không khí chung quanh đều thành hắn trợ thủ. La Quân linh dương móc sừng thần diệu vô biên, nhưng lần này, hắn vừa thi triển đến một nửa, Thích Vĩnh Hổ đạt ma thần ấn liền vững vàng bảo bọc hắn chán lại lần nữa oanh sát xuống tới. Căn bản chính là không chỗ có thể trốn. La Quân hãi nhiên thất sắc, hắn lần đầu tiên trong đời gặp được khủng bố như thế địch nhân. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thân thể hình xoắn ốc trầm xuống, triệt tiêu trên không áp lực. Đồng thời song quyền hướng lên trên giao nhau một khung. Muốn ngăn cản được cái này lợi hại vô cùng đạt ma thần ấn. Cùng lúc đó, Mộc Tĩnh cũng xuất thủ. Nàng lúc này toàn lực ứng phó, kêu to một tiếng, cả người giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Giơ tay cũng là một chiêu đại băng quyền băng thẳng hướng Thích Vĩnh Hổ bụng. Thích Vĩnh Hổ không hoảng không loạn, lại là tay kia thành uất ức quyền, trực tiếp đem Mộc Tĩnh đại băng quyền bắt bóp trên tay. Phanh phanh, Thích Vĩnh Hổ trong nháy mắt lực lượng phát động, toàn thân tách ra như vạn vôn điện lưu loa toàn kính lực. Mộc Tĩnh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực xâm nhập mà đến, đem nàng khí huyết đánh sơ xác. Nàng bạch 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 rời khỏi ba bước, sợi tóc tán loạn, sắc mặt một mảnh ửng hồng. Mà La Quân cũng cùng Thích Vĩnh Hổ đạt ma thần ấn rảo sát cùng một chỗ. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân tê liệt, điện lưu chạy tới, cả người hắn cầm giữ không được, bị trực tiếp băng ngã trên mặt đất. La Quân người ngã trên mặt đất, hắn lập tức lấy thái cực kính lực tướng trên thân lực lượng tan mất. Mặt đất kia lập tức rạn nứt ra một mảng lớn. Dù là như thế, La Quân cũng đã màng nhĩ, cái mũi, con mắt đi ra máu. Đây mới thực là thất khiếu chảy máu. Thích Vĩnh Hổ chỉ trong một chiêu xuất động liền đem La Quân cùng Mộc Tĩnh hai đại cao thủ chấn thương, phần này tu vi quả nhiên là khủng bố. La Quân cùng Mộc Tĩnh trong lòng hãi nhiên muốn tuyệt, bọn họ đã đoán được Thích Vĩnh Hổ lợi hại vô song. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn lực lượng có thể lợi hại đến trình độ này. Hoàn toàn không cách nào chống cự a. Thích Vĩnh Hổ như nhất tôn Phật Đà đứng yên tại chỗ, hắn nhạt lạnh nhìn về phía La Quân. La Quân ngã trên mặt đất, liền đứng lên lực lượng đều mất đi. Thích Vĩnh Hổ lạnh lùng nói ra, lúc đầu ta không muốn tự mình động thủ giết ngươi. Nhưng ngươi thực sự quá tự cho là thông minh, là ngươi điểm ấy tiểu thông minh hại chính ngươi. Hắn sau khi nói xong, liền đối với Hàn Dạ Phong nói, giết bọn hắn, động tác nhanh nhẹn điểm. Hàn Dạ Phong gật gật đầu. Nói ra, vâng, sư thúc.
Thích Vĩnh Hổ tâm tư rất đơn giản, La Quân con hàng này không theo quy củ ra bài. Như vậy, hắn thì phải hỏa tốc giết La Quân, sau đó rời đi cái thành phố này. Đến lúc đó, vẻn vẹn chỉ bằng một đoạn thu âm. Liền xem như Yến Kinh Lâm lão gia tử muốn trách tội, cái kia cũng có chút không thể nào nói nổi. La Quân mặt xám như cho, hắn không phải sợ chết. Mà chính là biết mình hôm nay thật phạm một cái nghiêm trọng sai lầm, cái kia chính là đánh giá thấp Thích Vĩnh Hổ quyết đoán lực. Mà dưới mắt bởi vì chính mình như thế sai lầm, lại muốn liên lụy Tĩnh tỷ. Hàn Dạ Phong làm theo vẫn là sắc mặt ôn hòa, hắn đi vào La Quân trước mặt ngồi xuống. Sau đó khe khẽ thở dài, nói ra, La Quân tiên sinh, người không nên phá hư trò chơi quy tắc. Hắn sau khi nói xong liền chuẩn bị một chỉ điểm sát La Quân mi tâm. Dạng này giết người, liền xem như pháp y đều khó mà đánh giá ra thương thế tới. Đây là chuyên nghiệp thủ pháp giết người. Liền cũng tại lúc này, bên ngoài truyền đến vang động, đồng thời còi cảnh sát oanh minh. Cùng lúc đó, Từ Thanh, Từ Đông đến hai huynh đệ cùng Lâm Thiến Thiến hỏa tốc đập vào tiến đến. Lâm Thiến Thiến vừa tiến đến liền nhìn thấy La Quân nguy cơ sớm tối, cái này một cái chớp mắt, Lâm Thiến Thiến thần hồn run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Nàng làm sao có thể đủ chứa nhẫn La Quân đưa ra, trong chốc lát cái gì cũng không quan tâm, sĩ thương điểm xạ hướng Hàn Dạ Phong. Thích Vĩnh Hổ mày nhíu lại nhăn, hắn thân thể đột nhiên nhất động, Lâm Thiến Thiến liền cảm thấy hoa mắt, bóp cò tay liền bị Thích Vĩnh Hổ ngón út chống đỡ. Vô luận nàng dùng lực như thế nào, cũng vô pháp phản cò súng. Bất quá lúc này, trước mắt bao người, Hàn Dạ Phong hiển nhiên cũng không thể lại giết La Quân. Buông tay, Lâm Thiến Thiến nhìn hằm hằm Thích Vĩnh Hổ, một chân đá qua. Thích Vĩnh Hổ ánh mắt lãnh đạm, ngón tay tại Lâm Thiến Thiến thủ mạch bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Lâm Thiến Thiến chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị đòn bẩy nhếch lên đến, nàng cả người bạch 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 sau lùi lại mấy bước. Liền cũng tại lúc này, vô số cảnh sát xông tới. Tới cùng đi còn có thành phố cục công an Hình Hổ Hình cục trưởng. Một bọn cảnh sát vây quanh Hình Hổ, Hình Hổ là cái trung niên nam tử, thân hình hắn thon gầy, ánh mắt như đao. Trên người có loại rất đậm quan uy. Hắn liếc nhìn giữa sân liếc một chút, sau đó ánh mắt đến Thích Vĩnh Hổ trên thân, toàn bộ mang về. Hình Hổ không nói hai lời, vung tay lên nói ra. Những cảnh sát kia nhóm lập tức hành động, liền thật muốn đến cầm áp Thích Vĩnh Hổ cùng Hàn Dạ Phong. Thích Vĩnh Hổ nhàn nhạt nhìn về phía Hình Hổ, hắn mỉm cười, nói ra, đây bất quá là cái hiểu lầm, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ lại. Trong mắt của hắn ẩn tàng khó mà che giấu sát ý. Cỗ này sát ý nhất thời để Hình Hổ tâm thần run lên. Hình Hổ là vị chức vị cao người, người nào đều gặp. Hắn lại là lần đầu tiên gặp Thích Vĩnh Hổ dạng này người. Cái này một cái chớp mắt, Hình Hổ có thể cảm giác được nếu như mình thật muốn đem người trước mắt này bắt, chính mình mệnh liền sẽ khó giữ được. Trên thực tế cũng thật là như thế, Thích Vĩnh Hổ tu vi siêu phàm nhập thánh. Loại người này, đã không phải là phàm phu tục tử, cùng loại lục địa chân tiên nhân vật bình thường. Bọn họ là không thể nào bị cảnh sát bắt áp, đó là tại khinh nhờn bọn họ uy nghiêm. Nếu ai dám mạo phạm bọn họ uy nghiêm, cái kia nhất định phải chết. Dù là ngươi là thiên hoàng lão tử, có can đảm mạo phạm Thích Vĩnh Hổ uy nghiêm, đều phải chết. Tránh thức đến một bước kia, thân là võ đạo mọi người Thích Vĩnh Hổ liền sẽ không để ý nhân gian luật pháp. La Quân tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, lập tức nói, Thiến Thiến, chúng ta là đang nói đùa, để bọn hắn đi. Một bọn cảnh sát thực cũng không dám tránh thức đi bắt Thích Vĩnh Hổ. Hình Hổ gặp La Quân mở miệng, hắn cũng hơi hơi thở phào. Đồng thời, hắn nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, nói, Thiến Thiến, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiến Thiến tự nhiên là muốn tôn trọng La Quân, nàng cũng biết việc này không tại trong khống chế, ngay sau đó trầm giọng nói, để bọn hắn đi. Thích Vĩnh Hổ nhàn nhạt lạnh lùng nhìn La Quân liếc một chút, sau đó liền cùng Hàn Dạ Phong cùng một chỗ thoải mái ra lệch sảnh, nghênh ngang rời đi. Ngươi thế nào? Lâm Thiến Thiến một mặt lo lắng, vội vàng đến phủ La Quân. La Quân kinh lực bị đánh tan. Nhưng là người cũng không nhận được nội thương. Chỉ cần nghỉ ngơi 2 giờ liền có thể khôi phục, hắn bị vịn ngồi vào trên ghế salon, lắc đầu nói ra, ta không sao. Lâm Thiến Thiến nghe vậy thở phào, sau đó không khỏi tức giận nói, Lao Sơn nội gia quán người quá phách lối cuồng vọng, dưới ban ngày ban mặt thế mà thì dám giết người. Nàng đón đến, nói, không được, chuyện này ta muốn nói cho ta biết ra ra, ta nhìn thấy là Lao Sơn nội gia quán lợi hại vẫn là cơ quan quốc gia lợi hại. Vị này cô nãi nãi cái này thật sự là nổi giận. La Quân là nàng quan tâm nam nhân,
dưới mắt nam nhân này có nguy hiểm tính mạng, đây là nàng không có cách nào tỉnh táo cùng dễ dàng tha thứ. Hình hồ ở một bên giật mình, kinh động Lâm lão gia tử, đây chính là đại sự kiện a. La Quân vội vàng ngăn cản Lâm Thiến Thiến, nói ra, tuyệt đối đừng. Lao Sơn nội gia quán không phải ngươi muốn đơn giản như vậy, ta điều tra. Lao Sơn nội gia quán trưởng môn nhân Lâm Văn Long, bây giờ tại Nam Dương thế lực không thể coi thường, mà lại đã có quân đội mình. Trước mắt hắn là hướng về Hoa Hạ, cũng cùng chúng ta bên này vẫn luôn có tốt đẹp giao tiếp tới lui. Nếu quả thật bởi vậy đối phó bọn hắn, sẽ chỉ đem bọn hắn đẩy lên quốc gia mặt đối lập. Vậy thì thế nào, khó nói chúng ta hội sợ bọn họ hay sao? Lâm Thiến Thiến không phục nói. La Quân cười khổ, nói ra, coi như ngươi tìm ra ngươi cân nhắc lợi ích, cũng sẽ không đối phó Lao Sơn nội gia quán. Bởi vì bọn hắn dù sao bây giờ còn chưa có làm qua nghiên cứu sự tình. Ta còn chưa chết, đúng hay không? Coi như ta chết, ta cũng bất quá là cái tiểu nhân vật, sẽ chỉ là chính trị lợi ích dưới vật hy sinh. Hình Hổ lại không hiểu Lao Sơn nội gia quán là nhân vật gì, nhưng hắn cũng biết Thích Vĩnh Hổ không thể coi thường. Hắn liền cũng nói, Thiến Thiến, ngươi không nên vọng động. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến còn có ánh mắt đều đến hình thân hổ bên trên, La Quân chân thành nói cảm tạ, hình cục trưởng, hôm nay đa tạ ngươi. Hình hổ có chút xấu hổ, nói ra, ta cũng không có giúp đỡ được gì. La Quân còn nói thêm, không, ngài đối với ta là ân cứu mạng. Chờ ta thương thế tốt lên về sau, ta lại đi hướng ngài đến nhà nói lời cảm tạ. Hình hổ cười một tiếng, nói, khách khí. Hắn đối La Quân cũng rất hữu hảo, thứ nhất là La Quân làm người không tệ. Thứ hai là La Quân cùng Lâm Thiến Thiến quan hệ rất tốt, cho nên hắn khẳng định cũng phải đối La Quân tốt. Sau đó thoáng hàn huyên, hình hổ liền trước mang theo cảnh sát rút lui. Trà Trang rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này Tống Nghiên Nhi điện thoại đánh tới, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh nhưng cũng rất là lo lắng. La Quân liền nói ra, ta không sao, vấn đề đã giải quyết. Trở về lại nói với các ngươi. Sau đó, La Quân liền tắt điện thoại. Mục Tính cũng không có trở ngại, lúc này nàng đã khôi phục trạng thái bình thường. Bất quá sắc mặt nàng khó coi, chuyện hôm nay, vô luận là đối với nàng vẫn là đối La Quân, đều là một loại vũ nhục lớn lao. Ba người tới phòng nghỉ, một lần nữa nhập tọa. La Quân là ngồi xếp bằng, hắn yên lặng vận hành đại nhật nguyệt quyết đến bình phục mãnh liệt khí huyết. Mục Tính cùng Lâm Thiến Thiến cũng không quấy rầy La Quân. Ước chừng nửa giờ sau, La Quân mở to mắt, hắn đã không có trở ngại. Hắn vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy Lâm Thiến Thiến mỹ lệ bên trong mang theo lo lắng khuôn mặt. Ngươi cảm giác thế nào? Lâm Thiến Thiến hỏi. La Quân trầm giọng nói ra, ta không sao. Lâm Thiến Thiến lại lo lắng hỏi, người kia có thể hay không lại tới tìm ngươi phiền phức? La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, hắn hẳn là sẽ không lại tới tìm ta phiền phức. Mục Tĩnh nói ra, chưa hẳn. Nàng nói ra, đã trận này võ đạo giải đấu lớn là Lao Sơn nội gia quán dẫn đầu, mục đích cũng là ngươi. Chuyện này, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ lập tức, bọn họ hội dựng dụng ra mới chiêu số tới đối phó ngươi. Mục Tính nói tuyệt đối là sự thật, La Quân tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ là không muốn để cho Lâm Thiến Thiến lo lắng. Lâm Thiến Thiến nghe vậy càng thêm lo lắng. Mục Tính còn nói thêm, Thiến Thiến. Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể giúp đến La Quân. Nếu không La Quân lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa rồi người kia ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng La Quân tại trên tay hắn, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Lâm Thiến Thiến lập tức nói, ngươi nói, ta ứng làm như thế nào giúp La Quân. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đi làm. Mục Tính nói ra, thân phận của ngươi không thể coi thường. Chỉ cần ngươi cùng La Quân kết hôn, như vậy La Quân thân phận cũng sẽ khác biệt. Đến lúc đó, Lao Sơn nội gia quán người cũng không dám lại đối La Quân tùy tiện ra tay. Chương 103, Lâm lão gia tử. Mục Tính nói vừa xong, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đều là sắc mặt cổ quái. Lâm Thiến Thiến càng là khuôn mặt đỏ bừng, vội nói, cái này sao có thể được. La Quân cũng là vội ho một tiếng, nói ra, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Mục Tính từ tốn nói, sau khi kết hôn cũng có thể ly hôn. Hiện ở niên đại này cũng không tính là gì. Các ngươi làm gì phản ứng lớn như vậy? Lâm Thiến Thiến có chút lắp bắp, nàng trong nháy mắt tâm hoảng ý loạn, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một tia khó mà che giấu mừng thầm. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, Tính tỷ, ta còn chưa tới cần một nữ nhân đến che chở ta trình độ.
Mục Tĩnh nói ra, người đừng quên, lần này nếu không phải Thiến Thiến kịp thời chạy đến, người cùng ta đều đã chết. La Quân không khỏi nghẹn lời. Lâm Thiến Thiến trầm ngâm nửa ngày, nàng nhìn về phía Mục Tĩnh, nói, Tĩnh tỷ, có phải hay không chỉ cần ta cùng La Quân kết hôn, La Quân liền sẽ không có gặp nguy hiểm. Mục Tĩnh nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, nói, Lâm lão gia tử cháu rể nếu như bị người giết, người muốn đó là cái gì hậu quả? Lao Sơn nội gia quán thế lực lại lớn cũng phải cân nhắc một chút cái này hậu quả. Lâm Thiến Thiến hít sâu một hơi, nàng giống như là dưới quyết tâm rất lớn, nói ra, tốt a, La Quân, vậy chúng ta cứ dựa theo Tĩnh tỷ nói xử lý. Ta lập tức đi ngay theo gia gia của ta bẩm báo chuyện này. Đừng, tuyệt đối đừng, La Quân gấp, hắn nói ra, cái này đều cái gì theo cái gì a, tuyệt đối không được. Hắn phản ứng ngược lại là lớn nhất. Lâm Thiến Thiến trong lòng trầm xuống, nàng sững sờ, trong nội tâm hay là không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ là nói, đây là dưới mắt phương tiện, ngươi không cần có cái gì tâm lý áp lực. Ngươi đối ta có ân cứu mạng, ta vì ngươi làm những này cũng không tính là gì. La Quân ánh mắt kiên định, hắn nói ra, liền xem như giả kết hôn cũng không được, ta không cần ngươi vì ta làm như vậy. Vì cái gì? Lâm Thiến Thiến không hiểu. La Quân nói ra, không có vì cái gì, dù sao ta sẽ không theo bất luận kẻ nào kết hôn. Mặc kệ là thật kết hôn hay là giả kết hôn, con hàng này tuy nhiên bình thường cà lơ phất phơ, nhưng có đôi khi quật khởi đến, cái kia chính là thiên vương lão tử đều không làm gì được hắn. Lâm Thiến Thiến tâm lý hiện ra một tia chua xót, nàng đương nhiên sẽ không giả mồm hỏi ngươi chẳng lẽ không có chút nào thích ta loại hình lời nói. Nàng chỉ là mang theo khó mà phát giác một tia yêu thương nói, tính toán, không hiểu rõ ngươi là thế nào nghĩ. Ta còn không muốn chứ, đã ngươi không đáp ứng, vậy coi như ta không nói. Mục Tĩnh nhìn về phía La Quân, nói ra, vậy ngươi định làm như thế nào? Ngươi thật cảm thấy ngươi là thiên mệnh giả, chín đầu mệnh, vĩnh viễn sẽ không chết. La Quân, Lao Sơn nội gia quán người lợi hại vượt qua tưởng tượng, bọn họ là ngươi vô pháp trưởng khống lấy. Hiện tại ngươi đã hoàn toàn chọc giận bọn họ, coi như ngươi rời đi Hải Tân thành phố chỉ sợ cũng không được. Tại Hải Tân thành phố, có Thiến Thiến tại, bọn họ có lẽ sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Một khi ngươi rời đi Hải Tân thành phố, hoàn toàn rời xa võ đạo giải đấu lớn, bọn họ ngay lập tức sẽ đối ngươi hạ sát thủ. Chẳng lẽ ngươi thì thật không có chút nào yêu quý chính mình cái mạng này? La Quân hơi hơi đắng chát, hắn cũng biết dưới mắt chính mình là chân chính chọc tổ ong vỏ vẽ. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nói ra, ta rời đi Đinh Hàm, là bởi vì ta không muốn kết hôn. Mà bây giờ muốn ta vì mạng sống theo Thiến Thiến kết hôn, sau đó tại nàng dưới cánh chim cầu một cái mạng, cái này khảm, trong lòng ta không qua được. Mục Tĩnh trầm giọng nói ra, đã ngươi không muốn làm như vậy, vậy ta còn có một cái điều hòa biện pháp. Lâm Thiến Thiến cùng La Quân lập tức hỏi, biện pháp gì? Lâm Thiến Thiến tâm lý có chút khí La Quân, nhưng nàng quan tâm hơn La Quân mạng nhỏ. Mục Tĩnh liền nói ra, Thiến Thiến, ngươi đi xin giúp đỡ ra ra ngươi, hướng hắn lấy một cái nhân tình. Để ra ra ngươi theo Lao Sơn nội gia quán người câu thông một chút, đem La Quân bảo vệ tới. Chỉ cần ra ra ngươi chịu mở miệng, ta tin tưởng Lao Sơn nội gia quán muốn cho ra ra ngươi mặt mũi này. Lâm Thiến Thiến nhãn tình sáng lên, nàng liền vội vàng gật đầu, nói ra, ta cái này qua liên hệ ra ra của ta. Nàng sau khi nói xong liền ra khỏi phòng, đến yên lặng địa phương qua gọi điện thoại. La Quân y nguyên cao hứng không nổi, hôm nay sự tình, đối với hắn và Mộc Tĩnh tới nói là vũ nhục, càng là đả kích. Hai người đối với mình một thân tu vi vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng hai người hôm nay lại phát hiện tại Thích Vĩnh Hổ trước mặt, thế mà liền một chiêu đều chống đỡ không nổi qua. Thật xin lỗi, Tĩnh tỷ, hôm nay là ta liên lụy ngươi. La Quân trầm giọng nói ra. Mộc Tĩnh có vẻ hơi mỏi mệt, nàng nói ra, hôm nay sự tình đối với ta mà nói, là một phần quý giá kinh lịch. Ta sẽ đem phần này vũ nhục giấu ở trong lòng, sớm muộn có một ngày, ta hội hướng người kia đòi lại. Nàng đón đến, còn nói thêm, mà lại, người hẳn là cũng phát hiện người kia chỗ khác biệt đúng hay không. La Quân trầm giọng nói ra, ta cảm nhận được đường cái chữ này. Chúng ta là võ giả, mà hắn mới thật sự là võ đạo đại sư. Hắn quyền bên trong ẩn chứa đạo lý, hắn tức giận chất bên trong ẩn chứa đạo lý. Ngay cả bốn phía không khí, sự vật đều bị hắn đạo lý hấp dẫn, chiết phục. Hắn xuất động một cái, liền để ta cảm thấy, bốn phương tám hướng, gió thổi cỏ lay, toàn bộ đều là ta địch nhân. Thần hồn nát thần tính. Mục Tĩnh nói ra, không sai. Ta và ngươi hiện tại cũng ở cái này miệng bình bên trên,
có thể hay không bước ra một bước này rất lợi hại quan trọng. Nàng đón đến, nói ra, cho nên, cho dù ta biết trận này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn chính là Lao Sơn nội gia quán chỗ khống chế, nhưng ta vẫn còn muốn tham gia. Có lẽ chỉ có tại sinh tử bức bách bên trong, ta mới có thể tìm được ta muốn đổ, vật. La Quân nhìn về phía Mộc Tĩnh, hắn ánh mắt rất lợi hại phức tạp, Tĩnh tỷ, bây giờ ngươi cũng coi là đem Lao Sơn nội gia quán cho đắc tội. Ngươi một khi tham gia, Lao Sơn nội gia quán người sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có thể đánh thắng một cái, lại có thể đánh thắng cái thứ hai, cái thứ ba sao? Ngươi nói ta không tiếc mệnh, ngươi thì sao? Mộc Tĩnh nói ra, ta và ngươi khác biệt. La Quân, ngươi là tản mạn người, ngươi đối võ đạo thành liền không có như vậy khát vọng. Ngươi ưa thích là tự do tự tại, nhưng ta khao khát cảnh giới võ đạo tối cao, ta hy vọng ta cũng có thể trở thành người kia một dạng. Bởi vì cái gọi là, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. Coi như ta sẽ chết lại như thế nào, chỉ cần ta có thể tìm tới ta muốn đồ, vật, vậy liền đầy đủ. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Tĩnh trên người có một loại thấy chết không sờn thảm liệt. Đó là một loại chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy tinh thần. La Quân cảm giác Mộc Tĩnh trên thân phảng phất in nhuộm một tầng quang huy. Lúc này, La Quân đột nhiên cảm thấy Mộc Tĩnh có thể có hôm nay thành tựu là một kiện rất lợi hại đương nhiên sự tình. Nàng là một cái ý chí kiên định, có đại phách lực nữ nhân. Rất nhiều lão quyền sư, võ giả đều không có nàng loại tâm tính này. Cho nên giờ phút này, La Quân không tiếp tục khuyên Mộc Tĩnh nghĩ lại. Hắn khi Mộc Tĩnh là sinh tử chi kỷ, hắn tôn trọng Mộc Tĩnh lựa chọn. Trà trang bên ngoài, Lâm Thiến Thiến tại chính mình trong xe cảnh sát đã thông ra ra Lâm Chấn Nam điện thoại. Bên kia Lâm Chấn Nam tiếp vào cháu gái ngoan điện thoại, lập tức cười ha hả nói, tiểu nha đầu, rốt cục nghĩ đến ra ra a. Lâm Thiến Thiến tâm lý nặng nề vô cùng, lại là không tâm tình cùng ra ra nói giỡn. Nàng cơ hồ là mang theo một tia nức nỡ nói, ra ra, ngài nhất định muốn giúp ta. Lâm Hoành Vĩ nhất thời quá sợ hãi, tại hắn trong ấn tượng, cháu gái nhỏ Lâm Thiến Thiến luôn luôn đều là rất lợi hại kiên cường tự lập, sẽ rất ít khóc. Nàng cái này vừa khóc, Lâm Hoành Vĩ nhất thời tâm đều loạn. Vội vàng nói, ngoan ngoãn đừng sợ, là ai khi dễ ngươi, ra ra nhất định cho ngươi ra mặt. Lâm Thiến Thiến lau lau nước mắt, nàng nói ra, ta muốn ngài giúp ta bảo đảm một người. Lâm Hoành Vĩ ngơ ngẩn, sau đó nói, cái này nói cái gì theo cái gì. Bảo đảm người nào, hắn đón đến, rất là nghiêm túc nói ra, Thiến Thiến, nếu là ngươi có bằng hữu gì xúc phạm pháp luật, cái kia ra ra là tuyệt sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Ngươi hẳn phải biết, ra ra ngươi đời này, đối chán ghét cũng là ăn hối lộ trái pháp luật. Lâm Thiến Thiến vội vàng nói, không phải, bằng hữu của ta hắn không có phạm pháp, sự tình là như thế này. Ngay sau đó, Lâm Thiến Thiến liền đem La Quân đắc tội Lao Sơn nội gia quán tiền căn hậu quả nói ra. Bất quá nàng cũng không có nói bạch ngâm xương cái kia đoạn cố sự. Lâm Thiến Thiến sau cùng tức giận bất bình nói ra, ra ra, cái này cái gì Lao Sơn nội gia quán quá bất chấp phương pháp. Hôm nay tại Trà Trang, dưới ban ngày ban mặt liền chuẩn bị giết La Quân. Lâm Hoành Vĩ sau khi nghe xong không khỏi lâm vào trầm mặc. Lâm Thiến Thiến cảm thấy trầm xuống, nói, ra ra, ngài tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ liền ngài cũng sợ Lao Sơn nội gia quán? Lâm Hoành Vĩ không khỏi cười khổ, nói ra, người nhà đầu ngốc này, ra ra làm sao lại sợ Lao Sơn nội gia quán? Chỉ bất quá, Lao Sơn nội gia quán trưởng môn nhân Lâm Văn Long là cái nhân vật. Trước mắt hắn ở nước ngoài đem Nam Dương, Indonesia những địa phương này nắm giữ rất không tệ. Cũng có thể cho quốc gia chúng ta cung cấp trợ giúp rất lớn. Chúng ta cùng Lâm Văn Long có không tệ hữu nghị. Đây là một loại ngoại giao ngươi hiểu chưa? Lâm Thiến Thiến tức giận nói ra, ta không hiểu cái gì ngoại giao, ta chỉ biết là, bọn họ hiện tại quá hung hăng càn quấy. Tựa như lúc trước phong kiến thời đại bên trong một số đại quan gia thuộc người nhà, căn bản không đem người mệnh, pháp luật để vào mắt. Hiện tại là thế kỷ 21, làm sao còn có thể dạng này? Lâm Hoành Vĩ nói, ngốc nhà đầu, cái thế giới này cũng không phải là đơn thuần như vậy. Đen trắng cũng không có như vậy tuyệt đối rõ ràng. Ra ra, ngài nói những này ta hiểu, nhưng là ta không tán đồng. Lâm Thiến Thiến nói ra, tuy nhiên ta cũng cải biến không cái gì, nhưng ta tuyệt không tán đồng ngài thuyết pháp. Hiện tại ta thì hỏi ngài, ngài có giúp ta hay không? La Quân hắn tuyệt không thể có việc. Lâm Hoành Vĩ trầm giọng nói ra, Thiến Thiến, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi cùng cái này La Quân là tình huống như thế nào? Ngươi tại sao muốn quan tâm như vậy hắn sinh tử?
vẻn vẹn thì là bằng hữu. Lâm Thiến Thiên hít sâu một hơi, nói ra, ta lời nói thật nói với ngài đi, nếu như không là La Quân, ta đã sớm chết. Điểm này, ba ba là biết, ngài có thể đi hỏi ba ba. Còn có, ta biết ngài đang suy nghĩ gì. Không sai, ta là ưa thích hắn, chỉ bất quá hắn không thích ta à. Lâm Hoành Vĩ không khỏi lập tức dựng râu trừng mắt, nói, còn phản hắn, tiểu tử ngu ngốc này thế mà còn dám không thích ngươi. Lão tử cháu gái còn không xứng với hắn. Tuy nhiên Lâm Hoành Vĩ chưa thấy qua La Quân, cũng không nghĩ tới muốn đem cháu gái gả cho La Quân. Nhưng nghe đến gia hỏa này lại dám không thích cháu gái của mình, hắn vẫn là cảm thấy rất lợi hại phẫn nộ. Lâm Thiến Thiến cũng coi là lấy hết dũng khí. Nàng nói ra, ra ra, bây giờ không phải là nói những khi này, ngài thì nói cho ta biết, ngài có giúp ta hay không a? Muốn là La Quân xảy ra chuyện, đời ta đều không muốn lại để ý ngài. Lâm Hoành Vĩ không khỏi cười khổ, hắn nói ra, thật đúng là con gái lớn không dùng được, rồi mới từ cái kia bắt đầu a, ngươi cứ như vậy hướng về ngoại nhân. Hắn đón đến, nói ra, tốt a, ta lập tức theo Lâm Văn Long trưởng môn liên hệ, lấy một cái nhân tình. Chương 104, ngàn dặm tỏa hồn. Thích Vĩnh Hổ cùng Hàn Dạ Phong cũng không có lập tức rời đi Hải Tân thành phố. Hai người ngủ lại tại Hải Tân quốc tế đại khách sạn phòng tổng thống bên trong. Thời gian là 5 giờ chiều, trong phòng, Thích Vĩnh Hổ ngồi xếp bằng. Hắn không nói một lời, cả người giống như là tiến vào một loại thai thức cảnh giới. Hàn Dạ Phong ở một bên cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp. Cái kia cửa sổ sát đất màn cửa bị kéo ra, trời chiều chiếu vào, trong cả căn phòng đều nhiễm kim sắc ánh sáng. Liền cũng tại lúc này, Thích Vĩnh Hổ mở to mắt. Hàn Dạ Phong lập tức hô, sư thúc. Thích Vĩnh Hổ trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, hắn rất nhanh liền tiếp tục che giấu. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Dạ Phong, hỏi, võ đạo kim kiếm giải đấu lớn chuyện tiến hành đến thế nào? Hàn Dạ Phong nói, hết thảy đều đang trong quá trình tiến hành, giải đấu lớn sẽ như kỳ cử hành. Trước mắt có không ít cao thủ đang lục tục tham gia, ngoài ra còn có nước khác nhà cao thủ ngửi theo gió mà đến, cũng báo danh tham gia trận đấu. Thích Vĩnh Hổ nao nao, nói, nước khác nhà. Hàn Dạ Phong nói, Nhật Bản Tokyo bên kia đến hai tên cao thủ, đều là thế hệ trẻ tuổi. Bọn họ cũng muốn mượn lần so tài này đến cùng chúng ta võ thuật gia tiến hành giao lưu. Mặt khác, Siberia Hắc Quyền Doanh cũng có một chút hảo thủ nghe hỏi tới. Thái Lan trong Phật Môn cũng có một chút cao thủ đến đây. Thích Vĩnh Hổ có chút ngoài ý muốn, nói, lần này võ đạo kim kiếm giải đấu lớn, lúc đầu chỉ là vì cho La Quân cái này tiểu hậu sinh làm mồi. Không nghĩ tới bây giờ thế mà phát triển đến nước này. Cái này giải đấu lớn, đã là chính thức trên ý nghĩa võ đạo giải đấu lớn. Hàn Dạ Phong rất tán thành, nhân tiện nói, sư thúc, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Thích Vĩnh Hổ nói ra, La Quân cái này tiểu hậu sinh, không tham gia liền coi như. Trực tiếp đem hắn giết. Còn võ đạo giải đấu lớn, bình thường cử hành, chỉ cần chúng ta Lao Sơn Nội Gia Quán sau cùng trở thành kim kiếm được chủ, một dạng có thể vãn hồi Lao Sơn Nội Gia Quán tôn nghiêm. Không thể tại giới võ thuật đồng nghiệp trước mặt đánh giết La Quân, đó là Lao Sơn Nội Gia Quán tiếc nuối. Nhưng dưới mắt, cũng chỉ có đi hạ sách này. Hàn Dạ Phong hơi hơi nhíu mày, hắn có chút bận tâm, nói ra, nhưng là sư thúc, La Quân cùng Lâm Lão Gia Tử có ngọn nguồn. Mà lại... Ta nhìn hắn cùng bên này một số quan viên đều có không tệ quan hệ. Tăng thêm hắn thu âm, dưới mắt chúng ta giết hắn, chỉ sợ có chút mẫn cảm. Thích Vĩnh Hổ trong ánh mắt lóe lên một tia lãnh ý, nói, giết liền giết, lại có thể thế nào? Hắn đón đến, nói, đem hắn giết về sau, chúng ta lập tức trở về Nam Dương. Chẳng lẽ còn có người dám đến Nam Dương đến tia, a tội? Nam Dương là Lao Sơn Nội Gia Quán thiên hạ. Nơi đó còn có Lao Sơn Nội Gia Quán căn cứ quân sự. Một khi đến Nam Dương, cái kia xác thực không ai dám tìm Thích Vĩnh Hổ phiền phức. Mà ở trong nước, coi như Thích Vĩnh Hổ giết La Quân. Trong nước cũng không ai có thể bắt được Thích Vĩnh Hổ. Càng mấu chốt là, Lâm Văn Long cùng trong nước một vài đại nhân vật quan hệ rất tốt. Chỉ cần Lâm Văn Long chào hỏi, giết hết La Quân hậu di chứng cũng là có thể tiêu trừ. Giờ khắc này... Hàn Dạ Phong cũng xác thực cảm nhận được Thả Vĩnh Hổ sư thúc quyết tâm. Cái này La Quân đã chính thức chọc giận Thả Vĩnh Hổ sư thúc. Cho nên Thả Vĩnh Hổ sư thúc dưới mắt thị phi giết La Quân không thể. Hàn Dạ Phong gặp Thích Vĩnh Hổ chú ý đã định, ngay sau đó cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Bất quá sư thúc, người tính lúc nào động thủ. Sau đó, Hàn Dạ Phong lại hỏi. Thì đêm nay đi,
Thích Vĩnh Hổ nói ra. Hàn Dạ Phong nói ra, sư thúc, ta còn có cái lo lắng. Cái này La Quân cũng không phải người ngu, hẳn là có thể cảm giác được ngài sát tâm. Vạn nhất hắn sớm đào tẩu, đó cũng là phiền phức. Thích Vĩnh Hổ lãnh đạm nói ra, hắn chạy không thoát. Hàn Dạ Phong không khỏi kỳ quái, nói, vì cái gì? Phải biết, Lao Sơn nội gia quán tuy nhiên thế lực to lớn, nhưng sở hữu thế lực đều không ở trong nước, càng không tại Hải Tân thành phố A. Thích Vĩnh Hổ nói, tại ta hôm nay rời đi cái kia trà trang trước đó, ta đã dùng ý niệm khóa chặt lại La Quân. Hắn nếu là ở Hải Tân thành phố, ta ra tay còn cảm thấy phiền phức. Hắn như đào tẩu, giết hắn thì càng tránh lo âu về sau. Hàn Dạ Phong nghe vậy không khỏi lấy làm kỳ, nói, ý niệm khóa chặt. Hắn cảm thấy sư thúc thuyết pháp này quá mơ hồ. Thích Vĩnh Hổ nhìn Hàn Dạ Phong liếc một chút, nói ra, người cảnh giới còn chưa tới, cho nên sẽ không hiểu. Ý niệm khóa chặt, cũng có thể nói là ngàn dặm tỏa hồn. Ta đem La Quân khí tức khóa chặt lại, coi như hắn chạy ra ở ngoài ngàn dặm, ta cũng có thể cảm nhận được cỗ khí tức này vị trí. Đây là từ nơi sâu xa, từ trường giao hội thần diệu. Hàn Dạ Phong trong mắt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Hắn cảm thấy sư thúc tu vi đã không giống là một người. Tránh thức giống như là một cái thần tiên. Màn đêm rất nhanh liền buông xuống. Đèn hoa mới lên, một vòng new moon bay lên bầu trời. La Quân cùng Mộc Tĩnh còn có Lâm Thiến Thiến đều đợi tại trà trang bên trong. Lâm Thiến Thiến là kiên quyết không rời đi La Quân, nàng là muốn bảo hộ La Quân. Gia Gia bên kia một mực không có trả lời, trong nội tâm nàng rất lợi hại không có. La Quân cùng Mộc Tĩnh làm theo ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định. Liền cũng tại lúc này, La Quân trong lòng bỗng nhiên bốc lên ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn đột nhiên mở to mắt. Mộc Tĩnh cũng mở to mắt, nàng hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía La Quân, nói, làm sao? La Quân mi đầu nhíu chặt, nói ra, có điểm gì là lạ, ta cảm giác linh trên đài được cho bụi, đối cái gì đều nhìn không rõ ràng. Lâm Thiến Thiến ở một bên nghe không khỏi rượu. Linh đài được bụi, đây là cái gì quỷ a? Bất quá nàng cũng không dám loạn hỏi, dù sao nàng cũng cảm thấy bầu không khí rất khẩn trương. Mộc Tĩnh lại là hiểu, đến nàng và La Quân cảnh giới này, thân thể trong suốt như ngọc, linh đài thư thái một mảnh. Cái này cũng là bọn hắn thị lực, thính lực đều vượt qua thường nhân nguyên nhân. Nho nhỏ gió thổi cỏ lay liền cũng có thể nhất thanh nhị sở. Mà dưới mắt, La Quân linh đài vô cớ bị long đong, đây là rất lợi hại chuyện quỷ dị. Chẳng lẽ là, Mộc Tĩnh ngược lại nghĩ đến cái gì, không khỏi thất sắc. La Quân không hiểu, nói. Mộc Tĩnh nói ra, ta nghe nói tu vi đến kim đan đỉnh phong cao thủ, bọn họ đã có thể ẩn ẩn cùng thiên địa câu thông. Có thể ngàn dặm tỏa hồn, một khi hắn khóa chặt ngươi khí tức, liền xem như ngươi chạy ra ở ngoài ngàn dặm, hắn cũng có thể truy giết tới. Chẳng lẽ là người kia đối ngươi thi triển ngàn dặm tỏa hồn thần thông? La Quân không khỏi hút miệng hàn khí, hắn trầm giọng nói ra. Ta có thể cảm giác ra người kia đối ta ý quyết giết. Xem ra hắn là không có ý định buông tha ta, chỉ sợ hiện tại hắn đã tại tới giết ta trên đường. Lâm Thiến Thiến ở một bên nghe không hiểu ngàn dặm tỏa hồn, nhưng nàng nghe hiểu đằng sau ý tứ. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng sợ hãi, vội nói, ta lập tức để hình cục trưởng dẫn đội tới. La Quân đứng lên, hắn nói ra, lập lại chiêu cũ là vô dụng, người kia sẽ không lại cho chúng ta dạng này cơ hội. Hắn đón đến. Quét mắt một vòng Mộc Tĩnh, nói ra, hắn muốn giết người là ta. Câu này nói vừa xong, quay người thì hướng ra phía ngoài bước nhanh mà đi. Lâm Thiến Thiến ở phía sau đuổi theo, mang theo khóc âm đạo, La Quân, người đi đâu vậy? La Quân không có trả lời, hắn trong nháy mắt thì ra trà trang, mở cái kia chiếc BMW xe, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Lâm Thiến Thiến trong lòng bối rối muốn tuyệt, nàng cảm nhận được một loại nói không nên lời khủng hoảng. Nàng thậm chí ngửi đến tử vong khí tức. Lâm Thiến Thiến không chút nghĩ ngợi, liền muốn mở chính mình xe cảnh sát đuổi theo La Quân. Nàng muốn bảo vệ La Quân, dùng chính mình mệnh qua bảo hộ. Thiến Thiến, liền cũng tại lúc này, Mộc Tĩnh theo đi ra, nàng giữ chặt Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến trong mắt phát ra lệ quang, nàng quá sợ hãi La Quân sẽ xảy ra chuyện. Mộc Tĩnh trầm giọng nói ra, La Quân là muốn dẫn dắt rời đi người kia, nếu như hắn cùng với chúng ta. Người kia có thể sẽ đem chúng ta sát nhân diệt khẩu. Mà nếu như hắn đi ra, người kia cũng sẽ chỉ giết hắn một cái. Lâm Thiến Thiến bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng là cực kỳ bi thương. Đến cái này trong lúc mấu chốt,
La Quân còn muốn lấy chính mình cùng Mộc Tĩnh. Ta muốn đi cứu hắn. Lâm Thiến Thiến cắn răng kiên định nói ra. Nàng sau khi nói xong liền mở cửa xe lên xe. Mộc Tĩnh cũng không ngăn Lâm Thiến Thiến, đi theo lên xe. Xe cảnh sát ở trong màn đêm như một đạo thiểm điện biểu ra. Đèn báo hiệu lấp lóe, còi cảnh sát chói tai. Có thể khiến Lâm Thiến Thiến tuyệt vọng là, nàng đã hoàn toàn vô pháp nhìn thấy La Quân hành tung. Cái kia trên đường cái dòng xe cộ như thoi đưa, nơi đó đều không có La Quân cái kia chiếc BMW xe tung tích. Thiên địa to lớn, nàng muốn đi đâu tìm kiếm La Quân. Có lẽ, sẽ không còn được gặp lại La Quân. Gặp lại thời điểm, chỉ là một cỗ thi thể. Lâm Thiến Thiến cảm thấy bi thương bất lực, nàng tại lập tức giữa đường đột nhiên dừng xe, sau đó xuống xe hốt hoảng mà đi. Bóng đêm mê mang, đèn đường lại rất sáng. Người đi đường vạn thiên, đều có vui vẻ bi thương. Vậy đối với mặt thương nghiệp đại hạ bên trên, màn hình lớn bên trong phát hình nước gội đầu quảng cáo. Lâm Thiến Thiến chạy nhanh, trong nội tâm nàng không dám suy nghĩ bất kỳ vật gì. Có một loại tràn đầy cực kỳ bi ai tràn ngập ở trong lòng, để cho nàng khó chịu muốn đi chết rơi. Trên xe cảnh sát, Mộc Tĩnh ngồi yên lặng. Nàng lạ thường bình tĩnh, cái này một cái chớp mắt, phảng phất thế gian hết thảy vinh nhục đều cùng nàng không có quan hệ. Nàng có thể tưởng tượng La Quân lần này đi tử vì đạo quyết tâm. Nàng đột nhiên cảm giác được, cái này giữa trần thế, thủy triều lên xuống, hoa nở hoa tàn là như thế tầm thường. Người đều hội sinh lão bệnh tử, cho nên thiên mệnh giả La Quân cũng sẽ chết. Mộc Tĩnh sẽ không giống Lâm Thiến Thiến thương tâm như vậy muốn tuyệt. Đó là bởi vì Lâm Thiến Thiến ái La Quân, bởi vì Lâm Thiến Thiến thụ thất tình lục dục vây khốn. Mộc Tĩnh cũng sẽ khổ sở, có thể giờ khắc này, nàng cảm thấy nàng đã đem loại này khổ sở tâm tình tháo rời ra. Nàng tựa như là một người đi đường nhìn lấy khổ sở Mộc Tĩnh. Đây là một cái rất lợi hại cảnh giới kỳ diệu. Mộc Tĩnh đường là thông hướng chí cao bỉ ngạn, mà La Quân là nàng đi ngang qua phong cảnh. La Quân chạy BMW, nhanh như điện chớp. Nhưng này loại cảm giác nguy hiểm tựa như là như giòi trong xương vung đi không được. Trong lúc bất chi bất giác, La Quân đem lái xe đến Hải Tân thành phố phía bắc trên quốc lộ. Trên quốc lộ không có bao nhiêu xe cộ, đèn đường sáng ngời. Phía trước cũng là tốc độ cao cửa vào, nơi đó có trạm thu phí. La Quân cũng không muốn chết, hắn là sống sờ sờ người, có thất tình lục dục. Hắn cũng sợ chết. Hắn hiện tại là liều mạng cầu sinh, hắn muốn chạy đến trên đường cao tốc, lấy xe BMW tốc độ tận lực trì hoãn thời gian. Cứ việc, La Quân biết mình thủy chung trốn không thoát cái kia thích vĩnh hổ ngàn dặm tỏa hồn. Nhưng có thể sống lâu một khắc cũng là một khắc, đây là người sinh tồn bản năng. Rất nhanh, La Quân liền đến tốc độ cao trạm thu phí. Bất quá La Quân cũng không có dừng lại, hắn trực tiếp đem tốc độ cao thu phí cắn cho xông phá. Xe BMW giống như là ăn vĩ ca một dạng lao ra. Xe BMW rất nhanh liền tiến vào trong màn đêm, hai bên cũng không có đèn đường. Cũng là tại lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên vang. La Quân một tay cầm quá điện thoại di động kết nối. Bên kia truyền đến là Tống Nghiên Nhi thanh âm. La Quân, ngươi ở đâu? Sự tình xong xuôi sao? Lúc nào về nhà? Chương 105, tốc độ cao sinh tử kinh hồn. Tống Nghiên Nhi lo lắng lời nói trong lúc nhất thời để La Quân trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong lòng của hắn là đem Tống Nghiên Nhi xem như thân muội muội. Thành Bân cùng hắn là sinh tử quá mệnh huynh đệ. Dưới mắt chính mình lúc sắp chết, Tống Nghiên Nhi đánh tới cú điện thoại này, phảng phất là một loại số mệnh. La Quân thế mà hốc mắt hơi hơi đỏ. La Quân, ngươi tại sao không nói chuyện? Tống Nghiên Nhi bên kia khẩn trương hỏi. La Quân thanh âm hơi hơi nghẹn ngào, hắn ấp ủ một cái chớp mắt rồi nói ra. Nghiên Nhi, thật xin lỗi, về sau ta chỉ sợ không thể chiếu cố ngươi. Có chuyện ta vẫn luôn không có nói cho ngươi, ta và ngươi ca ca Thành Bân là lớn nhất hảo huynh đệ. Hắn cùng ta tại Châu Phi lúc thi hành nhiệm vụ đợi đã hy sinh, thật xin lỗi. Sau khi nói xong, La Quân liền lập tức tắt điện thoại, chuyên tâm lái xe. Sở dĩ không nói Thành Bân nguyên nhân cái chết, đó là bởi vì La Quân không muốn để cho Tống Nghiên Nhi biết ca ca của nàng vết bẩn. Cứ việc. Cái kia vết bẩn cũng đã bị Thành Bân dùng máu tươi rửa sạch. Nhưng là La Quân vẫn là muốn tại Tống Nghiên Nhi tâm lý, cho Thành Bân tạo nên một cái vĩ đại hình tượng. La Quân nhưng lại không biết, hắn những lời này cho Tống Nghiên Nhi lớn cỡ nào trùng kích lực. Thực, nàng thật không có cỡ nào bi thương ca ca Thành Bân hy sinh. Bởi vì ca ca đã ra ngoài nhiều năm như vậy, một mực không có tin tức. Nàng có đôi khi cũng cảm thấy ca ca khả năng xảy ra chuyện.
Đương nhiên, lúc này được chứng thực, nàng là thương tâm. Có thể trong nội tâm nàng lại bị càng đại khủng hoảng chiếm cứ. Cái này cả ngày, nàng đều đang lo lắng La Quân. Dưới mắt La Quân cái giọng nói này rõ ràng chính là muốn xa nhau. Hắn là thật xảy ra chuyện. Tống Nghiên Nhi không lo được đừng, vội vàng cấp La Quân điện thoại di động lại lần nữa đẩy tới. Nhưng lần này đánh tới, bên kia lại là ở vào đường dây bận trạng thái. Tống Nghiên Nhi tâm loạn như ma, nàng lập tức lại cho Lâm Thiến Thiến đánh tới. Nhưng bên kia nhưng Thủy Chung không tiếp. Sau cùng, Tống Nghiên Nhi lại cho Mộc Tĩnh đánh tới. Lần này, điện thoại ngược lại là thông. Tĩnh tỷ, La Quân có hay không ở chỗ của ngươi? Tống Nghiên Nhi lo lắng hỏi. Mộc Tĩnh nhạt vừa nói, không, hắn đã đi. Đi, đi nơi nào? Tống Nghiên Nhi gấp giọng hỏi. Mộc Tĩnh hơi hơi thở dài, nói ra, ta không biết hắn đi nơi nào, nhưng là ở nơi nào đều không trọng yếu. Bởi vì có người muốn giết hắn, nhưng hắn trốn không thoát. Tống Nghiên Nhi hãi nhiên muốn tuyệt, sau đó cả giận nói, Tĩnh tỷ, ngươi vì cái gì không giúp hắn? Nàng là biết Mộc Tĩnh bản sự. Mộc Tĩnh trầm thấp nói ra, ta cùng La Quân chung vào một chỗ, cũng không phải người kia đối thủ. La Quân cũng là không muốn liên lụy chúng ta, cho nên một người qua đem người kia cho dẫn dắt rời đi. Tống Nghiên Nhi ngây người. Nàng thì thào hỏi, chẳng lẽ cũng không có một chút biện pháp sao? Câu nói này cũng không phải đang hỏi Mộc Tĩnh, nàng ngơ ngác tắt điện thoại, cả người giống như là mất đi hồn phách một dạng. Tống Nghiên Nhi ở sâu trong nội tâm vô cùng khát vọng thân tình. Khi La Quân xuất hiện, bảo hộ nàng lúc, nàng nhiều khi đều cảm thấy hắn tựa như là ca ca của mình Thành Bân. Nhưng bây giờ, ca ca đã chết, La Quân cũng phải. Cái này một cái chớp mắt, Tống Nghiên Nhi gương mặt bên trên nhiệt lệ cuồn cuộn. La Quân cho Đinh Hàm cũng gọi điện thoại, người sắp chết, nói cũng thiệt. Bất quá bên kia nhưng không có nghe. La Quân liên tiếp gọi ba cái, Đinh Hàm vừa rồi kết nối. Kết nối về sau, Đinh Hàm giọng nói rất lãnh đạm. Mà lại nàng bên kia vô cùng ồn ào, có thể muốn gặp, Đinh Hàm giờ phút này nhất định là tại trong quán ba bận rộn. Có việc, Đinh Hàm lãnh đạm hỏi. Nàng nói dứt lời về sau, liền đến chỗ yên tĩnh. La Quân có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng sau cùng lại cái gì cũng nói không nên lời. Hắn chỉ là đắng chát mà bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, bảo trọng. Sau đó liền tắt điện thoại. Đinh Hàm bên kia ngốc ngẩn ngơ, cảm thấy có chút không khỏi rượu. Sau đó, nàng lại cảm thấy có chút không ổn, La Quân vì cái gì đột nhiên muốn nói bảo trọng hai chữ. Chẳng lẽ hắn muốn rời khỏi Hải Tân? Đinh Hàm tâm tư phức tạp tới cực điểm, nàng rất nhớ biết rõ đường đến tột cùng. Nhưng nàng tự tôn nói cho nàng, đừng đi hỏi, đừng đi quản. La Quân cúp điện thoại, sau đó đem điện thoại kia đột nhiên ném ra cửa xe bên ngoài. Tiếp lấy hai tay của hắn nắm lấy tay lái, chuyên tâm lái xe. Tốc độ xe biểu đến 200 mã, tránh thức nhanh như điện chớp. Nhưng vào lúc này, phía trước gần ánh sáng dưới đèn đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh này xuất hiện rất lợi hại đột ngột, thì giống như quỷ mị. La Quân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thanh, xe BMW thì hung hăng đụng vào. Cái này va chạm lực lượng là tuyệt đối khủng bố. La Quân không có hái lấy bất luận cái gì thao tác, hắn mặc dù không có thấy rõ, nhưng cũng đoán được, là Thích Vĩnh Hổ tới. Người tới chính là Thích Vĩnh Hổ, thân xe mãnh liệt va chạm mà đến, Thích Vĩnh Hổ lại là mắt cũng không chớp. Hai tay của hắn hóa trưởng, thân thể đột nhiên cất cao, tiếp lấy oanh một tiếng, song trưởng mãnh liệt hướng hai bên đầu xe đánh ra quá khứ. Hắn song trưởng lực hùng hồn tới cực điểm, tựa như là cầm khai thiên thần phủ. Phanh một tiếng, cự đại trưởng lực trực tiếp đem xe BMW lực lượng toàn bộ hướng trên đường cao tốc ép qua. La Quân chỉ cảm thấy thân xe chấn động kịch liệt, mạnh mẽ quán tính lực lượng xông vào hướng thân thể của hắn. Hắn dây an toàn cũng trong nháy mắt đứt đoạn. Xe phần sau đoạn cứ thế mà nhếch lên đến, mà đầu xe bị ấn vào đường cao tốc bên trong. Cái kia một mảnh đường cao tốc phía dưới, đã bị nghiền ép ra một cái hố nhỏ. Xe BMW bánh sau còn ở giữa không trung điên cuồng xoay tròn. Một màn này nếu để cho người trông thấy, chắc là phải bị hoảng sợ gần chết. Thích Vĩnh Hổ quả thực tựa như là hình người cao đến, quá hung mãnh. Mà trên thực tế, Thích Vĩnh Hổ cũng không có theo xe BMW lực va đập lượng chính diện chống lại. Hắn là vận dụng tự thân lực lượng, đem xe BMW lực va đập lượng bức bách tới trên mặt đất qua. Nói cách khác, trên mặt đất lớn như vậy thương tổn chính là Thích Vĩnh Hổ cùng xe BMW cùng một chỗ tạo thành.
Không nói đến những này, La Quân trong xe cũng không có thụ thương. Hắn tức giận máu dù sao lợi hại, cái này một cái chớp mắt, hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức một chân đem cửa xe đạp bay ra ngoài. Sau đó người cũng đi theo lui ra ngoài xe. La Quân cũng không chạy trốn, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt băng hàn nhìn về phía Thích Vĩnh Hổ. Lái xe đều chạy không thoát, La Quân như thế nào lại yêu cầu xa vời dùng hai cái đùi có thể chạy đi. Thích Vĩnh Hổ đạm mạc nhìn về phía La Quân, nói, ngươi là muốn bổn tọa động thủ, vẫn là chính ngươi đoạn. La Quân tâm thần thủ nhất, hắn lạ thường tỉnh táo, nói, ta không có tự sát thói quen. Thích Vĩnh Hổ trong mắt hàn quang lóe lên, nói, vậy bản tọa thì tiễn ngươi lên đường. Hắn nói vừa xong, thân hình nhất động. Hai người cách 3 mét khoảng cách, Thích Vĩnh Hổ vừa sải bước ra. Một bước chính là 3 mét khoảng cách, chớp mắt liền đến La Quân trước mặt. Đồng thời, Thích Vĩnh Hổ một cái đơn giản băng quyền băng thẳng hướng La Quân bụng. Đơn giản băng quyền tại Thích Vĩnh Hổ trên tay nghiêm chỉnh có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. La Quân trong não vực bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh, cái kia chính là Hậu Nghệ cầm trong tay xạ nhật thần cung, một chi thần tiễn hướng bụng mình oanh sát mà đến. La Quân cũng là cao thủ, hắn trong nháy mắt thì minh bạch. Đây là Thích Vĩnh Hổ cường đại quyền ý để cho mình tại loại áp lực này dưới sinh ra ảo giác. Chẳng lẽ kim đan cao thủ thì thật không thể tới sao? La Quân cắn răng, trong nguy cấp, hắn không lùi mà tiến tới, một chiêu long chảo đại cầm nã hung hăng chụp vào Thích Vĩnh Hổ kiểm môn, khuôn mặt. Thích Vĩnh Hổ hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới La Quân tại chính mình áp lực dưới lại dám phản kích. Bất quá hắn cũng không quá để ý, lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy nghiêng lui một bước, băng quyền hóa trưởng, lòng bàn tay lại vừa thu lại phun một cái, giống như đại bác phun ra, trực tiếp chụp vào La Quân thủ đoạn. La Quân cảm giác được Thích Vĩnh Hổ trưởng lực như toàn qua hấp lực đồng dạng, có thể đem chính mình sở hữu kình lực hóa giải. Chỗ của hắn dám để cho Thích Vĩnh Hổ bắt lấy thủ đoạn. Trong lúc cấp thiết, long chảo thủ lật một cái, như rắn lượn vòng, trực tiếp thu tay lại. Cùng lúc đó, La Quân chân như lưỡi đao hướng Thích Vĩnh Hổ hạ âm thiểm điện đá vào. Thích Vĩnh Hổ trưởng lực chìm xuống, vững vàng một trưởng vỗ hướng La Quân lưỡi đao chân. Mặc kệ La Quân như thế nào tấn công mạnh, hắn đều là đâu ra đấy phá giải. Quả nhiên là tám gió thổi bất động, ngồi ngay ngắn tử kim sen. La Quân có thể cảm nhận được Thích Vĩnh Hổ trưởng lực bên trong hùng hồn kinh lực, hắn biết mình lưỡi đao chân một khi phanh đụng vào, khẳng định là phải bị chấn vỡ. Cho nên La Quân y nguyên không dám ngạnh bính. La Quân rất là đau đầu, hắn có mọi loại tinh diệu đấu pháp. Nhưng Thích Vĩnh Hổ tựa như là một ngọn núi đá, không có bất kỳ cái gì sơ hở, để hắn không chỗ dưới lục soát. Rơi vào đường cùng, La Quân đành phải thu chân. Hắn hai lần công kích đều bị ép trở về, khí huyết sôi trào bất ổn. Thu chân đồng thời, La Quân biết không ổn, lấy linh dương móc sừng thân pháp thiểm điện lui lại. Hắn vừa mới lui, Thích Vĩnh Hổ lại thì động. Trong nháy mắt, Thích Vĩnh Hổ như một tòa núi lớn bước ép tới. Thích Vĩnh Hổ tốc độ quá nhanh, trực tiếp nhất trưởng bổ về phía La Quân chán. La Quân bất đắc dĩ, song quyền giao nhau thành hộ tâm quyền. Đón đỡ hướng Thích Vĩnh Hổ trưởng lực. Trưởng lực oanh sát mà đến, La Quân chỉ cảm thấy một cỗ cường đại quyền lực mang theo không gì không phá ý niệm chui vào thân thể. Hắn chỗ có khí huyết chi lực bị cỗ này trưởng lực tan rã vỡ nát. La Quân thân thể lập tức không bị khống chế ngã bay ra 3 mét xa. Sau cùng, cả người hắn trùng điệp ngã trên mặt đất, vừa trơn ra 3 mét xa. Lần này, La Quân chỉ cảm thấy cái mông, phần lưng nóng bỏng. Y phục toàn bộ bị mặt đất cắt vỡ, vô số vết cắt sau lưng bộ xuất hiện, hạt cát cũng quấy tiến đến. Đồng thời, La Quân còn cảm giác đầu ông tác hưởng, trước mắt sao vàng loạn vũ. Hắn tai mắt mũi miệng đều tràn ra máu tươi tới. Thích Vĩnh Hổ quyền lực đem La Quân khí huyết chấn cuồng loạn, tựa như là một nồi phong bế nước lọt vào kịch liệt đả kích về sau, nước tràn ra tới. Đạo lý chính là cái đạo lý này. Nhưng với thân thể người tới nói, là to lớn đả kích cùng thương tổn. La Quân nỗ lực lắc đầu, đồng thời cấp tốc chấn định ý niệm, này mới khiến đầu khôi phục tươi mát trạng thái. Chỉ là hắn ngẩng đầu một cái liền trông thấy Thích Vĩnh Hổ đi tới. Thích Vĩnh Hổ ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên là muốn tới kết La Quân mạng nhỏ. Nhưng là giờ phút này, La Quân đã liền đứng lên đều có chút khó khăn. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ có chờ chết. La Quân trong lòng hiện lên 1000 đầu thảo nê mã. Hắn nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chết, cũng đã làm chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi giờ khắc này tránh thức tiến đến thời điểm, hắn cảm thấy vẫn không thể tiếp nhận, không cam tâm a.
ta vì sao lại đi đến một bước này? Ta làm gì sai? Một sát na này, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn tại ở sâu trong nội tâm bàn hỏi mình. Đến là làm gì sai? Bảo hộ Nghiên Nhi có lỗi sao? Không sai. Phản kháng Lao Sơn nội gia quán có lỗi sao? Không sai. Duy nhất sai, chính là mình không đủ cường đại. Trong chớp nhoáng này, La Quân tâm lý có minh ngộ. Nhưng hắn cũng biết, hết thảy đều đã muộn. Liền cũng tại lúc này, Thích Vĩnh Hổ điện thoại di động đột nhiên vang. La Quân thấy thế, nhịp tim đập lập tức gia tốc. Chương 106, thiên mệnh khó trái. Liền xem như La Quân như vậy thoải mái, tại mặt sắp tử vong thời điểm, cũng không khỏi hội hy vọng xa vời xuất hiện kỳ tích. Thích Vĩnh Hổ chuông điện thoại di động dẫn động tới La Quân tâm thần. Hắn biết mình là thiên mệnh giả, hắn cảm thấy lúc này có lẽ sẽ có kỳ tích. Thích Vĩnh Hổ chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng không có đi nghe. Ngược lại là sắc mặt cổ quái nhìn lấy La Quân. La Quân trong lòng run rẩy, tê liệt, người ngược lại là nghe a. Thích Vĩnh Hổ nhìn về phía La Quân, trong mắt tách ra hàn quang, nói, người cái này tiểu hậu sinh có gì đó quái lạ, mỗi lần muốn giết người chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn. Đây là một loại khó được vận khí, không thể nói được ngươi chính là sư huynh nói tới thiên mệnh giả. Ta hôm nay như không giết ngươi, chỉ sợ ngày sau lại là họa lớn trong lòng. Hắn thế mà không có ý định đi xem điện thoại di động, cũng không có ý định nghe, liền muốn như vậy đem La Quân kết. La Quân kêu khổ liên tục, cảm thấy trước mắt cái này Thích Vĩnh Hổ tu vi cao thâm mặt chắc, tâm cảnh càng là trong suốt sáng long lanh, đem hết thảy sự vật biến hóa đều nhìn ở trong mắt. La Quân nhìn lấy Thích Vĩnh Hổ thì muốn giết mình, hắn liên tiếp lui về phía sau, trầm giọng nói, người đã quyết định giết ta, cần gì phải muốn e ngại tiếp một chiếc điện thoại. Trên thế gian có chuyện gì có thể ngăn cản ngươi quyết tâm? Ngươi tại sao muốn sợ? Ngươi sợ có phải hay không đại biểu ngươi tâm linh còn có lỗ thủng? La Quân lời nói này là đối Thích Vĩnh Hổ tâm linh tiến hành công kích. Thích Vĩnh Hổ nghe vậy về sau quả nhiên sắc mặt hơi hơi biến, hắn cổ quái nhìn một chút La Quân, nói, ngươi mặc dù là tại khích tướng, nhưng ngươi lời nói không phải không có lý. Tốt, ta thì nhìn xem ai có thể ngăn cản ta hành động. Hắn nói xong liền lấy điện thoại di động ra kết nối. La Quân hơi khẽ thở phào một cái, trên trán đổ mồ hôi cuồn cuộn xuống. Hắn đương nhiên không dám như vậy phớt lờ, bởi vì hắn sinh tử vẫn còn đang Thích Vĩnh Hổ trên tay. Thích Vĩnh Hổ kết nối điện thoại di động, bên kia truyền đến lại là hắn sư huynh Lâm Văn Long thanh âm. Lâm Văn Long thanh âm băng băng lạnh lùng, tựa như là thiên nhiên hàn băng, mãi mãi cũng là tuyên cổ bất biến. Thả La Quân, Lâm Văn Long nói ra. Thích Vĩnh Hổ biến sắc, hắn có thể không để cho người nào. Nhưng duy chỉ không thể làm trái sư huynh Lâm Văn Long. Có thể Thích Vĩnh Hổ trong lòng không cam lòng a, hắn không khỏi hỏi, vì cái gì? Lâm Văn Long nói, Lâm Hoành Vĩ hướng ta lấy một cái nhân tình, là liên quan tới La Quân, ta đáp ứng. Thích Vĩnh Hổ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hắn vẫn là nói, sư huynh, cái này La Quân có chút cổ quái. Mỗi lần muốn giết hắn đều sẽ có ngoài ý muốn, dưới mắt ta chính muốn giết hắn, ngươi lại gọi điện thoại tới. Ta hoài nghi hắn cũng là như lời ngươi nói cái kia một loại thiên mệnh giả. Nếu là hôm nay không giết hắn, chỉ sợ hắn sớm muộn sẽ trở thành chúng ta họa lớn trong lòng. Lâm Văn Long nhạt lạnh nói ra, coi như hắn là thiên mệnh giả, hôm nay ngươi cũng không thể giết hắn. Thích Vĩnh Hổ nói, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy tính toán? Lâm Văn Long nói, tóm lại chuyện này sau này hãy nói, nếu để cho ta biết ngươi dám vi phạm ta mệnh lệnh, một mình giết La Quân, vậy ngươi cũng đừng trách làm sư huynh không nói tình cảm huynh đệ. Hắn nói xong liền tắt điện thoại. Thích Vĩnh Hổ không khỏi ngây người. Sư huynh đã đem nói được phân thượng này, hắn lại nơi đó dám làm trái. Hắn tuy nhiên tu vi siêu phàm nhập thánh, nhưng ở sư huynh trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sư huynh là chân chính đại thần thông nhân vật, liền xem như hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Tắt điện thoại về sau, Thích Vĩnh Hổ ánh mắt phức tạp nhìn về phía La Quân. La Quân gặp điệu bộ này liền biết mình đã thoát khỏi nguy hiểm, hắn dài thở phào một hơi, hư thoát nằm trên mặt đất. Thích Vĩnh Hổ cũng không nói nhảm, xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. La Quân nghỉ ngơi một lát, thân thể khôi phục sức mạnh. Hắn tiếp lấy thì đứng dậy qua một bên đợi, mẹ nó, nơi này chính là đường cao tốc bên trên, có thể không mở ra được nửa điểm trò đùa. Không muốn không có bị Thích Vĩnh Hổ giết chết, ngược lại bị xe đụng chết. Cái kia truyền đi, chính mình cái này thiên mệnh giả cũng là chuyện tiếu lâm. La Quân đứng tại khẩn cấp làn xe bên trên,
nhìn lấy chiếc kia tổn hại bảo mã BMW, có chút khóc không ra nước mắt. Hắn điện thoại di động cũng ném, hiện tại là cầu cứu không cửa. Mà lại, trên thân một chút khí lực cũng không có. Muốn khôi phục cũng cần thời gian. Bất quá, những này khó khăn theo sinh mệnh so ra cũng liền không đáng giá nhắc tới. La Quân tâm lý tràn đầy một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. La Quân không khó đoán ra Thích Vĩnh Hổ vì sao lại thay đổi chủ ý. Hắn biết chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Lâm Thiến Thiến ra ra trong này ở giữa có tác dụng. Nửa giờ sau, rốt cục có một cỗ qua lại xe dừng lại đến, hỏi La Quân có cần hay không trợ giúp. La Quân liền mượn người kia điện thoại, con hàng này cũng không phải là báo động, mà chính là cho Lâm Thiến Thiến gọi điện thoại. Bên kia Lâm Thiến Thiến chính thương tâm gần chết, tâm cho như chết. La Quân dùng là người xa lạ dãy số, kết quả đánh tới, Lâm Thiến Thiến căn bản không tiếp. La Quân phiền muộn muốn chết, liên tục đánh tới, lần thứ 5 về sau, Lâm Thiến Thiến vừa rồi tiếp. Vừa tiếp thông, La Quân thì cảm nhận được Lâm Thiến Thiến như núi lửa bạo phát lửa giận, người đặc biệt mẹ là ai, bệnh thần kinh. La Quân im lặng, hắn yếu ớt nói, là ta. La Quân, Lâm Thiến Thiến âm điệu lập tức biến, trở nên đắt đỏ, người còn chưa có chết. La Quân tức giận nói nhảm, tử năng điện thoại cho ngươi. Ta bây giờ bị vây ở trên đường cao tốc, xe cũng hủy, ngươi nhanh lên tìm người đến giúp ta. Lâm Thiến Thiến mừng rỡ như điên, nước mắt một chút thì biểu đi ra. Nàng nỗ lực khống chế tâm tình, nói, tốt, ta lập tức tới. Lại nửa giờ sau, xe kéo đến đây đem La Quân xe BMW kéo đi. Mà lại tổn hại khu vực cũng bị thiết lập chướng ngại vật trên đường bài. Mà Lâm Thiến Thiến, Tống Nghiên Nhi, Mộc Tính, Đường Thanh bốn người cũng theo sát lấy lái xe chạy tới. Tứ nữ xuống xe liền nhìn thấy La Quân. La Quân thật có chút chật vật, nhưng hắn cũng không có cái gì trở ngại. Cái này một cái chớp mắt, Tống Nghiên Nhi, Lâm Thiến Thiến, Đường Thanh ba người đều là lệ nóng doanh tròng. Ngược lại là Mộc Tính tỉnh táo rất nhiều, nàng chỉ là hướng La Quân mỉm cười. La Quân cũng hướng Mộc Tính cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Sau đó, La Quân liền lên xe, trên người hắn khắp nơi đều là vết thương, cái này khiến chúng nữ đều là đau lòng. Trở về trên đường, là Mộc Tính lái xe. Trên đường cao tốc không thể quay đầu, Mộc Tính tìm kiếm được dưới vừa ra khỏi miệng trở về. Một đêm này, tuy nhiên nguy cơ tứ phía, kinh tâm động phách. Nhưng La Quân chung quy là vượt qua. Từ nơi sâu xa, tựa hồ thật có một loại kỳ diệu vận khí tại còn quấn La Quân. Bất quá vận khí thật là có, nhưng cũng không thể rời bỏ La Quân trí tuệ cùng nỗ lực. Trời vừa rạng sáng, La Quân trở lại Tống Nghiên Nhi trong biệt thự. Trên người hắn thương tổn không nhiều lắm quan trọng, đều là bị thương ngoài da. Chỉ cần một đêm vận công liền có thể khỏi hẳn. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh cũng hiểu được La Quân sở dĩ gặp nguy hiểm, hay là bởi vì lúc trước bảo hộ các nàng, từ đó đắc tội Lao Sơn nội gia quán. Lao Sơn nội gia quán hiện tại lại ngóc đầu trở lại. Hai nữ nhìn lấy La Quân cửu tử nhất sinh, trong lòng càng thêm áy náy cùng cảm động. La Quân tắm rửa qua về sau, liền trở lại gian phòng của mình bên trong. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh còn có Lâm Thiến Thiến, trong lòng các nàng có nhiều chuyện muốn hỏi La Quân, nhưng các nàng trông thấy La Quân trên mặt tất cả đều là mệt mỏi, liền cũng không đi quấy rầy La Quân nghỉ ngơi. Mục Tính lại là sớm đã trở lại chính mình hải cảnh biệt thự. Nàng sẽ không giống Tống Nghiên Nhi các nàng như vậy nhi nữ tình trường, chỉ vì nàng là Mộc Tính. La Quân trên giường ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu vận hành Đại Nhật Nguyệt Quyết. Thông qua hôm nay sự tình, La Quân đầy đủ cảm nhận được một sự kiện. Cái kia chính là mình căn bản cũng không tính toán cường đại, chính mình lực lượng tại những chánh thức đó cao nhân trước mặt, quá yếu ớt. Thiên mệnh giả đường còn rất dài. Đem đến từ chính mình phải đối mặt tà ma hội lợi hại hơn. Nếu như chính mình không muốn lại như hôm nay chịu nhục, vậy thì nhất định phải cường đại lên. Nếu như chính mình muốn bảo vệ người bên cạnh, vậy cũng nhất định phải cường đại lên. Giờ khắc này, La Quân điên cuồng muốn trở nên mạnh hơn. Trong mắt của hắn hàn quang bùng lên, thể nội khí huyết bắt đầu cuồng mãnh vận chuyển lại. Sau 2 giờ, La Quân thân thể nhỏ bé vết thương bắt đầu khỏi hẳn kết vảy. Hắn hô địa một chút thở ra một hơi tới. Tuy nhiên còn không có lĩnh hội kim đan ảo diệu, nhưng là thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này một trận mệt mỏi đánh tới, hắn ngã đầu thì ngủ. Hải Tân Quốc tế đại khách sạn phòng tổng thống bên trong, Thích Vĩnh Hổ lần nữa tiếp vào Lâm Văn Long điện thoại. Sư huynh, Thích Vĩnh Hổ cung kính hô. Lâm Văn Long ở bên kia hỏi,
võ đạo giải đấu lớn chuẩn bị đến thế nào? Thích Vĩnh Hổ nói, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ số 28 vừa đến tựa như kỳ khai triển. Lâm Văn Long nói, tiếp tục suy nghĩ biện pháp để La Quân tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn. Lần này liền ngươi cũng xuất mã, nếu như chúng ta vẫn là để La Quân yên ổn không tổn hao gì, vậy coi như là quốc ngoại một số đại kiêu đều sẽ cười chúng ta là giấy làm lão hổ. Thích Vĩnh Hổ hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó liền minh bạch Lâm Văn Long ý tứ. Hắn ngay sau đó nói ra, tốt, ta minh bạch, sư huynh. Lâm Văn Long nói ra, vậy là tốt rồi. Sau đó liền tắt điện thoại. Thích Vĩnh Hổ hiện tại liền biết sư huynh đáp ứng Lâm Hoành Vĩ không giết La Quân, đó là trong chính trị một cái thể diện. Sư huynh nói ra như núi, đã đáp ứng Lâm Hoành Vĩ, cái kia liền sẽ không nuốt lời. Bất quá dưới mắt, nếu như La Quân chủ động đi tham gia võ đạo kim kiếm giải đấu lớn. Tại giải đấu lớn bên trên sinh tử tương bác, đến lúc đó Lao Sơn nội gia quán đệ tử liền xem như giết La Quân, như vậy Lâm Hoành Vĩ cũng không thể nói gì hơn. Đây là sư huynh tính kế. Thích Vĩnh Hổ liền bắt đầu cân nhắc dưới mắt đến nên làm như thế nào. Hắn cũng không có thể giết La Quân, lại muốn cho La Quân tham gia võ đạo giải đấu lớn, đây tuyệt đối là cái nan đề. Thích Vĩnh Hổ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp, hắn liền đem Hàn Dạ Phong tìm đến, hỏi Hàn Dạ Phong chủ ý. Hàn Dạ Phong cũng cảm thấy việc này khó làm, bất quá hắn lập tức liền muốn ra một cái biện pháp, sư thúc, bởi vì cái gọi là một người kế ngắn, hai người kế dài. Chúng ta không có cách nào. Không có nghĩa là người khác không có cách nào. Hải Tân thành phố thế giới dưới lòng đất bên trong có cái Long Vương gia, người này tại Hải Tân rất có thế lực. Chúng ta có thể đi tìm hắn, nhìn hắn có thể không có thể giúp chúng ta suy nghĩ chút biện pháp đi ra. Thích Vĩnh Hổ hiện tại cũng coi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nghe vậy nhân tiện nói, vậy thì tốt, người đi cho ta liên hệ dưới. Hàn Dạ Phong lập tức nói, vâng, sư thúc. Sáng ngày thứ 27 giờ. La Quân từ trên giường ngồi xuống. Đi qua một đêm giấc ngủ, hắn tinh thần trạng thái lại khôi phục lại điên phong trạng thái. Tuy nhiên kim đan ảo diệu vẫn là không có bất cứ manh mối nào, nhưng La Quân cũng không uể oải. Cái này kim đan chi cảnh huyền diệu vô cùng, nếu thật là tốt như vậy ngộ, đây chẳng phải là cao thủ khắp nơi trên đất đi. La Quân xoa xoa mặt, mặc quần áo rời giường. Rửa mặt thời điểm, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi chạm mặt. Tống Nghiên Nhi trên mặt có mắt quầng thâm. Nàng lại là một đêm không ngủ. La Quân trông thấy nàng liền nhớ tới tối hôm qua chính mình nói chuyện. Lúc ấy chính mình coi là hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, cho nên liền đem Thành Bân tin chết nói ra. Dưới mắt hắn nhưng lại không biết làm như thế nào đến đối mặt Tống Nghiên Nhi. Chương 107, Hàng Phục Tâm Ma. Tống Nghiên Nhi căn biệt thự này có toàn cảnh sân thượng, trên sân thượng tầm mắt rất tốt. Hơn nữa còn sửa sang ra một cái hồ bơi. Lúc này, trên sân thượng tiên nắng ban mai vẩy chiếu tại trong hồ bơi, nhất thời sóng nước lấp loáng. La Quân cùng Tống Nghiên Nhi an vị tại ô mặt trời dưới quý phi y bên trên. Tống Nghiên Nhi hơi hơi không lưu loát hỏi, ca ca ta thật đã không tại. La Quân nặng nề gật đầu, nói ra, đúng. Tống Nghiên Nhi hốc mắt đỏ lên, nàng lại hỏi, lúc nào sự tình. La Quân nói ra, nửa năm trước. Tống Nghiên Nhi nhìn xuống nước mắt, nàng trầm mặc sau một lúc lâu, nói. Ca ca ta những năm này ở bên ngoài đến đều đang làm gì? Hắn vì sao lại hy sinh? Các ngươi là tại sao biết? La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ca ca ngươi từ năm đó thay ngươi dượng giết người về sau, liền thông qua ngươi dượng quan hệ chạy trốn tới châu Phi một cái tiểu quốc gia. Cái kia tiểu quốc gia gọi là khu cờ, lúc đầu, ca ca ngươi là đầu nhập vào khu cờ một cái tướng quân. Chỉ tiếc, cũng không lâu lắm, người tướng quân kia liền bị quân phản loạn cho tấn công tới. Tướng quân cũng liền chết, ca ca ngươi không có cách, sau cùng lính đánh thuê. Khi đó, ta cũng vừa tốt cái kia một chi lính đánh thuê. Lúc ấy ca ca ngươi bản sự yếu nhất, thường xuyên bị đồng đội khi dễ. Ta gặp hắn đáng thương, liền giúp đỡ lấy. Sau đó ta cũng sẽ thường xuyên dạy hắn công phu cùng thương thuật. Dần dần, chúng ta liền thành hảo huynh đệ. Hắn đón đến, tiếp tục nói, về sau, cái kia thuê mướn đội bởi vì ta bản sự quá mạnh. Người đội trưởng kia dung không được ta, thậm chí muốn giết ta. Ca ca ngươi sau khi biết thì nói cho ta biết, ta màn đêm buông xuống thì cùng ca ca ngươi rời đi chi kia thuê mướn đội. Về sau, hai người chúng ta cắn răng một cái, dứt khoát thì tự sáng tạo một chi lính đánh thuê đội ngũ. Chi này lính đánh thuê đội ngũ gọi là huyết lang, ta là lang vương. Ca ca ngươi là tàn lang. Chúng ta chi đội ngũ này tại 3 năm phát triển một chút,
đã trở thành Châu Phi Vương bài lính đánh thuê. Ngay tại nửa năm trước, một lần nhiệm vụ bên trong, ca ca người bất hạnh hy sinh. Ta biết hắn đau lòng nhất cũng là người cô muội muội này, cho nên ta liền giải tán huyết lang thuê mướn đội, sau đó trở lại Hải Tân tới chiếu cố ngươi. Tống Nghiên Nhi sau khi nghe xong, lệ nóng doanh tròng. Nàng sau đó hỏi, vậy anh của ta ca hiện tại táng ở đâu? La Quân trầm giọng nói, ta đem hắn táng tại Châu Phi trong rừng. Tống Nghiên Nhi giọng mang bi thương, nói, ngươi có thể mang ta đi tế bái ca ca ta sao? La Quân gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Ngươi muốn lúc nào lên đường, chúng ta thì lúc nào lên đường. Tống Nghiên Nhi nói, gần nhất công ty còn có một số việc thoát thân không ra. Đại khái một tháng sau, ta thì có thời gian. La Quân nói, tốt, ta chờ ngươi. Tống Nghiên Nhi thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nói, mặc kệ như thế nào, ta đều hẳn là cảm ơn ngươi. La Quân có chút ít áy náy, nói, ngươi đừng nói như vậy. Ta không có chiếu cố tốt ca ngươi, đây là ta sai. Tống Nghiên Nhi nói ra, ta muốn ca ca nhất định sẽ không hối hận cùng ngươi người đại ca này. La Quân trầm mặc xuống dưới, hắn nhớ tới những tuế nguyệt đó bên trong, hắn cùng Thành Bân cùng một chỗ huynh đệ tình nghĩa, hai người cùng một chỗ tại quán ba tán gái, cùng một chỗ mưa bom bão đạn, ban đêm từng tại vũng bùn trong đất ngủ, đàm thiên luận địa. Bọn họ giao tình, là có thể vì lẫn nhau qua đỡ đạn. Nhưng hôm nay, Thành Bân đã dài chôn lòng đất, mà chính mình lại còn sống. Liền cũng tại lúc này, La Quân cảm thấy vô cùng áy náy, khổ sở, Nghiên Nhi, thật xin lỗi. Thực là ta lừa ngươi. Thành Bân không phải tại nhiệm vụ bên trong hy sinh. Tống Nghiên Nhi nhất thời ngạc nhiên. La Quân thực là một cái cảm tính người, một phương diện, hắn không muốn để cho Nghiên Nhi biết Thành Bân trên người có vết bẩn. Một phương diện khác, hắn lại không muốn lừa gạt Tống Nghiên Nhi. Càng không muốn trốn tránh một sự thật, cái kia chính là Thành Bân chết hắn cũng thoát không can hệ. Đến là chuyện gì xảy ra? Tống Nghiên Nhi sắc mặt biến, gấp giọng hỏi. La Quân trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nói, nửa năm trước, chúng ta tiếp vào một đan nhiệm vụ. Là muốn đi giúp Sa Thần quân phản loạn nổ nát một tòa cầu. Nhưng là, bởi vì địch nhân tổ chức sớm biết tin tức, cho nên bọn họ phái một cái nữ gián điệp câu dẫn Thành Bân. Về sau, bởi vì Thành Bân không cẩn thận lộ ra hành tung chúng ta. Lần kia nhiệm vụ, đội ngũ chúng ta thương vong 8 người. Chúng ta là cửu tử nhất sinh trốn tới. Khi đó, chúng ta đều biết trong chúng ta có gian tế, tất cả mọi người rất lợi hại phẫn nộ. Khi đó, ca ca người đứng ra, cùng ta nhận lầm, bàn giao sự thật. Tống Nghiên Nhi thân thể run lẩy bẩy, nói, cho nên ngươi giết ca ca ta. La Quân lắc đầu, nói, không có. Ta lúc ấy nản lòng thoái chí, liền muốn đem huyết lang giải tán tính toán. Nhưng là ta không có theo ca ca ngươi nói, ta nói với hắn, muốn hắn lùi lại từ đây huyết lang, từ đó cùng chúng ta không có liên quan. Nhưng ta không nghĩ tới ca ca ngươi tính cách như vậy cương liệt, hắn thừa dịp ta không chú ý, chính mình giơ súng hướng hắn đầu mình nã một phát súng. Trước khi chết hắn nói với ta, hắn sinh là huyết lang người, chết là huyết lang quỷ. La Quân nói đến đây, vẫn là thống khổ tự trách, Nghiên Nhi, thật xin lỗi. Huyết lang lính đánh thuê đoàn là ta cùng Thành Bân cùng một chỗ sáng tạo đứng lên, ta sớm nên nghĩ đến Thành Bân đối huyết lang cảm tình. Nếu như ta suy nghĩ nhiều một số, có lẽ Thành Bân sẽ không phải chết. Tống Nghiên Nhi nghe vậy lại là dài thở phào một hơi, nàng thật sợ là La Quân giết ca ca. Như thế nàng vĩnh viễn cũng không có cách nào tha thứ La Quân. Vẫn còn may không phải là. Tống Nghiên Nhi cũng không quái La Quân, ngược lại nói, ngươi không muốn tự trách, lúc ấy ngươi cũng là tức giận, cho nên mới không có nghĩ nhiều như vậy. Cái này là anh ta hắn tự mình lựa chọn, ta tin tưởng coi như ca ca ta dưới đất, hắn cũng sẽ không hối hận cùng ngươi người đại ca này. Tống Nghiên Nhi lời nói để La Quân trong lòng dễ chịu một số. Hai người sau đó liền lâm vào trầm mặc, cái này một trận trầm mặc là đối Thành Bân niềm thương nhớ. Sau một hồi khá lâu, Tống Nghiên Nhi nhớ tới cái gì, hỏi La Quân, nói, Lao Sơn nội ra quán người sẽ còn lại tìm ngươi phiền phức sao? La Quân lắc đầu, nói ra, hẳn là sẽ không. Lần này là Lâm Thiến Thiến ra lên tiếng, Lao Sơn nội ra quán người làm sao đều muốn cho mặt mũi này. Tống Nghiên Nhi cũng biết Lâm Thiến Thiến thân phận không thể coi thường, nghe vậy liền cũng liền để xuống tâm. Một ngày này, Tống Nghiên Nhi y nguyên kiên trì đi làm. La Quân tâm lý lo lắng Tống Nghiên Nhi, nhưng Tống Nghiên Nhi biểu hiện rất bình thường, như thế hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Rơi vào đường cùng, La Quân chỉ có xin nhờ Đường Thanh chiếu cố thật tốt Tống Nghiên Nhi.
Đường Thanh tuy nhiên không rõ nội tình, nhưng cũng nhìn ra Nghiên Nhi có chút không đúng, liền nói với La Quân, yên tâm đi, ta cùng Nghiên Nhi là lớn nhất hảo tỉ muội, ta hội nhìn lấy nàng. La Quân gật gật đầu. Cái này trong vòng một đêm, vô luận là La Quân vẫn là Đường Thanh, phảng phất đều trong nháy mắt ổn trọng rất nhiều. Hai người không hề như thế đấu đến đấu qua. Trên thực tế, một đêm này đối Đường Thanh cũng là nổi sóng chập trùng. Nàng là tại Nghiên Nhi nơi đó nghe được La Quân nguy cơ, nàng trông thấy Nghiên Nhi hốt hoảng thất thố nói La Quân chết. Lúc ấy nàng đau lòng không thể thở nổi, tựa như là có loại to lớn, nói không nên lời đau buồn. Về sau, La Quân còn sống, không có việc gì. Nàng phảng phất chính mình cũng kinh lịch một trận sinh cùng tử thuế biến. Đường Thanh càng hiểu được La Quân sở dĩ gặp nguy hiểm, còn là bởi vì chính mình cùng Nghiên Nhi đắc tội Lao Sơn nội gia quán sự tình, nàng tâm tình liền càng thêm phức tạp. Đối với La Quân, nàng cảm tình không thể nghi ngờ là rất đặc thù. Giữa trưa thời điểm, La Quân qua trà trang. Trà trang trong phòng nghỉ, La Quân cùng Mộc Tĩnh phân biệt khoanh chân ngồi đối diện nhau. Kinh lịch hôm qua sinh cùng tử, người có cái gì mới cảm ngộ? Mộc Tĩnh mỉm cười, hỏi La Quân. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, hôm qua là hai lần tại kề cận cái chết bồi hồi. Lần thứ nhất, chúng ta tại cái kia mặt người trước không hề có lực hoàn thủ. Đó cũng là chúng ta không có kinh nghiệm. Lần thứ hai, ta theo người kia qua hai chiêu. Tuy nhiên ta vẫn là bại, nhưng ta phát hiện một cái vấn đề mấu chốt. Mộc Tĩnh nói, há, vấn đề gì? La Quân nói ra, ta bình thường cùng người đối chiến, liền xem như đao kiếm ra thân, cũng từ trước tới giờ không hoảng sợ. Nhưng cùng cái kia cá nhân đối chiến lúc, khí thế của hắn y nguyên để cho ta tâm sinh sợ hãi. Đối mặt hắn quyền lực, ta nhịn không được liền muốn né tránh. Càng né tránh, càng là bại nhanh. Mộc Tĩnh nói ra, không sai, vấn đề này ta cũng phát hiện. La Quân nói ra, về sau, ta vượt qua hoảng sợ. Ta đột nhiên cảm thấy người kia tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng hắn y nguyên là một người. Cho nên, ta có thể cùng hắn vượt qua hai chiêu. Mộc Tĩnh nói, người có tâm ma, dục vọng cùng tâm tình cả đời, tâm ma xâm nhập. Người kia lợi hại nhất địa phương ngay tại ở có thể thôi phát nhân tâm ma. Mà ngươi cùng nói là vượt qua hoảng sợ, không bằng nói là vượt qua tâm ma. Nàng đón đến, nói, tối hôm qua ta cũng có thu hoạch. Là tại ngươi rời đi về sau, ta đột nhiên nghĩ thông suốt. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, nói, há, thu hoạch gì? Mộc Tĩnh nói, hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống. Bên cạnh ta người, bằng hữu đều sẽ sinh lão bệnh tử. Bao quát ngươi, ngươi cũng sẽ chết. Đây đều là hiện tượng tự nhiên, mà ta ở chính giữa, lại nếu không ngủ, ta nhìn các ngươi, nhìn ta chính mình, nhìn lấy Lâm Thiến Thiến bi thương, nhìn lấy đây hết thảy tâm tình, ta cảm thấy ta là hồng trần bên trong khán giả. La Quân nhất thời bị kinh ngạc, nói, Tĩnh tỷ, ngươi dạng này cũng không tốt, chẳng lẽ là muốn đi tứ đại giai không, làm ni cô. Mộc Tĩnh nói ra, hài lòng mà làm, ta muốn làm cái kia bất hủ người, không nhận thất tình lục dục sở khốn nhiễu. Đây là ta truy cầu đường. La Quân nói không ra lời, hắn cùng Mộc Tĩnh là tại vị trí ngang hàng. Phía trước đường đều cần hai người thăm dò, cho nên hắn không có cách nào nói Mộc Tĩnh không đúng. Mộc Tĩnh cũng không có cách nào nói hắn không đúng. Hai người trò chuyện một chút, ngay vào lúc này, bên ngoài anh em nhà họ Từ bên trong Từ Thanh tiến đến. La Quân huynh đệ, Hứa Tinh tiểu thư đến. Nàng là tìm ngươi. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, hắn liền đứng lên, nói, tốt, ta đi gặp nàng. Hắn vừa muốn ra cửa thời điểm, Mộc Tĩnh bỗng nhiên nói ra, La Quân. La Quân ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về phía Mộc Tĩnh, nói, thế nào, Tĩnh tỷ? Mộc Tĩnh nói ra, nếu như ngươi thật ưa thích Đinh Hàm, cần gì phải kiềm chế chính mình bản tâm? Ngươi không muốn kết hôn, cũng không cần kết hôn, ngươi thích nàng, liền đem nàng cưới, ta khuyên ngươi. Vẫn là đi theo chính mình bản tâm, tùy tâm sở dục đến tốt. Dạng này ngươi mới có thể đi đến ngươi muốn nói. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ta nếu là muốn Đinh Hàm, lại không cùng với nàng kết hôn. Cái kia Đinh Hàm hội không thoải mái, nàng không thoải mái, ta liền cũng sẽ không thống khoái. Ta nếu là cùng với nàng kết hôn, ta cũng sẽ không thoải mái. Mộc Tĩnh nói ra, cho nên ngươi một ngày không đem cái này đoàn loạn ma làm rõ. Thì vĩnh viễn không có khả năng tiến vào kim đan chi cảnh. Chương 108, Tiểu Tuyết xảy ra chuyện. La Quân hơi hơi ngơ ngẩn, chính hắn ở trong lòng cũng thở dài. Cái này đoàn loạn ma, để thật là để ý không rõ ràng. Cũng không biết nên như thế nào qua làm rõ.
đây cũng là trong lòng của hắn vẫn luôn rất lợi hại mâu thuẫn địa phương. La Quân hắn có một cái ưu điểm, cái kia chính là lúc đối địch thủ đoạn độc ác, một kích tất trúng. Nhưng hắn cũng có rất lớn khuyết điểm, cái kia chính là đối người bên cạnh quá cảm tính. Hắn quan tâm mỗi một người bạn, quan tâm bọn họ cảm thụ. Ở phương diện này, hắn có thể nói là không quả quyết. Tựa như là đối Tống Nghiên Nhi, lúc trước hắn theo Tống Nghiên Nhi không muốn nói thành bân vết bẩn. Về sau lại không muốn chạy trốn tránh chính mình trách nhiệm, vẫn là nói thật. Hắn chính là như vậy một cái mâu thuẫn thể. Không nói đến những này, La Quân rất nhanh liền đến trà trang trong đại sảnh. Trong đại sảnh hiện tại không có khách nhân nào, Đinh Hàm được an bài ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Nàng mặc một bộ màu đỏ bó sát người áo sơ mi, tóc trải thành một cái búi tóc bàn ở sau ót, khuôn mặt tinh xảo. Dạng này Đinh Hàm tựa như là một cái mỹ lệ quý phụ, khiến người ta chỉ có thể nhìn từ xa, không dám đùa bỡn. La Quân ngồi vào Đinh Hàm đối diện, hắn khẽ cười khổ, hô, Hàm tỷ. Đinh Hàm nhìn về phía La Quân, nàng phát hiện La Quân hoàn hảo không chút tổn hại, theo bình thường không có cái gì hai loại. Trong nháy mắt, Đinh Hàm lửa giận ứa ra, cảm thấy La Quân quả thực cũng là bệnh thần kinh. Tối hôm qua La Quân không khỏi rượu gọi điện thoại, nói một tiếng bảo trọng. Sau đó điện thoại một mực tắt máy trạng thái. Nàng cái này coi là La Quân muốn rời khỏi, một đêm này đều là lặp đi lặp lại, tâm thần khó có thể bình an. Nàng nghĩ đến La Quân rất nhiều chỗ tốt, đột nhiên lại cảm thấy mình đối với hắn không tốt, chính mình quá phận các loại. Hôm nay, nàng cũng nhịn không được nữa đến trà trang đến hỏi một chút. Kết quả liền trông thấy La Quân con hàng này hảo hảo, chơi sự tình không có. Đinh Hàm cái gì cũng không nói, đứng người lên liền đi. La Quân xấu hổ sờ mũi một cái, hắn cũng không thể nói gì hơn. Cũng không thể chủ động nói với nàng tối hôm qua là cái hiểu lầm đi. Hắn đương nhiên cũng sẽ không đuổi theo Đinh Hàm. Bất quá lúc này, Đinh Hàm điện thoại di động bỗng nhiên vang. Nàng lập tức dừng lại thân hình, lấy điện thoại di động ra kết nối. La Quân cũng không có đại để ý, con hàng này để ý là Đinh Hàm bóng lưng, hắn cảm thấy Đinh Hàm mông thật là tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên. Ai, nếu có thể cái kia chơi tà ác một chút, tư vị kia coi như thật là thoải mái a. La Quân cảm thấy mình nếu là ngày đó chết, khẳng định tiếc nuối nhất chính là không có đem Đinh Hàm cho chính pháp rơi. Bất đắc dĩ a, ai bảo Đinh Hàm không phải loại kia có khả năng nữ nhân. La Quân bên này toa suy nghĩ lung tung, bên kia Đinh Hàm tiếp vào điện thoại lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Sắc mặt nàng trắng bệch, liền người đều đứng không vững, một cái lảo đảo kém chút té ngã. La Quân bị kinh ngạc, vội vàng lui tới, đỡ lấy Đinh Hàm, hỏi, làm sao? Đinh Hàm run giọng nói ra, nhà trẻ lão sư gọi điện thoại tới, nói Tiểu Tuyết phát sốt đưa đến bệnh viện cấp cứu. La Quân giật mình, lại khó hiểu nói, phát sốt làm sao còn gấp hơn cứu đâu. Hai người vừa nói liền đi ra ngoài, Đinh Hàm mở chiếc kia ra qua tới, La Quân chủ động đến vị trí lái bên trên. Hắn chờ Đinh Hàm sau khi lên xe mới hỏi, cái kia bệnh viện. Đinh Hàm vội vàng đáp, hai y, nàng cả người lộ ra nôn nóng vô cùng, một chút cũng không có chủ trương. La Quân cũng không tiện hỏi nhiều, liền trước nhanh chóng hướng hai y mở đi ra. Đối Vu Tiểu Tuyết, La Quân là ưa thích, hắn cũng không hy vọng cái này đáng yêu tiểu nữ hài xảy ra chuyện gì. Bất quá là phát sốt, người không nên quá khẩn trương. Tiểu Tuyết không có việc gì, La Quân trấn an nói. Đinh Hàm trầm mặc một cái chớp mắt, tiếp lấy bỗng nhiên cả giận nói, người đương nhiên không khẩn trương, Tiểu Tuyết cũng không phải con gái của ngươi. La Quân không khỏi ngơ ngẩn, hắn cảm giác mình trúng đạn bên trong không khỏi rượu. Cái này ngay miệng, Đinh Hàm là cái thùng thuốc nổ. La Quân liền cũng không dễ lại nói tiếp, miễn cho lại dẫn lửa thiêu thân. Sau 20 phút, La Quân cùng Đinh Hàm đến hai y. Đinh Hàm sau khi xuống xe bay thẳng đến bên trong bước nhanh tới. La Quân theo sát ở phía sau. Tại lầu 2 phòng cấp cứu phía trước, La Quân cùng Đinh Hàm nhìn thấy nhà trẻ ba cái lão sư, bên trong một cái là viện trưởng. Viện trưởng là cái chừng 50 tuổi phụ nữ, là loại kia rất lợi hại có khí chất nữ tính. Nàng đeo kính, hào hoa phong nhã. Nữ nhi của ta đến thế nào? Nàng ở đâu? Đinh Hàm gấp giọng hỏi. Viện trưởng hướng Đinh Hàm hỏi, ngài là Tiểu Tuyết mụ mụ. Đinh Hàm gật đầu, nàng nôn nóng nhìn lấy phòng cấp cứu. Viện trưởng trầm giọng nói ra, Tiểu Tuyết còn tại phòng cấp cứu bên trong cứu giúp, Tiểu Tuyết mụ mụ, thật xin lỗi, là chúng ta công tác sai lầm. Đinh Hàm nhất thời thì xù lông, nói ra, trường học các ngươi là làm gì ăn?
Nữ nhi của ta hảo hảo, làm sao lại đột nhiên tiến phòng cấp cứu? Ta nói cho các ngươi biết, nếu là nữ nhi của ta có cái gì không hay xảy ra, ta hội để toàn bộ các ngươi đều không vượt qua nổi. Nàng nói càng về sau lại đột nhiên khóc lên. Viện trưởng cùng hai tên lão sư có chút xấu hổ. Xảy ra chuyện như vậy, người nào cũng không muốn. La Quân hơi hơi thở dài, hắn nhìn về phía viện trưởng, nói, ngài khỏe chứ, ta là Đinh Hàm bằng hữu. Ta có thể hay không hỏi thăm, đến là chuyện gì xảy ra? Vẹn vẹn phát sốt, làm sao lại cần tiến phòng cấp cứu cứu giúp? Viện trưởng bên người nữ lão sư Chu Quyên mở miệng, Chu Quyên là Tiểu Tuyết lão sư. Nàng cũng là nôn nóng bất an, nói ra, tiên sinh, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Tuyết vẫn luôn rất lợi hại khỏe mạnh, nửa giờ sau, nàng đột nhiên nói với ta thật là khó chịu. Ta khi đó mới phát hiện nàng thân thể rất lợi hại nóng. Ta cho là nàng sinh bệnh, liền đi cho nàng tìm thuốc cảm mạo. Ai biết Tiểu Tuyết đột nhiên thì té xỉu, còn toàn thân run rẩy. Ta dọa sợ, thì lập tức thông báo viện trưởng, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đem Tiểu Tuyết đưa tới. Ta thề, ta thật không biết đây là vì cái gì. Nói càng về sau, nàng cũng khóc lên. La Quân mày nhíu lại xuống dưới, bây giờ còn chưa đạt được thầy thuốc chẩn đoán chính xác. Cho nên La Quân cũng không biết đến là tình huống như thế nào, hắn cũng không phải thần tiên. Trước mắt có thể làm liền là chờ đợi lấy y sinh ra. Hắn chỉ có thể chờ đợi Tiểu Tuyết có thể cắt nhân thiên tướng. Sau đó, La Quân muốn đỡ Đinh Hàm qua vị trí bên trên ngồi. Đinh Hàm hung hăng hất ra La Quân, tức giận nói, ta không cần ngươi quản. Đinh Hàm đột nhiên biến, từ dịu dàng Đinh Hàm biến thành hung mãnh cọp cái. La Quân cũng không dễ chấp nhặt với nàng, liền thì chính mình ngồi ở một bên. Dài răng giặc dày vò cùng chờ đợi. Tại sau một tiếng, cái kia cửa phòng cấp cứu rốt cục mở ra. Viện trưởng một đoàn người, Đinh Hàm còn có La Quân toàn bộ vây quanh. Đi ra ngoài là chủ trị bác sĩ, cái này chủ trị bác sĩ họ Lý. Lý thầy thuốc khoảng 40 tuổi, có cỗ nho nhã học rộng khí chất. Nữ nhi của ta thế nào? Đinh Hàm một thanh níu lại Lý thầy thuốc tay áo cháy vội hỏi. Lý thầy thuốc nhìn về phía Đinh Hàm, nói ra, ngươi là bệnh nhân mụ mụ. Đinh Hàm nói, đúng. Lý thầy thuốc ánh mắt phức tạp, nói, bệnh nhân tình huống có chút phức tạp, bất quá tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi đi theo ta đi, ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đinh Hàm gật đầu. Lý thầy thuốc mang theo Đinh Hàm qua hướng phòng, La Quân lập tức theo ở phía sau. Hắn cũng cần biết Tiểu Tuyết tình huống. Tiểu Tuyết còn tại phòng cấp cứu bên trong chưa hề đi ra, có thể là muốn làm một số khắc phục hậu quả công tác. Lý phòng thầy thuốc làm việc bên trong, Đinh Hàm ngồi đang làm việc bàn đối diện. La Quân đứng sau lưng Đinh Hàm. Lý thầy thuốc trầm giọng nói, người muốn có chuẩn bị tâm lý, hiện tại kinh qua ta sơ bộ chẩn bệnh, con gái của ngươi rất có thể là đến trong suốt tính bệnh bạch huyết. Mà lại nàng tình huống hiện tại thật không tốt, cần phải nhanh một chút tìm tới phối đôi cốt tủy tiến hành cốt tủy cấy ghép. Không có khả năng, Đinh Hàm như bị sét đánh, nói ra, Tiểu Tuyết một mực thân thể đều rất tốt, làm sao có thể đến bệnh bạch huyết, ngươi nhất định là lầm. Lý thầy thuốc nói, ta cũng hy vọng là ta lầm, nhưng là ta nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng nói cho ta biết, 8-9 phần 10 là sẽ không sai. Các ngươi hiện tại muốn làm là đi trước kiếm tiền, sau đó cầu thiên phù hộ có thể có phối đôi cốt tủy. Nếu không lời nói, đứa nhỏ này sống không qua 3 ngày. Đinh Hàm sắc mặt trắng bệch, nói, làm sao chỉ có 3 ngày. Lý thầy thuốc nói, đột phát tính trong suốt tính bệnh bạch huyết, nàng tiểu huyết tấm bây giờ bị nghiêm trọng phá hư. Lấy nàng thân thể tố chất, rất khó tiếp nhận. Xét nghiệm kết quả, buổi chiều sẽ ra ngoài. Nếu như một khi xác định, vậy nếu không có sai. Hắn đón đến, nói ra, thực coi như không phải bệnh bạch huyết, lấy nàng tình trạng cơ thể cũng chỉ có 3 ngày mệnh. Nàng hiện tại nhất định phải hoán cốt tủy, hoán huyết, điểm này là không thể nghi ngờ. Đinh Hàm ngây người, nàng thì thào nói ra, các ngươi nhất định là lầm, nhất định là lầm. Ta muốn dẫn nàng qua khác bệnh viện. Lý thầy thuốc liền nói ra, ngươi muốn dẫn nàng qua khác bệnh viện, đây là ngươi tự do. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nàng tình trạng cơ thể quá hư nhược, mà lại thời gian gấp vô cùng gấp. Ta sẽ cùng Y Liên khẩn cấp thỉnh cầu cốt tủy phối đôi, coi như ngươi đi hắn bệnh viện. Cũng giống vậy cần phải. Làm sao quyết định, tại ngươi. Đinh Hàm nước mắt cuồn cuộn mà xuống, nàng hoàn toàn không có chủ kiến, làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ, Đinh Hàm nhìn về phía La Quân, bất lực tiếng buồn bã hỏi. La Quân nhìn về phía Lý thầy thuốc, nói, vì cái gì trước kia Tiểu Tuyết một điểm dấu hiệu đều không có.
Lý thầy thuốc nói, loại này trong suốt tính bệnh bạch huyết, ẩn tàng vốn là sâu đậm. Chỉ là một khi phát tác, cũng chính là không thể vãn hồi. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, vậy liền làm phiền các ngươi tranh thủ thời gian thu thập cốt tủy, tùy thời chuẩn bị phẫu thuật, tiền không là vấn đề. Lý thầy thuốc gật gật đầu, hắn nói ra, một hồi chúng ta muốn tiến hành cốt tủy xét nghiệm, chờ xác định nàng cốt tủy nhóm máu về sau, chính các ngươi cũng có thể qua trên xã hội thu thập. La Quân nói, tốt, đa tạ. Lý thầy thuốc khe khẽ thở dài, nói, y giả phụ mẫu tâm, ta hiểu các ngươi tâm tình. Tiểu cô nương kia rất lợi hại đáng yêu, ta cũng không muốn hắn xảy ra chuyện. Trên giường bệnh Tiểu Tuyết con mắt đóng chặt lại, sắc mặt nàng trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Ninh Hàm ở một bên đau lòng vuốt ve nàng cái trán, nước mắt cuồn cuộn xuống. Nàng không ngừng nói thật xin lỗi. Đại khái cái này có lỗi với là bởi vì mấy ngày này đối nữ nhi sơ sẩy đi. La Quân ở một bên cũng là tâm tình nặng nề, hắn cảm thấy gần nhất quả nhiên là mọi việc không thuận, sự tình một cọc tiếp lấy một cọc tới. Tiểu Tuyết xét nghiệm kết quả đã đi ra, thật là trong suốt tính bệnh bạch huyết. Ninh Hàm cũng muốn qua hắn bệnh viện nhìn xem, nhưng là trước mắt Tiểu Tuyết tình huống quá hung hiểm, căn bản chịu không được giày vò. Cho nên Ninh Hàm cũng không dám mạo hiểm. Đến vu Tiểu Tuyết cốt tủy phối đôi, cái kia càng làm cho người tuyệt vọng. Tiểu Tuyết nhóm máu là hình 8. Loại này nhóm máu là rất lợi hại hiếm thấy, rất khó phối đôi. Liền xem như Ninh Hàm cũng không được. Ninh Hàm bên này đã thông báo từ chí còn có cha mẹ người thân đến đây. Đối vu Tiểu Tuyết thời gian là càng ngày càng ít. Ban đêm thời điểm, Ninh Hàm bên này sở hữu thân nhân đều tới. Chương 109, đêm gặp Long Vương. Từ chí đến tương đối trễ, hắn đến từ sau nhìn thấy La Quân tên sát tinh này về sau, lập tức trở nên sợ hãi rụt rè đứng lên. La Quân một mực yên lặng ở một bên, hắn dành thời gian qua cho Lâm Thiến Thiến cùng Mộc Tĩnh gọi điện thoại. Hai người bọn họ quan hệ phổ biến, liền làm cho các nàng giúp đỡ tìm kiếm xứng đôi cốt tủy. Từ chí rút máu về sau, cũng được cho biết không hợp cách. Sở hữu thân nhân đều thử qua, sau cùng đều không hợp cách. Các bệnh viện lớn network tìm kiếm, cũng không tìm được xứng đôi cốt tủy. Tiểu Tuyết trong phòng bệnh bên ngoài, người thân đều là sầu vân thảm vụ. Ninh Hàm càng là không nói một lời, phảng phất đã ngốc. Một hồi rơi lệ, một hồi ngẩn người. La Quân theo Ninh Hàm người nhà, thân nhân cũng không nhận ra. Cho nên hắn cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xa xa, cũng không người đến nói chuyện với La Quân. Lúc này, chắc chắn sẽ không có người đến bát quái La Quân cùng Ninh Hàm quan hệ. Ban đêm thời điểm, Lâm Thiến Thiến, Mộc Tĩnh, Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi đều đến thăm Ninh Hàm. Không quản các nàng theo Đinh Hàm quan hệ có thân hay không cắt, nhưng là mọi người mặt ngoài đều là bằng hữu. Huống chi còn có La Quân cái tầng quan hệ này tại, cho nên bọn họ về tình về lý đều là muốn tới thăm. Mấy người tới trước theo La Quân chạm mặt, La Quân tâm tình đồng dạng nặng nề, cũng không có nói thêm cái gì. Lâm Thiến Thiến các nàng đem hoa quả sau khi để xuống, cũng chỉ có thể lui ra ngoài. Bởi vì hiện tại Đinh Hàm người nào đều không muốn để ý tới, mà lại ai cũng khuyên không để cho. Phòng bệnh bên ngoài, Lâm Thiến Thiến nói với La Quân, ta đã nắm bằng hữu qua tìm ngươi nói cốt tủy, bất quá cái này cốt tủy rất khó tìm đến. Mà lại thời gian quá gấp, ngươi cùng Ninh Hàm muốn có chuẩn bị tâm lý. La Quân đương nhiên là có chuẩn bị tâm lý, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Một đêm này rất nhanh liền quá khứ. La Quân tại bệnh viện thủ nhất đêm, Ninh Hàm vẫn là không ăn không ngủ, thì như thế ngơ ngác ngồi tại Tiểu Tuyết giường bệnh một bên. Mà Tiểu Tuyết một mực không có thức tỉnh. Ninh Hàm phụ mẫu cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Về phần một số thân hữu, có rời đi, có qua sau khi nghỉ ngơi lại tới. Bây giờ Ninh Hàm cũng coi như phát đạt, cho nên hôn người cùng nàng quan hệ tự nhiên là hội thâm hậu. Một ngày này lại rất nhanh liền quá khứ. Tiểu Tuyết tình huống kịch liệt chuyển biến xấu, ban đêm lần nữa đưa vào phòng cấp cứu. 3 giờ sau, Lý thầy thuốc ra tới nói, nếu như ngày mai lại tìm không thấy cốt tủy phối đôi, làm cấy ghép phẫu thuật, Tiểu Tuyết cũng là thần tiên cũng không cứu lại được tới. Hắn nói vừa xong, Ninh Hàm liền đã hôn mê. Đối mặt loại tình huống này, La Quân cũng là không có sức mạnh lớn lao. Bất quá ngay tại rạng sáng thời điểm, La Quân bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Là cái người xa lạ gọi điện thoại tới. La Quân không khỏi kỳ quái, hắn không nghĩ nhiều, tiếp thông điện thoại. Bên kia truyền tới một nam tử xa lạ thanh âm, nói, các ngươi cần cốt tủy loại, chúng ta nơi này có thể tìm tới. Nếu như ngươi có hứng thú,
liền đến quân vương câu lạc bộ tới đi. Nói vừa xong, điện thoại liền treo. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn cảm thấy cú điện thoại này tràn ngập quỷ dị,